chương 616. Tuy nhiên việc này cũng không thể hoàn toàn trách đối phương, dù sao trong chuyện vũ tinh trước đây, thiên thần cung đã có lỗi với thú luyện môn, hiện giờ toàn bộ trận tuyến, mà thú luyện môn phái ra để trợ trận thiên thần cung lại toàn bộ đi đời, chỉ có tiền anh thần sống giờ chết dỡ, nam ngưng giang cũng không thể nói thêm được gì nữa, cuối cùng cũng chỉ tiến lên, vỗ vỗ đầu vai hắn. Đừng thương tâm, hảo nam nhi chỉ đổ máu chứ không đổ lệ. Đừng kiếp giả dối, nhưng cho dù hắn có giả hoạt hung ác thế nào cũng vẫn bị chúng ta vây, trong núi này, trốn không nổi đâu. Tiếng khóc của tiền anh thần hơi giảm, bởi vì giả vờ vật vã một hồi lại làm ảnh hưởng đến miệng vết thương, máu loãng lại dỉ ra một lần nữa. Hắn lại như không cảm thấy gì, chỉ gian nan phun ra mấy chữ. Ta làm thế nào để ăn nói với nghĩa phụ đây? Biết ăn nói thế nào đây? Nam ngưng răng ấm giọng nói. Nói rõ tình hình cho thú luyện môn, bọn họ sẽ thông cảm thôi. Nói là vì ta tham công liều lĩnh, làm cho phong bất trí cùng hơn 10 đệ tử tinh anh của thú luyện môn ta chết sạch sao? thanh âm của tiền anh thần trở nên âm trầm ác nghiệt hẳn lên việc này nam ngưng giang cũng biết tin tức như vậy mà truyền về phái sẽ ảnh hưởng như thế nào với tiền anh thần hắn hiện giờ là ngôi sao mới trói mắt nhất của thú luyện môn nhưng chính vì vậy hắn càng không thể phạm sai lầm bao nhiêu cặp mắt đều dồn vào hắn một lần thất bại có thể chính là vạn kiếp bất phục hiện tại hắn bắt đầu hiểu vì sao tiền anh thần khi nãy lại khóc lóc thảm thiết đến vậy thì ra còn khóc cho cả phần của mình nữa ngẫm lại một chút hắn nói nhưng tin tức trung quy vẫn phải để cho họ biết giúp ta tiền anh thần nhìn nam ngưng giang nói nhìn cặp mắt đầy vằn máu dưới lớp băng gạc kia nam ngưng giang hỏi ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào nói là ngươi phái bọn họ đi chính là ngươi phái họ đi tiền anh thần cầm tay nam ngưng giang hắn nhìn chung quanh một chút lại như sợ bị người khác phát hiện lôi đối phương sang một bên sắc mặt nam ngưng giang trầm hẳn xuống ngươi để ta gánh trách nhiệm này cho ngươi sao tiền anh thần vội la lên ngươi không phải người của thú luyện môn, bọn họ cũng không thể làm gì ngươi. Ngươi giúp ta lần này, ta sẽ trả ơn ngươi. Nghe nói như vậy, sắc mặt tiền anh thần ngày càng u ám. Hắn rất rõ ràng điều này có ý nghĩa gì. Nếu như mình giúp tiền anh thần lần này, vậy có nghĩa là nắm được nhược điểm của tiền anh thần trong tay. Tiền anh thần là đệ tử trọng yếu của thú luyện môn, là nhân tuyển cho vị trí thiếu chú, nắm nhược điểm của hắn, có giao tình với hắn, ý nghĩa lớn đến mức nào hẳn có thể thấy được nói trắng ra thập nhị ưng của ưng đường trung quy chỉ là một vài tiểu nhân vật trong điều tra phá án thì còn có một ít quyền lực ngoài phạm vi này thì lại chẳng là gì cả tiền anh thần thì lại khác xa cho dù không trở thành trưởng môn của thú luyện môn tiền đồ tương lai cũng phong quang vô hạn có thể giao hảo với hắn nhìn chung là một chuyện tốt nghĩ vậy nam ngưng giang gật gật đầu được nếu như vậy việc này ta gánh cho ngươi ta sẽ báo tin cho thú luyện môn nói là ta sắp xếp các ngươi đuổi bắt Người dốc sức phản đối nhưng không có hiệu quả, cuối cùng gặp nạn, tử chiến chạy trốn. Có lời của Nam Ngưng Giang, Tiền Anh Thần từ tham công liều lĩnh lại trở thành anh hùng chiến đấu hăng hái, giả chết chạy trốn, hữu dũng hữu mưu. Mặt Tiền Anh Thần bị băng bó, không cách nào cười nổi, chỉ có thể phát ra tiếng cười ha hả từ sau băng gạc. Nếu đã như vậy, xin đa tạ Nam đại nhân. Không có gì, Nam Ngưng Giang nói. Không có chuyện gì nữa, ta về trước. Thương thế của ngươi còn nặng, về nghỉ ngơi sớm đi anh thần hiểu rồi. Nhìn Nam Ngưng Giang rời đi, trong mắt đường kiếp lóe lên một tia sáng, hắn cười nhẹ. Để Nam Ngưng Giang giúp che giấu, tất nhiên không phải vì cân nhắc cho tương lai của tiền anh thần, bởi tên này đã không thể có cái tương lai gì nữa. Mục đích chính vẫn là để thu hẹp quan hệ của tiền anh thần và Nam Ngưng Giang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái hay chính là sau khi người của thú luyện môn chết hết, người của thiên thần cũng biết về hắn rất ít, nhưng cũng có cái dở chính là không thu hẹp được khoảng cách với Thiên Thần cung. Để giải quyết vấn đề này, Đường Kiếp liền nghĩ đến lý do khi nãy. Thông qua phương thức này, Đường Kiếp làm Tiền Anh Thần biết cúi đầu, liền nhanh chóng có thể kéo gần quan hệ với Nam Ngưng Giang. Một điểm càng hay nữa là Nam Ngưng Giang không hoài nghi thêm gì hắn nữa. Tiếp xúc giữa người và người, tất nhiên phải bao gồm cả lý trí và lợi ích, nhưng kỳ thực nhiều hơn vẫn phải là tình cảm trong cuộc sống không có ai mỗi khi làm chuyện gì cũng suy xét được lợi hay không đó không phải là người đó là máy móc mà ảnh hưởng tới hành vi của con người phần nhiều là bản năng từ nội tâm chứ không phải là lý trí logic đó chính là nguyên nhân vì sao rất nhiều đại nhân vật cũng đều sẽ phạm phải một vài sai lầm nhỏ nếu một mực nghĩ rằng đã là đại nhân vật thì sẽ có chỉ số thông minh vô địch nhất định sẽ không phạm phải sai lầm thì chính là một quan điểm quá sai lầm có được giao tình cùng với nam ngưng giang tin rằng sau này có rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng làm được tin tiền anh thần tỉnh lại nhanh chóng được truyền đi nhất thời có không ít người tới đây gặp hắn bao gồm cả đám người huyền trung tử kim ngân nhị lão lý tùng chu phương hoa một người lại tiếp một người hiện tại đang đứng ở đầu giường hắn ân cần hỏi han nhìn đám người thường ngày truy sát mình đuổi tới trên tận bích lạc xuống hoàng tuyền nay lại quan tâm mình đầy đủ đến vậy trong lòng đường kiếp không khỏi âm thầm bật cười kể cũng vất vả phân thân không được cười liền để cho bản thể ở nơi xa cười hô hố một trận làm hứa diệu nhiên đang ở bên cạnh không hiểu ra sao cả, nghĩ mãi không ra hắn có phải phát bệnh cái gì thất tâm phong hay không. Chẳng lẽ chuyện kể cho hắn mình đau lòng rơi lệ chôn con chó nuôi bấy lâu là, vui lắm sao? Nộ khí sung thiên liền hung hăng đạp vào mông hắn một cước. Hoàng Việt cũng tới xem tiền anh thần. Đó là khoảnh khắc mà đường kiếp khẩn trương nhất. Cho dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng lúc Hoàng Việt xuất hiện hắn vẫn giống, như một tên học sinh quay bài gặp phải thầy giám thị, nội tâm tràn đầy khẩn trương hoàng việt lại hồn nhiên không biết thần kinh đang căng như dây đàn của đường kiếp vừa tiến đến vừa gọi anh thần lão đệ người cuối cùng cũng không sao rồi phảng phất giống như bạn bè lâu năm gặp lại trong lòng hoàng việt kỳ thực vẫn luôn có một ngạo khí đó là chính mình xuất thân danh môn hắn là đệ tử của thích vô diệm tương lai sẽ là một trong những đại nhân vật quản lý thiên thần cung nam ngưng giang thì tính là cái gì nếu không phải lúc đuổi giết đường kiếp còn cần một chút khôn vặt của y thì như ngày xưa hoàng việt lại cũng không thèm liếc mắt nam ngưng giang lấy một cái trong toàn bộ danh sách người đuổi giết đường kiếp của thiên thần cung có thể được hoàng việt coi trọng cũng chỉ có hai người một là khuyển vương hà trường an đương nhiên hà trường an có để hắn vào trong mắt hay không thì lại là chuyện khác người còn lại chính là tiền anh thần so sánh với hoàng việt tiền anh thần hiển nhiên càng phù hợp hơn với cái gọi là quản lý trong tương lai bởi vì hắn là nghĩa tử cả phong mục nguyên đồ đệ có thể có rất nhiều và tương lai tươi sáng của hoàng việt không thể tránh khỏi một hồi đồng môn tương tàn nhưng thân phận nghĩa tử của tiền anh thần này lại là độc nhất chính vì vậy hoàng việt rất nguyện ý tạo quan hệ đồng minh với tiền anh thần truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé cho nên thái độ của hắn cũng đặc biệt nhiệt tình cầm lấy tay của đường kiếp cười tươi như hoa đường kiếp giống như tên tiểu tặc trộm túi tiền bị túm tại trận đỡ đẫn lại mang chút hoảng sợ nhìn cái tên đang đứng trước mặt này lấy chỉ số thông minh của hắn mà trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, không hiểu vì sao tên này lại nhiệt tình với mình đến vậy. Hắn càng mong đối phương rời đi thì tên kia lại càng muốn ở lại. Vừa vỗ vai Đường Kiếp, Hoàng Việt vừa nói: "Anh thần lão đệ đừng tức giận, trận chiến này ngươi tuy bại nhưng vinh. Nhớ ngày đó ngươi cùng nhiều người như vậy bao vây chặn đánh Đường Kiếp, không phải vẫn để tên tiểu tử đó chạy thoát sao? Kẻ này xảo quyệt, không thể khinh địch. Anh thần lão đệ lấy sức một người độc chiến Đường Kiếp mà vẫn có thể sống sót." quả không hổ là thiên tài thú luyện môn. Đường kiếp cười gượng vài tiếng. Đa tạ hoàng chân nhân đã quan tâm. Khách khí rồi, nghĩa phụ của ngươi, ân sư của ta cũng cùng một thế hệ, ta và đệ cũng là nói chuyện bằng vai. Ta lớn hơn đệ vài tuổi, đệ gọi ta một tiếng ca ca là được rồi. Nghe nói thế, đường kiếp rốt cục cũng có chút hiểu ra, bất quá hắn không có ý muốn giao hảo cùng hoàng viện, chỉ có thể dùng ngôn ngữ ám chỉ mình bị thương nặng, không dành được nhiều thời gian để tiếp khách. Ý của hắn là ngươi đi đi, ta không giữ nữa, Hoàng Việt nghe xong lại cười ha hà, vỗ đầu cười một cái nói. Coi trí nhớ của ta kia. Hoàng Việt chuyển tay lấy ra một hộp bạch ngọc dài từ trong túi giới tử. Bạch ngọc là đồ đựng bảo tồn dược vật quý hiếm, giữ cho dược hiệu không bị mất đi. Lúc này Hoàng Việt đưa hộp bạch ngọc cho đường kiếp nói. Đây là vương chi tinh hoa ngàn năm huynh đệ ta lấy được vài năm trước, có công hiệu làm người chết mọc xương trắng, được ta mua lại để chuẩn bị cho sau này kéo dài sinh mạng. Hiện giờ ta đưa nó cho anh thần lão đệ, có nó, Thương thế kia cũng sẽ nhanh khỏi hơn rất nhiều. Ồ, oh, không cần dùng nhiều, chỉ cần nhỏ vài giọt tinh hoa lên chỗ bị thương là có hiệu quả ngay." Hắn thao thao bất tuyệt, vẻ mặt lại lộ chút đau lòng. Đường Kiếp nghe vậy cũng thấy kinh ngạc. Vương chi tinh hoa ngàn năm cơ đấy. Đồ tốt đó nha, ngay cả bên trong Cửu Tuyệt Chu Tiên trận cũng không có thứ này. Không nghĩ tới món đồ này mà Hoàng Việt cũng chịu đem ra. Xem bộ dạng miễn cưỡng của hắn, kỳ thực cũng chưa hẳn là muốn cho mình toàn bộ, chỉ là muốn cho mình vài giọt còn dư lại là của hắn cho nên mới lặp đi lặp lại cách dùng như vậy đường kiếp làm gì có chuyện để cho hắn chứ nhận hộp ngọc rồi nhét ngay dưới gối đường kiếp khom người với hoàng việt đa tạ ca ca đã thành toàn cơ thịt trên mặt hoàng việt giật giật tuy nhiên thân là đại nhân vật sao lại đi tỏ vẻ tiếc một chút ấy hắn lôi kéo tiền anh thần nói lão đệ sao lại khách khí như vậy ta và ngươi là huynh đệ việc chăm sóc giúp đỡ nhau đương nhiên phải làm rồi hai chữ chăm sóc giúp đỡ này hắn đặc biệt nhấn mạnh đường kiếp lập tức nói đó là tất nhiên. Kaka cứ yên tâm, anh thần còn sống ngày nào, sẽ vĩnh viễn ủng hộ Kaka. Tên thiếu môn chủ chiếm tiện nghi như hắn dù sao cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm, đừng nói chỉ là một lời ủng hộ, cho dù là có hứa hẹn hơn nữa hắn cũng dám, dù sao khoác lác cũng chẳng có ai đánh thuế. Mà hắn lừa lại là người của thiên thần cung, cho nên tuyệt đối sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Hoàng Việt cười như được mùa, ghé sát tay đường kiếp nói thầm. Qua ít ngày nữa, sư tôn ta phải chọn ra một người từ, trong đám đệ tử để truyền thụ Đại nguyện thần thông, truyền thụ Đại nguyện thần thông, Đường Kiếp giật mình kinh hãi. Nhưng sao ta nghe nói lúc mới nhập môn cũng được truyền thụ cơ mà? Những người nhập môn chỉ được truyền Đại Cương, không được coi là Đại nguyện thần thông chân chính, lần này mới là hàng thật giá thật. Theo lời Hoàng Việt giải thích, Đường Kiếp dần dần hiểu ra, hóa ra thích vô niệm có tổng cộng 14 đồ đệ, nhưng được truyền thụ Đại nguyện thần thông chân chính cũng chỉ có 3 người, tức là đại đồ đệ, nhị đồ đệ và ngũ đồ đệ. Đáng tiếc trong ba người này thì hai người đã chết, chỉ còn lão Ngũ là còn sống, cũng là đồ đệ xuất sắc nhất của Thích Vô Niệm hiện giờ, bởi vì chỉ có một người được truyền thụ Đại nguyện thần thông, Thích Vô Niệm lại lo lắng, bởi vậy vẫn luôn cân nhắc lựa chọn người thừa kế mới của Đại nguyện thần thông. Hoàng Việt là đồ đệ thứ 13 của Thích Vô Niệm, có thiên phú trong động sát chi đạo, Thích Vô Niệm vì muốn tìm một người thừa kế động sát chi đạo cho Thiên Thần Cung, nên đã thu nhận Hoàng Việt làm đồ đệ. Nhưng những gì Hoàng Việt muốn còn nhiều hơn thế nếu như phong lang chủ nói tốt cho ta một chút như vậy sư tôn có khả năng sẽ lựa chọn ta để truyền thụ hoàng việt đã nói ra mục đích của hắn phong mục nguyên thân là thanh thiên lang chủ thể diện của hắn thích vô niệm chắc chắn sẽ không thể không cho đường kiếp cầm tay hắn nghiêm mặt nói ca ca yên tâm ta sẽ viết một bức thư gửi cho nghĩa phụ xin người nói tốt vài câu giúp cho huynh hoàng việt cười đến híp mắt lại cầm lấy tay đường kiếp nói vậy phải đa tạ đệ đệ rồi đúng rồi không biết đại cương của đại nguyện thần thông có thể đưa cho đệ mượn đánh giá một chút không đường kiếp bất ngờ hỏi cái gì hoàng việt lập tức ngơ ngẩn đây chính là đại nguyện thần thông thế mà đường kiếp lại xin xem qua mặc dù chỉ là điểm chính nhưng ý nghĩa cũng rất phi phàm chỉ là đại cương thôi đường kiếp nói với vẻ khẩn thiết anh thần lấy tiên đồ để thề chỉ là tò mò tuyệt không ham muốn nghe nói như thế hoàng việt ngẫm nghĩ một lát cuối cùng gật đầu một cái nói vậy được ta sẽ đem bản đại cương cho đệ xem Tuy nhiên đệ đệ phải ngàn vạn lần giữ bí mật, không thể tiết lộ. Đại cương mặc dù không có phương pháp tu luyện, nhưng cũng liên quan đến căn cơ của thần thông, cũng không dễ gì tiết lộ ra ngoài. Đệ hiểu được, dám lấy thành tựu cả đời của anh thần ở thú luyện môn ra mà thề, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Đường kiếp không kiêng nể gì, tùy tiện lấy danh nghĩa của người khác để thể thốt, chỉ trong chốc lát, vài cái đại thệ được phát ra liên tiếp. Hoàng Việt thấy vậy cũng đánh phải đáp ứng. Vốn còn muốn tán gẫu một lúc cùng đường kiếp để tăng cảm tình, nhưng đường kiếp cũng không muốn hắn ở lại ngang nhiên trợn mắt tỏ vẻ đau đầu phải ngủ một lát trực tiếp đuổi hoàng việt về nhìn hắn rời đi đường kiếp lúc này mới thở dài một hơi nghĩ lại chuyện vừa rồi lại không khỏi cảm thấy buông cười không nghĩ tới dịch dung thành tiền anh thần mà lại nhận được nhiều chỗ tốt như vậy lại nói khi trước hắn giả mạo tiền anh thần cũng không phải là kế hoạch từ lâu mà chỉ là phát hiện cơ hội trà trộn nên mới nảy sinh ý tưởng chính vì vậy kỳ thực lúc trước hắn cũng chưa nghĩ tới làm như vậy sẽ có gì tốt cho mình Tất cả tinh lực đều dồn vào việc tự hỏi làm thế nào để không bị địch nhân phát hiện giả mạo. Mãi đến lúc này, hắn mới ý thức được chính mình dường như đã phạm sai lầm. Hắn tự hỏi ý nghĩa của việc trà trộn vào Thiên Thần Cung là gì? Tình báo? Người cũng đã ở trong núi rồi, dù sao cũng chỉ là một vài kế hoạch bao vây, một vài người truy sát. Nhưng những tin tình báo này còn ý nghĩa gì nữa? Truy sát hắn là Huyền Trung Tử, hoặc cho dù là người khác, cũng có gì khác biệt sao? lại nói có tịch tàn ngân ở đó nam ngưng giang dù có dấu diếm thế nào phần lớn kế hoạch vẫn sẽ phải thông qua tịch tàn ngân để đưa cho mình giá trị của tin tình báo có nhưng không lớn giết chóc rất hiển nhiên điều này cũng không thực tế bạo nộ giết người giống như tình hình khi nãy thật sự hắn có thể giết bất cứ kẻ nào nam ngưng giang hoàng việt thậm chí kim ngân nhị lạo lý tùng chỉ cần hắn muốn bùng nổ thì ngay cả huyền trung tử cũng đều có thể giết nhưng lại không có nhiều ý nghĩa lũ lượt kéo đến thì phân thân chỉ có nước đi đời giá trị của việc giết chóc cũng không lớn ngược lại khi hoàng việt đến khiến hắn thấy được một chuyện khác một loại khả năng khác lợi dụng thân phận này của tiền anh thần hắn hoàn toàn có thể có được nhiều chỗ tốt hơn thậm chí không cần phải trả giá cũng đã có thể làm người khác mang lợi ích tới trước cửa rồi nghĩ vậy một kế hoạch nổi lên trong đầu đừng kiếp nở nụ cười lạnh hắn đặt tên cho kế hoạch này là tiêu hao vô tận tiêu hao cạn kiệt chính là tiền anh thần, còn được lợi chính là đường kiếp. Đêm đó, Hoàng Việt đưa bản đại cương của đại nguyện thần thông tới. Bản đại cương cũng không phải là pháp môn tu luyện, mà là cơ sở lý luận của việc tu luyện thần thông, trình bày về việc đi sâu vào nghiên cứu sự vật hiện tượng. Như vậy cũng giống như kỹ sư sư, trước hết phải học lý luận về máy móc. Lý luận phải kết hợp với thực tiễn mới là thượng sách, mà đại cương của đại nguyện thần thông, chính là cơ sở lý luận, mà cơ sở lý luận này là nói về nguyện lực đường kiếp không có hứng thú với đại nguyện thần thông, tẩy nguyệt phái có thần thông, nhưng không phải cái gì cũng hay hơn những nhà khác. Nhưng hắn cảm thấy rất có hứng thú với nguyện lực, cái này có thể giúp hắn tiến thêm một bước trong việc lý giải pháp tắc của thiên địa. Sau khi xem qua bản đại cương, đường kiếp rốt cục hiểu được đại nguyện thần thông và nguyện lực rốt cục là chuyện gì. Căn cứ vào trình bày của thích vô niệm trong bản đại cương, cái gọi là nguyện lực, kỳ thực chính là một loại hình thức biến hóa khác của linh niệm. Linh niệm hóa hình chính là nguồn gốc của tâm ma, giải thích đơn giản nhất chính là tư duy ý thức mục đích tu luyện của con người dần dần được ngưng thực trở thành một tồn tại chân thận giữa hư và thực trong thần niệm và ma niệm cái sau được gọi là tâm ma nguồn gốc của tâm ma chính là những ý niệm tà ác không thể khống chế những khúc mắc bị trôn giấu sau khi kích phát thành hình nếu trừ đi được thì có thể độ qua tâm ma không loại trừ được thì ma niệm nhập thể hoặc là tàu hỏa nhập ma hoặc tự thân hóa ma thần niệm hay ma niệm cũng vậy hết thảy đều là ý niệm trong đầu người tu luyện đều được tạo ra bởi mục đích tu luyện chỉ tồn tại ở bản thân người tu luyện nguyện lực thì hoàn toàn tương phản nó là ý niệm của con người được thiên địa đáp lại sinh ra bởi thiên địa tồn tại giữa đất trời thích vô niệm so sánh đơn giản nhất lão miêu tả loại hiện tượng này nguyện lực chính là thần niệm hoặc ma niệm trong một phương thiên địa rất khó giải thích tại sao lại có chuyện này xảy ra nhưng mặc dù thích vô niệm không thể giải thích nguyên nhân nhưng ít nhất lão cũng đã tìm được phương pháp dễ sử dụng nguyện lực đại nguyện thần thông của lão chính là phương pháp sử dụng nguyện lực tốt nhất nguyện lực chính là thần niệm hoặc ma niệm trong một phương thiên địa đường kiếp cẩn thận lặp lại luận điểm này trong phút chốc vô số ý niệm đã dâng lên trong đầu hắn đột nhiên hắn nhớ tới truyền thuyết thông linh sơn khu thiên thần cung đã từng tiến vào thông linh sơn khu với quy mô lớn bọn họ lớp này lớp khác tiến vào sơn khu huy động pháp bảo trong tay tàn sát sinh linh trong núi cướp linh thảo hủy diệt hết thảy ở nơi này đại sơn phẫn nộ nó vây nhốt đám khốn kiếp đã xâm lấn sơn khu không một ai thoát ra được nhưng sau đó tiên đài của thiên thần cung cũng ra tay một trưởng trấn sơn cho dù là đại sơn cũng không thể chịu thua đành phải thẳng người giờ nghĩ tới nếu như đại sơn có linh hẳn sẽ hận thiên thần cung tới thấu xương ta phát ra trí nguyện to lớn thề diệt thiên thần cung trong lòng đường kiếp bỗng nhiên nổi lên những lời này mơ hồ hắn cảm thấy một ý niệm bay ra ngoài ý niệm này bay ra khỏi thanh u tiểu trúc này nhập vào giữa đại sơn tiếp đó hắn cảm thấy trong đại sơn này mơ hồ có một cỗ ý chí đang tồn tại ý chí này mang theo hơi thở cổ xưa mênh mông hoang vắng mà thê lương dần bao trùm lấy đường kiếp khi ý chí tràn đầy giết chóc của đường kiếp khi gặp phải cỗ ý chí kia cái sau đột nhiên run rẩy rồi giống như cánh tay của cự nhân ôm lấy ý niệm của đường kiếp vào lòng đúng vậy ôm vào lòng rõ ràng chỉ là ý chí vô hình nhưng đường kiếp lại như cảm nhận được sự ấm áp từ bậc cha chú, lúc này hắn hoàn toàn xác định đây là ý chí của Đại Sơn. Đại Sơn có ý chí, đây là điều mà ai cũng biết, chỉ có điều chưa ai được tiếp xúc. Nhưng lúc này Đường Kiếp lại gặp được, không phải hắn tôn kính Đại Sơn, không phải vì hắn yêu quý sinh linh trong núi, không phải bởi vì hắn sinh ra và lớn lên ở đây, cũng không phải vì lý do nào cả, chỉ đơn giản là họ có cùng oán hận một mục tiêu Thiên Thần Cung. Trong vô tận năm tháng mà Đại Sơn tồn tại, nó chưa bao giờ phải chịu thất bại. Chỉ có một lần, một lần duy nhất, Thiên Thần Cung. Tiên lực mênh mông từ tiên đài chấn áp nó, lấy sức người chống lại cả trời đất, làm nó không thể không khuất phục, để cho đám người Thiên Thần Cung chạy thoát. Đại Sơn không thể có trụt thiện ý nào với đám Thiên Thần Cung được. Khi đường kiếp chiến đấu với Thiên Thần Cung, tâm nguyện của hắn được Đại Sơn cảm nhận thấy. Ta phát trí nguyện to lớn, thề diệt Thiên Thần Cung. Đó gần như chính là lời đáp lại tiếng lòng của Đại Sơn. Đường kiếp không chỉ phát ra tâm nguyện, đồng thời cũng đã thực hiện nó chính bởi vậy đại sơn mới cảm nhận được thậm chí là chạm tới tâm nguyện của hắn sau đó hắn được đại sơn ủng hộ đây là nguyện lực đó là lực lượng của đại sơn là lực lượng của thiên địa là nguyện vọng của tự thân hòa với nguyện vọng của thiên địa làm một đạt thành nguyện lực lúc này tiếp xúc cùng với đại sơn đường kiếp rốt cục hiểu rõ hết thảy hắn dường như cảm nhận được thiện ý của đại sơn đúng vậy sau nửa năm cố gắng đường kiếp rốt cục cũng thành công kết nối được với đại sơn nhờ vào sự oán giận với thiên thần cung. Đây có lẽ chính là sức mạnh của hận, người ta thường nói về sức mạnh của tình yêu, nhưng kỳ thực trong nhiều trường hợp, lực lượng của hận còn lớn hơn yêu. Ý chí của đường kiếp được đại sơn bao bọc lấy, ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng dũng mãnh dung nhập vào cơ thể mình. Đó là một cỗ lực lượng khó miêu tả, thông qua ý niệm vô hình được chuyển hóa thành năng lượng hữu hình, mạnh mẽ chảy vào cả tinh thân và thể xác. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể đường kiếp tràn ngập một lực lượng mênh mông, tiếp theo lực lượng này tràn ra khỏi thân thể hắn lan ra bốn phía hình thành một quầng sang cuối cùng nổi lên cuồn cuồn bao vây toàn bộ hắn lại đường kiếp như cảm thấy mình được quay về trong bụng mẹ mềm mại thoải mái không nói nên lời nhưng quang hoa kia vẫn đang tiếp tục khoách trương chỉ đến khi chạm đến mức cực hạn của linh thức thì mới dừng lại đây là linh hoàn đường kiếp ngạc nhiên đây rốt cục là chuyện gì hắn có chút không kịp phản ứng liền thấy một màn xương khói đột nhiên dâng lên trước mắt những âm thanh bén nhọn phát ra từ bên trong một đám quỷ quái hình thù dữ tợn hiện ra lao nhanh về phía hắn tâm ma đường kiếp hít vào một hơi khí lạnh đây không phải là lần đầu tiên hắn trải qua cảnh tượng này khi ở thủy nguyệt động thiên hắn đã từng trải qua một lần bị tâm ma tấn công đó là do tẩy nguyệt phái cố ý sắp đặt để đệ tử có sự khảo nghiệm lần đầu thông qua lần đó đám đệ tử mới có thêm kinh nghiệm để độ qua tâm ma kỳ một cách dễ dàng hơn đồng thời cũng chuyển cho tuệ kiếm để đối phó với tâm ma đường kiếp chưa bao giờ nghĩ rằng, trước khi đặt cảnh giới tâm ma kỳ lại một lần nữa phải đổi mặt với tâm ma. Lúc này thấy tâm ma, đường kiếp theo bản năng phát ra chút quang hoa nơi đầu ngón tay, tiện tay vung đi, tâm ma biến mất. Vung tuệ kiếm, chảm tâm ma. Chỉ có điều so với khi ở Thủy Nguyệt Động Thiên, tâm ma trước mặt dường như ngày càng đông, hơn nữa có cảm giác như giết mãi không hết, cứ không ngừng tràn đến, lao về phía đường kiếp. Đến cả đường kiếp cũng phải kinh ngạc, không hiểu nổi bản thân mình lấy đâu ra nhiều ma niệm đến vậy. Không lẽ ngày nhỏ trộm một que kẹo nhà hàng xóm cũng là ma niệm, bây giờ quay lại công kích chính mình. Khi hắn giết đến mức tay chân mỏi nhừ, trước mắt đột nhiên sáng rõ, hắn thấy tâm ma lui lại, trong khoảnh khắc đó trời đất cũng bừng sáng. Hắn thấy trên đỉnh núi có một thằng nhóc đang ngủ ngon lành, mà nhìn tướng mạo, rõ ràng chính là hắn. Một cỗ ý niệm vô hình bao bọc lấy Tiểu Đường Kiếp, gió nhẹ thổi qua như lời du a à ơi của mẹ vậy. Trên khuôn mặt ngủ say của Tiểu Đường Kiếp khi ấy cũng hiện ra một nụ cười ngọt ngào. Hóa hồn đường kiếp lẩm bẩm nói giữa trời đất mông lung không trung lại một lần nữa chìm vào bóng đêm hắn thấy tiểu đường kiếp lớn lên trên khuôn mặt mang theo thần vận vô tận hắn không ngừng lớn lên ngày càng cao lớn lớn đến mức cả ngọn núi cũng không thể chứa nổi hắn duy chỉ có mảnh trời đất vô tận kia mới có thể trở thành nhà của hắn tử phủ đường kiếp lại kinh hô cuối cùng phong vân biến đổi đường kiếp lại thể nhìn tiếp những biến hóa tiếp sau tinh thần đột nhiên rung lên đường kiếp phát hiện ý niệm đã quay về bản thể vẫn là chính mình đang nằm trong phòng của Thanh U Tiểu Trúc. Tất cả những gì vừa trải qua, như thể là một giấc mộng vậy. Nhưng đừng kiếp biết, đây không phải là mộng. Vừa khi nãy, ý chí của Đại Sơn đã đưa hắn trải qua các biến hóa từ thiên tâm đến tử phủ, để hắn được trải qua cảm giác thăng hoa, để hắn chân chính hiểu và cảm nhận được thế nào là linh hoàn, là tâm ma, thế nào là hóa hồn, thậm chí tử phủ. Tuy nhiên lại không có cách nào cảm thụ được cảnh giới thiên tâm. Tại sao lại phải đơn độc tự đi qua một đoạn này? Không, không đúng. Lấy lòng ta thể ngộ thiên tâm, lấy ý của ta cảm ngộ thiên ý. Xét ý. Đường kiếp thì thảo nói. Bất chợt hắn hiểu ra. Quá trình bản thân vừa trải qua, không phải là quá trình xét ý, lấy lòng mình thể ngộ thiên tâm sao. Xét ý là phương thức khai thác thiên phú của bản thân, sau xét ý mới là ngưng tượng. Chẳng qua thiên ý không thể xét nhẹ, với người khác mà nói, xét ý vĩnh viễn là một cái gì đó mơ hồ, giống như bị phủ một lớp màn bí ẩn. Nhưng những gì Đường Kiếp thấy lại là chỗ mấu chốt để hiểu rõ. Có như vậy, một mặt là bởi phiến thiên địa này mở rộng tấm lòng với hắn, mặt khác cũng chính là do năng lực động sát chi đạo của hắn đã tăng lên rõ rệt. Đây là sự trợ giúp của Đại Sơn, cũng là kết quả mà Đại Sơn cố ý dẫn đường cho hắn, mà với sự trợ giúp này, động sát chi đạo của Đường Kiếp rõ ràng đã tiến một bước dài, chỉ thiếu nửa bước nữa là nhập đạo. Đạt được trình độ này, trước mắt Đường Kiếp đã là một mảnh trời trong sáng rộng mở. Nói cách khác, hiện tại hắn không cần lo lắng đến cửa ải xét ý nữa rồi. Hôm nay hắn đã thấu hiểu thượng thể thiên tâm, chỉ còn kém một chút nữa là ngưng tượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài ra, dưới sự dẫn dắt của ý chí đại sơn, lực lượng cường đại dung nhập vào trong hắn đã làm thực lực hắn tăng lên, trên phạm vi lớn. Thực lực của đường kiếp vốn ở thoát phàm đỉnh phong, nhưng trung quy cũng chỉ vừa mới đạt tới, như bình thường phải cần tích lũy và củng cố trong thời gian 3 năm, thì mới đến thời điểm tốt nhất để đột phá thiên tâm do đó đường kiếp cũng không nóng lòng chỉ là chuẩn bị tốt khi thời cơ đến mà thôi nhưng lực lượng đến từ ý chí của địa sơn lại làm hắn chân chính đạt tới cảnh giới thoát phàm đại viên mãn có thể nói trong cảnh giới này hắn muốn tiến thêm cũng không thể chỉ có sau khi tấn cấp lên thiên tâm mới có thể tiếp tục nâng cao thực lực bản thân đường kiếp có nằm mơ cũng không nghĩ ra chỉ đọc một chút đại cương của đại nguyện thần thông cũng đã mang đến cho mình chỗ tốt như vậy quả thực hưng phấn đến mức phải ngửa mặt lên trời cười lớn nhìn ra bên ngoài mơ hồ có một tia sáng chiếu vào ý chí của hắn cùng ý chí của đại sơn gặp nhau cảm giác thì chỉ như một cái chớp mắt kỳ thực thời gian đã trôi qua một đêm rồi trong lòng hắn vui mừng muốn đi ra ngoài nhưng lại cảm giác có điều gì đó không đúng sờ soạng mặt mũi một hồi lại sờ lên người không ngờ lại phát hiện thương thế đều đã khỏi cả rồi ngạc nhiên một hồi lâu đường kiếp lại cắn răng hung hăng đấm một quyền vào mặt mình đến khi tỉnh lại đường kiếp lại thấy nam ngưng giang đang đứng trong phòng nam ngưng giang đang đứng trước tủ sách đang cầm xe một quyển sách của tiền anh thần thấy đường kiếp tỉnh lại nam ngưng giang cười nói sao vậy hôm qua thương thế cũng ổn chút rồi sao hôm nay lại bị thương nặng thêm ngủ không cẩn thận rơi úp mặt xuống đất đường kiếp gian nan trả lời tái tạo tổn thương rất khó để giống được như trước cho nên chỉ có thể dứt khoát đánh cho nát cả mặt ra nam ngưng giang cười khổ lắc đầu ngươi thật là hắn cất quyển sách đi lại nói đúng rồi việc ngươi nhờ ta đã làm thỏa đáng rồi. Đường kiếp biết ý của hắn là việc chịu trách nhiệm thay mình, liền vội vàng cung kính đứng dậy nói. Đa tạ Nam Huynh, từ nay về sau, xưng hô cùng với Nam Ngưng Giang cũng thuận lý thành trương, biến thành Nam Huynh luôn. Không có gì, Nam Ngưng Giang nói. Tuy nhiên còn có việc muốn ngươi giúp một chút. Xin cứ nói, phong bất trí chết trận, ta hy vọng thú luyện môn có thể phái thêm một số người tới hỗ trợ. Đã không có phí linh tán, ta cũng cần có trường vẫn tế khuyển của thú luyện môn tới giúp ta truy tìm đường kiếp đường kiếp vẻ mặt mê man đường kiếp biết cách đối phó với trường vẫn tế khuyển sợ là không hiệu quả và lại không phải còn có hà khôi thủ sao có lão nhân ra ở đây cần gì phải dùng đến trường vẫn tế khuyển nam ngưng răng cười khổ có thể đối phó với trường vẫn tế khuyển đương nhiên cũng có thể đối phó với hà khôi thủ chẳng qua hắn làm sao có thể che giấu được mùi dược vật trên người mãi được đó không phải kế lâu dài chỉ cần qua một thời gian nhất định sẽ lộ ra dấu vết vấn đề là ta có để cho trường vẫn tế khuyển chết đi thì cũng không dám sai khiến khuyển vương kia đường kiếp tùy ý cười được rồi đợi thương thế có chuyển biến tốt lên ta sẽ gửi một phong thư yêu cầu viện binh nếu nam huynh cần ta có thể đưa đến cho huynh một vài con trường vẫn tế khuyển nữa thật sao vậy thì tốt quá nam ngưng giang mừng rỡ trường vẫn tế khuyển của thú luyện môn sở trường truy tung là thứ mà ưng đường đang cần chỉ có điều đào tạo không nổi thú luyện môn cũng không dễ dàng cho nhân giống đường kiếp của người phúc ta đưa ra hẳn một cái bao lì xì lớn nam ngưng giang tất nhiên rất mừng rỡ đường kiếp từ từ nói nếu nam huynh thích thì thêm một vài bảo bối nữa cũng có thể được nam ngưng giang nghe ra lời của đường kiếp còn có hàm ý khác xin tiền huynh đệ chỉ giáo đường kiếp từ từ nói đuổi giết đường kiếp dùng trường vẫn tế khuyển thì một con là dùng mười con cũng là dùng trăm con cũng vậy trong một cuộc chiến, một con cũng là chết, mười hai trăm con cũng là chết. Chỉ cần Nam Huynh nguyện ý, thực ra, hắn không nói tiếp, Nam Ngưng Giang đã minh bạch ý tứ của hắn. Đây chính là để hắn thăm ô từ bên trong. Ánh mắt của Nam Ngưng Giang dần dần híp lên. Tiền huynh đệ, ngươi thân là thiếu chủ tương lai của thú luyện môn, nói những lời như vậy có phần không hợp với thân phận của ngươi lắm. Thiếu chủ cũng là người, cũng cần tài nguyên tu luyện. Không biết nắm bắt cơ hội thì sao có thể trở thành thiếu chủ được nhưng cơ hội một khi không cẩn thận sẽ biến thành cạm bậy, nhưng một khi bị phát hiện, vậy còn đại sự. Bởi vậy mới phải làm một cách khéo léo. Tài nguyên bổ sung của thú luyện môn đưa ra, ta đây làm đệ tử thấy không thích hợp để sử dụng, nhưng nếu dùng làm viện trợ thiên thần cung, thì dùng thế nào là do người quyết định. Đồ mà thiên thần cung đưa ra, người dùng cũng không hợp, nhưng nếu như dùng để viện trợ thú luyện môn, thì cũng giống như ta nói đó. Nam ngưng răng mắt sáng lên. Có ý tứ. Đề nghị của đường kiếp, không nghi ngờ gì chính là muốn cùng Nam Ngưng Giang rút ruột từ nguồn viện trợ của hai phái. Trong ngoài cấu kết với nhau vĩnh viễn là thủ đoạn tham ô thực dụng mà khó điều tra nhất. Nhân vật thực quyền đến từ hai phái khác nhau, thông qua những thủ đoạn khác nhau để tiếp trao đổi lợi ích, cho dù người khác có đoán được cũng không tìm được chứng cứ, càng đừng nói là truy ra được. Trước kia Nam Ngưng Giang không có cơ hội này, nhưng hiện giờ Đường Kiếp lại cho hắn cơ hội. Lúc này nhìn Đường Kiếp, Nam Ngưng Giang trầm tư một lát, rốt cục nói: dù sao cũng cần có một danh mục cứ trao đổi tài nguyên như vậy có lẽ không được đó là tự nhiên cho nên mới phải bù đắp cho nhau phải cho đi cái gì đối phương không có đường kiếp nhiệt tình nói tài nguyên có thể cướp được đường kiếp không có hứng thú chỉ có loại như đại cương của đại nguyện thần thông muốn cũng không cướp nổi thì mới có giá trị theo đuổi hơn nữa chỉ có loại như vậy mới có lý do để cùng tăng cường hợp tác bù đắp lẫn nhau lúc này nam ngưng giang gật gật đầu nói tiền huynh để nói rất đúng đường kiếp gian trá khó phòng muốn bắt được hắn hai phái ta cần nghiêm túc hợp tác bù đắp cho nhau nếu thú luyện môn nguyện ý tặng trường vẫn tế khuyển cho thiên thần cung ta còn có bích nhãn thần ưng cùng một đôi thiên vũ diên ấu thú còn kèm theo cả bí pháp nuôi dưỡng chăm sóc nữa tâm thần nam ngưng giang rung lên bích nhãn thần ưng và thiên vũ diên so với trường vẫn tế khuyển càng thêm chân quý tiền anh thần lại đem loại bảo vật này cho hắn nếu chỉ có một đôi con non kia dĩ nhiên là để dành cho hắn rồi nam ngưng giang gật đầu tỏ vẻ hiểu được nói không biết tiền huynh đệ cần gì nghĩ ngợi một chút đường kiếp trả lời thực lực của đường kiếp vượt xa dự đoán của ta khi trước đánh một trận ta không phải là đối thủ của hắn nói xong trong mắt liền ánh lên ngọn lửa thù hận phải nói rằng việc này cũng không khó lắm cố gắng trừng mắt lên là được hai tay nắm chặt đường kiếp hung ác nói ta cần thêm sức mạnh chỉ cần là tài nguyên có thể nâng cao thực lực ta đều muốn nam ngưng giang nghe xong thở dài Thực lực của đường kiếp bây giờ có thể nói là vô địch dưới thoát phàm. Hiện giờ đệ đang là thoát phàm đỉnh phong, trừ khi tăng lên cảnh giới thiên tâm, nếu không sẽ không thể đánh bại đường kiếp. Thiên tâm, ánh mắt của đường kiếp lóe sáng. Nhưng sau đó hắn lại thở dài, đánh sâu vào thiên tâm nói dễ hơn làm. Sát ý ngưng tượng, từng bước khó hơn lên trời, tu luyện tới hiện giờ. Tuy đã hoàn thành xét ý, nhưng khoảng cách đến thiên tâm vẫn còn xa lắm. Tiền huynh đệ đã hoàn thành xét ý rồi sao? Nam Ngưng Giang vừa mừng vừa sợ. Nói như vậy không phải chỉ kém nửa bước nữa, tiền lão đệ sẽ có thể tấn thăng thiên tâm sao? Nửa bước nhưng là cả lạch trời, sự khó khăn của ngưng tượng, Nam Huynh rõ hơn ta mới phải chứ? Nói cũng phải. Nam Ngưng Giang thở dài. Năm đó chỉ vèn vẹn một bước này, đã làm tiêu tốn của ta hai mươi năm. Nam Ngưng Giang sung kích thiên tâm lại không dùng linh đan thần dược gì, dám dựa vào chính mình từng chút từng chút tiến lên, quá trình ấy tràn đầy gian khổ, thậm chí đầy hung hiểm. Cũng chính bởi vậy, hắn hiểu rõ tu tiên mà không có tiền thì gian nan cỡ nào. Đầu tư quá nhiều thời gian, bỏ qua thời kỳ mấu chốt quý giá nhất, vì thăng tiến mà tạo áp lực cho bản thân, thậm chí không thể không sử dụng một ít hổ lang chi dược làm cho tiềm lực cạn kiệt, tiền đồ hẹp lại. Trong giới tu tiên loại việc như vậy gần như chỗ nào cũng có, khác biệt duy nhất là ít hay nhiều mà thôi. đường kiếp chậm rãi nói, cho dù là thiên tri kiêu tử thì thế nào? Ngươi cho rằng chúng ta có thể lấy được linh đan rượu, rượu dược dễ dàng sao? Nếu đã dễ dàng, Đường Kiếp kia sao còn cần tranh đoạt khí triều Ngũ Nguyên Đan ở Mạc Khâu? Ta sao phải đắng lòng ở đây tính kế cùng ngươi? Nếu như ta có thể tùy ý có bất cứ loại tài nguyên gì, Đường Kiếp kia dựa vào cái gì mà là đối thủ của ta? Thiên Chi Kiêu Tử cũng không thể đi ăn chùa. Đây là quy tắc của Lục Đại phái, sao có thể vì một người mà thay đổi? Lời này vừa ra, Nam Ngưng Giang liên tục gật đầu. Đúng vậy, quy củ của Lục Đại phái, cho dù là Thiên Chi Kiêu Tử cũng phải dựa vào bản thân cống hiến để đạt được tài nguyên, không thể dựa vào quan hệ để tùy ý tặng được, bởi như vậy tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra nhân tài, ngược lại sẽ biến nhân tài thành loại rác rưởi không hơn không kém. Nhưng đối với đám thiên tài mà nói, đôi khi việc ma luyện lại làm người ta mất hết kiên nhẫn. Tên Tiền Anh Thần trước mắt rõ ràng là một người đang mất kiên nhẫn. Nhìn Tiền Anh Thần, Nam Ngưng Giang nói: "Ta biết ngươi cần gì rồi, vừa hay đợt pháp hoa thiên các, ta đã lén đổi vũ khí Triều Nguyên Đan của Đường Kiếp." vật ấy còn trong tay ta tặng cho đệ vậy là một minh chứng rõ ràng để cải thiện quan hệ của thiên thần cung cùng thú luyện môn cũng là một chút tâm ý cho thú luyện môn để giúp chúng ta đối phó với đường kiếp lại là hào phóng tặng quà cho thú luyện môn sẽ chẳng ai nói gì được tiền anh thần cười khan như vậy phải đa tạ nam huynh rồi vậy trước xin chúc tiền huynh đệ sớm ngày công thành tấn thăng thiên tâm bình ngũ khí triều nguyên đan kia quanh đi quẩn lại một vòng lại bằng một phương thức khó tin quay trở về tay đường kiếp đường kiếp ngươi không được chết tử tế hứa diệu nhiên cả nhà ngươi sống không yên giết ta giết ta phía tây nam thông linh sơn khu trong một thung lũng truyền đến từng tiếng gào thét thê lương ân thanh ban đầu kiên quyết thê lương mang theo cả kiêu ngạo căm giận nguyền rủa dần dần lại biến thành cầu sinh đau đớn cuối cùng chỉ còn là tiếng rên rỉ yếu ớt trong thung lũng trên một tảng đá lớn tiền anh thần bị thất sát chấn hồn ghim ở trên tảng đá toàn thân nhìn không ra hình người mỗi một chỗ trên thân thể gã gần như đều bị phân tách mở ra thể chất của người tu hùng mạnh khiến gã không chết đi nhưng lại phải thừa nhận thống khổ rất lớn nói ra vạn thú đồng tâm quyết ta liền dừng tay âm thanh ác nghiệt vang lên đầu ngón tay lạnh lẽo của hứa diệu nhiên xẹt qua bộ ngực của tiền anh thần lóe lên hàn quang tử vong tiền anh thần run rẩy không ta không thể ta không thể phập ngón tay giống như xuyên qua đậu phụ đâm vào lồng ngực gã tiền anh thần phát ra thê lương thét dài đôi cẩu nam nữ các ngươi. Sai, là chống mái song sát. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Phía sau có một đôi tay vươn tới, ôm cả cơ thể Hứa Diệu Nhiên vào trong lồng ngực. Hứa Diệu Nhiên quay người lại, ôm cổ đường kiếp, tặng hắn một nụ hôn dài. Cũng chỉ có yêu nữ thiên nhai hải cát, mới có thể không coi ai ra gì như vậy. Sau khi gặp được đường kiếp, Hứa Diệu Nhiên liền hoàn toàn phóng ra tình cảm vẫn ẩn giấu. Tại đây trong trời đất tự do, không quan tâm tới mọi thứ trói buộc. Chỉ cần không bước qua giới hạn cuối cùng, rất nhiều chuyện cũng chỉ là truyền miệng mà thôi dù cho nước chảy thành sông cũng chỉ là chuyện thuận nước đẩy thuyền có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này nàng trở nên trực tiếp quả cảm tích cực và chủ động quan trọng là đường kiếp thích sau nụ hôn dài khiến người ta hít thở không thông hứa diệu nhiên buông cổ đường kiếp ra mở to đôi mắt đẹp hỏi thích không đương nhiên thật hay giả nam nhân không phải đều thích thục nữ sao ta là ngoại lệ ta thích yêu nữ càng yêu càng tốt vậy ta sẽ lại yêu thêm một chút có thủ đoạn gì cứ sử dụng hết đi công tử ta chịu đựng được truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé hứa diệu nhiên bật cười đôi mắt đẹp chăm chú nhìn đường kiếp đột nhiên nàng ôm đường kiếp bay thẳng lên không trung này uy nơi này không thể bay quá cao không đợi đường kiếp nói xong hứa diệu nhiên đã lại đặt một nụ hôn ngăn chặn lời hắn lại cho nên bọn họ cứ như vậy ở trên không trung ở trên tán cây điên cuồng lăn lộn đầu ngón tay ở sẹt qua ngực đường kiếp, sau đó tay hứa diệu nhiên vẫn tiếp tục đi xuống dưới. Đường kiếp tâm vừa động, nói, hay là, được, hắn lời còn chưa dứt, hứa diệu nhiên đã linh hoạt trả lời hắn. Nàng ta đáp lại thẳng thắn như thế, khiến cho đường kiếp không khỏi ngây cả người. Nàng, nàng chắc chắn mình không nói đùa chứ, chàng thấy ta giống như đang nói đùa sao. Thanh âm của hứa diệu nhiên tràn đầy hấp dẫn, đường kiếp nuốt nước bọt nói. Nàng chắc chắn. Ý ta là nói, nàng có cần suy nghĩ thêm một chút hay không hứa diệu nhiên hơi nghiến răng quát câm miệng trong mắt của nàng toát ra một tầng hơi nước sau đó nàng túm lấy đường kiếp như một con sư tử nhỏ dùng sức xe rách y phục của hắn bàn tay nhỏ bé quấy loạn ở bên trong từng mảnh vải đen từ trên không trung rơi xuống giống như cánh bướm đang bay lượn ngăn cách giữa bọn họ càng ngày càng ít dần dần không còn mảnh vải đường kiếp không thể không gọi một ít lá cây tới khiến chúng xoay tròn kết thành một quả cầu lớn bao bọc hai người đám lá xoay tròn quanh bọn họ, hai người thâm tình nhìn đối phương. Cuối cùng, đường kiếp ôm trầm lấy hứa diệu nhiên, thô bạo kéo y phục của nàng xuồng. Bọn họ thả lòng ôm hôn, ở giữa đám lá cảm thụ tư vị của đối phương, thưởng thức mỗi một điểm trên người đối phương. Đám lá xoay tròn trên không trung vẫn tiếp tục bay lượn. Nó bay qua rừng cây, bay qua thung lũng, bay qua ngọn núi, bay qua thác nước, bay về phía trời cao. Trong đám lá cây ngẫu nhiên sẽ truyền ra một hai tiếng kêu dường như, thống khổ lại dường như vui vẻ sau đó là đột nhiên truyền ra một tiếng cao vút cực kỳ vui mừng như chim oanh đang hót phát ra âm thanh rung động tâm can sau khi trải qua hết thảy mọi việc bọn họ cuối cùng đã hoàn toàn thẳng thắn với nhau giữa hai người không còn bất cứ trở ngại gì chỉ nỗ lực đưa mình hòa vào trong cơ thể đối phương chiến tới lúc này lá bóng phá nát chỉ chừa một chút tàn diệp hộ ở bọn họ giống như một đôi chim to trên không trung vận chuyển bay lượn dùng hết các loại tư thế bọn họ hướng lên bầu trời thời điểm vọt tới chỗ cao liền quấn lấy nhau, triền miên không dứt, quấn chặt lấy nhau, sau đó nhanh chóng rớt xuống, kết hợp, trao đổi nhiệt độ cơ thể, cảm thụ tất cả về đối phương, tạo thành cảm giác không muốn xa rời. Tinh lực dự trữ mấy chục năm qua, tại thời khắc này có thể tận tình phóng thích, một cuộc đại chiến từ trước tới nay chưa từng xảy ra, cứ như vậy được triển khai, cho tới khi mây ngừng gió lặng, thì đã là nửa ngày sau đó. Trong làn gió phiêu lãng, đám lá ngưng tụ, kết thành một quả bóng lớn, nhẹ nhàng hạ xuống đất hứa diệu nhiên cảm thấy mỹ mãn nằm ở trong lồng ngực đường kiếp ngón tay vẽ vòng trong trên lồng ngực của đường kiếp vẽ ra một đám trái tim bay lên mang theo ánh huỳnh quang giống như điểm sáng vẩy khắp bốn phía hai người bọn họ cứ như vậy cùng nhau nhìn chúng bay lên hứa diệu nhiên nói vậy từ hôm nay trở đi chàng chính là nam nhân của ta rồi trước kia chàng có ước mơ theo đuổi không ở bên cạnh bản cô nương ta cũng tha thứ cho chàng rồi nhưng từ hôm nay trở đi mặc kệ chàng đi chỗ nào đều phải mang ta theo cùng đừng nói với ta mấy lời nhảm nhí cái gì mà tiên lộ khó đi tiên lộ khó hơn nữa chàng và ta cũng cùng đi chàng đi đâu ta sẽ theo đó bản cô nương cũng sẽ không làm cái gì mà nữ nhân sau lưng chàng mà muốn làm nữ nhân bên cạnh chàng nếu chàng không đồng ý ta lập tức rời đi đừng kiếp cười nói ta nếu không đáp ứng thì hiện tại cũng sẽ không ở cùng một chỗ với nàng ý đôi mắt hứa diệu nhiên thả ra thần thái ta còn tưởng rằng chàng sẽ nói mấy câu kiểu như bên cạnh chàng nguy hiểm cho nên không cho ta đi theo chàng bên cạnh ta tất nhiên là nguy hiểm đấy cho nên nàng muốn lưu ở bên cạnh ta liền phải có năng lực ứng phó với nguy hiểm đường kiếp lười biếng nói đường là do bản thân lựa chọn nếu đã chọn con đường này thì không thể quay đầu lại hứa diệu nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của đường kiếp ý chàng là huấn luyện huấn luyện đôi mắt hứa diệu nhiên mở to như muốn xông ra khỏi hốc mắt huấn luyện cái gì rất nhiều Huấn luyện phương pháp giết người đơn giản mà dùng ít sức lực nhất, huấn luyện cách chiến đấu dưới tình huống không thể dựa vào pháp thuật, huấn luyện làm thế nào để lợi dụng được hoàn cảnh trong khi chiến đấu, huấn luyện cách phối hợp chiến đấu với nhau, huấn luyện làm thế nào để chạy trốn dưới tình thế bất lợi, huấn luyện dùng cơ thể truyền ám hiệu, một ánh mắt liền biểu đạt ra được ý của mình, huấn luyện các loại chiến thuật, huấn luyện các loại kinh nghiệm, huấn luyện cách suy nghĩ trong nghịch cảnh, huấn luyện phương pháp sinh tồn. Người tu luôn rất ỷ lại vào pháp thuật, nhưng sự thật là có rất nhiều thứ có dùng pháp thuật cũng không được. Đường Kiếp chậm rãi nói, "Cho nên thứ nàng cần học tập rất nhiều, phải biết sẽ rất mệt, rất khổ, nhưng mà ta quyết không nương tay." Hứa Diệu Nhiên nghe vậy cũng ngây ngốc. Mãi lâu sau, nàng đột nhiên mỉm cười, "Tốt, vậy thì huấn luyện, yên tâm đi, ta sẽ không trở thành nữ chân kéo chân chàng. Ta tin." Đường Kiếp trả lời, "Tuy nhiên không chỉ có nàng cần nhận huấn luyện, cả hai người thị nữ cũng phải học cùng nàng." Nghe được hai chữ thị nữ, Hứa Diệu Nhiên ngồi dậy, mặt mày biến sắc, "Chết rồi!" quên mất tiên đào và hồng uyển rồi tiên đào hồng uyển thương thế còn chưa lành đa em ngờ cần được chăm sóc hứa diệu nhiên mới nếm thử trái cấm không muốn rời xa đường kiếp nên đã quên sạch sẽ hai người bệnh này đường kiếp nói yên tâm đi ta đã để y y tới chăm sóc các nàng rồi lúc nào vậy nửa canh giờ trước nửa canh giờ trước khi đó không phải chàng còn đang cùng với ta được lắm khi đó mà chàng vẫn còn có tâm tình làm chuyện khác hứa diệu nhiên ngồi lên người của đường kiếp phẫn nộ nói đường kiếp gian nan trả lời. Đây cũng là điều nàng cần học, trong bất cứ lúc nào và loại tình huống nào đều đừng quên chính sự, và cách làm thế nào để bí mật truyền tin tức đi. Ít ngụy biện đi, bà cô hôm nay muốn huấn luyện chàng trước đã, chàng có biết cái gì gọi là toàn tâm toàn ý. Tái chiến 300 hiệp. Ta nhất hồn song thân, thực sự không có khả năng toàn tâm toàn ý. Cô nương mặc kệ. Ngồi ở trước giường tiền anh thần, tịch tàn ngân nhìn gã, một hồi lâu mới nói. Ta không ngờ ngày thật sự dám đến khi nhận được tin tức đường kiếp dùng tâm đầu ý hợp đưa tới, tịch tàn ngân thực sự giật mình kinh hãi. Gã chẳng thể ngờ tới đường kiếp sẽ gan lớn đến vậy, biết rõ có quá nhiều người có thể nhìn thấu kỹ xảo của hắn, vậy mà hắn vẫn dám xông vào hang hổ. Đường kiếp cười khẽ. Vì sao không dám chứ? Người xem nơi này có ăn có ngủ có tôi tớ hầu hạ, ngày ngày trôi qua thật tốt. Thậm chí ngay cả động cũng không cần động, còn có đại lượng tài nguyên đưa lên đến. Hắn chỉ chỉ chiếc bàn cách đó không xa, trên đó đều là một ít lễ vật mà thiên thần cung mang tới thăm hắn. Mặc dù không được cao cấp như Hoàng Viện, nhưng cũng không thiếu đồ thượng đẳng. Tiền anh thần là nghĩa tử của chân quân, địa vị như vậy, kẻ muốn nịnh bợ cũng không ít. Lại thêm đường kiếp cố tình vội ám chỉ, buông vài lời hứa xuông, nên hai ngày qua, hắn vơ vét được không ít thứ đồ tốt, chẳng hề kém so với mấy ngày trước đó. Chỉ sợ ngài có mệnh lấy, nhưng không có mệnh hưởng thôi. Tịch tàn ngân tức giận nói, bọn họ không tìm thấy đường kiếp, sẽ có lòng nghi ngờ sau đó có thể tra được trên người của ngài cho nên bọn họ tìm được rồi đường kiếp trả lời tịch tàn ngân thất thần gã không biết đường kiếp có phân thân nhưng thời khắc này nghe được đường kiếp trả lời như vậy rốt cục hơi có điều ngộ ra ánh mắt nhìn đường kiếp cũng càng lộ ra sự khâm phục nếu trong vòng vây thực sự còn có một đường kiếp nữa như vậy người của thiên thần cung liền không có bất kỳ lý do nào đi thăm dò tiền anh thần cả sự thật cũng quả thật như thế ngay tại đêm qua bản thể đánh lén một phân đội của thiên thần cung tuy rằng không tạo thành thương tổn lớn nhưng lưu lại một lượng nhân chứng lớn xác nhận sự hiện hữu của đường kiếp đây cũng là phương pháp đường kiếp dùng để rửa sạch nghi ngờ về thân phận hiện giờ của mình đương nhiên tất cả những phương pháp này đều chỉ trị phần ngọn không trị được gốc nhưng đường kiếp cũng chỉ cần như thế hắn cũng không có ý định từ nay về sau sẽ dùng thân phận của tiền anh thần để sống chỉ cần trong khoảng thời gian này thu được đầy đủ ưu đãi là được mượn dùng thân phận người bệnh đường kiếp quang minh chính đại thu nhận lễ vật đến mỏi cả tay ngay cả khuyển vương hà trường an tuy rằng không có tới thăm hắn nhưng cũng tặng lễ vật cho hắn giá trị cũng không thấp một viên huyết vệ yêu đan huyết cắn yêu đan lấy tự biển sâu huyết yêu cực kỳ quý báu khó được sau khi hấp thu khí huyết sẽ cường tráng lợi tinh nguyên là bảo vật bồi nguyên giá trị cũng gần bằng với vương tri của hoàng việt thích gì thì cứ việc lấy đừng khách khí của người phúc ta thời khắc này đường kiếp chỉ vào đống lễ vật trên bàn nói với tịch tàn ngân tịch tàn ngân mừng rỡ đúng lúc cũng có một số thứ ta cần ta đây liền không khách khí tiểu tử này và đường kiếp ở chung thời gian dài học được chiêu tâm đen ra mặt dày của đường kiếp không chút ngại ngùng chuyên chọn thứ tốt một hơi đã cuốn đi không ít lễ vật mà đường kiếp thu được cuối cùng gã cầm lấy huyết vệ yêu đan nhìn đường kiếp thứ này cũng bỏ được đường kiếp cười nói muốn thì lấy đi dựa vào những gì ngươi làm vì ta có lấy đi toàn bộ cũng không vấn đề gì coi như là ta cảm tạ ngươi đi huống chi ở trong mắt ta mấy thứ đó cũng chỉ vào hạng tôm tép mấy thứ này cũng chỉ coi là hàng tôm tép tịch tàn ngân ngẩn người đúng vậy muốn làm thì phải làm lớn cơ đường kiếp lúc này mới nói ra kế hoạch vô hạn của hắn ra tịch tàn ngân bị kế hoạch của hắn làm cho ngẩn người ánh mắt nhìn đường kiếp càng tràn đầy sùng bái cao quả nhiên là cao kế chả trách những người kia đồng ý tặng lễ lớn như vậy cho ngài hóa ra là vì còn có tầng nguyên nhân này tuy nhiên tại nơi thâm sơn cùng cốc này ngoại trừ mấy thứ này bọn họ cũng làm gì có giàu cho ngài ép chứ kế hoạch vô hạn thấu chi mặc dù tốt nhưng đối phương phải có cái gì cho ngươi mới được ánh mắt của đường kiếp lại quá cao đồ vật bình thường cũng không lọt được vào mắt hắn bởi vậy sau khi bóc lột đối phương một lần kỳ thật thiên thần cung cũng không còn bao nhiêu lợi để mò cả không có bảo bối vậy hãy để thiên thần cung đưa tặng chỉ cần tìm được lý do ngươi có thể nghĩ rất nhiều biện pháp ngươi phải biết có vài thứ nên nhận cũng có thứ không nên nhận ta sẽ phối hợp với ngươi Đường Kiếp chậm rãi nói: "Ngoài ra, không có hàng, còn có người. Thiên Thần Cung nhiều kẻ mạnh như vậy, không lợi dụng cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc sao?" Ý của ngào là, Thông Linh Sơn khu đất rộng của nhiều, còn nhiều tài nguyên phong phú, chỉ là bọn hắn không có tâm trí ở chuyện này, không dám xâm nhập mà thôi. Nhưng vây khốn và bắt giữ Đường Kiếp là một chuyện khá lớn, nếu vẫn không có chiến quả cũng rất dễ tổn thương sĩ khí. Một khi đã như vậy, sao không tiến vào trong núi đi vài vòng chứ? ánh mắt tịch tàn ngân trợn lên có lẽ cảm thấy đường kiếp lừa bảo bối của bọn họ vẫn chưa thấy đủ còn muốn bóc lột sức lực của bọn họ thông linh sơn khu đích xác có không ít thiên tài địa bảo càng vào sâu bên trong càng nhiều dựa theo cách nói của đường kiếp chính là muốn để người của thiên thần cung đi thám hiểm không riêng gì tìm bảo đồng thời cũng là dò đường cho đường kiếp ngài tính toán làm thế nào việc này còn cần có sự phối hợp của ngươi đường kiếp nhẹ nhàng nói ra kế hoạch của hắn hắn vừa nói tịch tàn ngân vừa gật đầu trong mắt thả ra thần thái hưng phấn thẳng đến khi đường kiếp nói xong tịch tàn ngân nói ta thấy kế hoạch này khá ổn tuy rằng mạo hiểm một chút nhưng là một mũi tên chúng mấy đích ta phải đi ăn bài ngài tính toán khi nào thì hành động việc không nên kéo dài sau khi thương thế lành ta sẽ lập tức tấn công thiên tâm đợi ta sau khi xông lên thiên tâm thành công liền hành động tấn công thiên tâm tịch tàn ngân bị mấy lời của đường kiếp làm cho kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên đáng thương gã lúc này nói chuyện với đường kiếp đủ các loại cả kinh lướt qua đường kiếp cười ha hả tay lấy ra một vật ngũ khí triều nguyên đan nam ngưng giang tối hôm qua cho ta tịch tàn ngân hoàn toàn á khẩu những ngày tiếp theo đường kiếp liền an tâm dưỡng thương ngẫu nhiên cũng sẽ cùng vài người của thiên thần cung tán gẫu hiểu biết một chút về chuyện của thiên thần cung thời đại này kỳ thật không có bao nhiêu ý thức giữ bí mật rất nhiều chuyện trong mắt đường kiếp là cách thực hiện vô cùng tốt kỳ thật không là tới tự ở thiên thần cung mà là đến từ đám người trí tuệ Nam Ngưng Giang. Đáng tiếc chính là, Tây Hà giới ở trong bản chất còn là một thế giới vũ lực tối thượng, bên ngoài nhã nhặn vẻn vẹn là che giấu, mọi người vẫn là tôn trọng thực lực. Vì nguyên nhân là vậy, mà người như Nam Ngưng Giang, Cố Trường Thanh, mặc dù được trọng dụng, nhưng lại vĩnh viễn không được coi trọng. Nguyên nhân vì thế, nên Đường Kiếp phát hiện, để đạt được tình báo nội bộ của Thiên Thần Cung, còn dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Chỉ có điều một vài câu chuyện phiếm còn như có như không kích tướng, thậm chí còn công khai tỏ vẻ hiếu kỳ, có thể khiến Đường Kiếp đạt được rất nhiều tin tức tư liệu trọng yếu về Thiên Thần Cung. Tỷ như Phong Tỏa biên cảnh Mạc Khâu đã được gỡ bỏ hoàn toàn, Đại Sơn chính tuyến Phong Tỏa cuối cùng. Xung đột ở biên cảnh Thất Tuyệt Môn và Thiên Thần Cung đang tăng lên, Thiên Thần Cung đang điều động nhân sự ứng đối, nghe nói Vương Tuyệt Diệt ở chiến trường biên cảnh đại hiền thần uy, tự tay chém giết ba gã Thiên Tâm chân nhân. Tây Hải có đại yêu tác loạn, tổn thương muôn dân trăm họ trung bộ xuất hiện một chiếc khe quỷ dị cắn nuốt vô số người nghi ngờ là hoàng tuyền giới lan đến từng chuyện một cứ như vậy rơi vào trong tay đường kiếp một nơi rộng lớn liền không tránh được đủ các loại chuyện không phải đại yêu tác loạn chính là thiên địa dị tượng hay hoặc là kẻ thù bên ngoài xâm nhập cuối cùng rõ ràng chính là họa từ trong nhà mà ra mà khâu năm nay khá xui xẻo thiên tai nhân họa đều có có đường kiếp chỉ hao tổn rất lớn vì hắn ở bên trong lẻn vào mọi nơi nội bộ lại gặp chuyện thất tuyệt môn thừa cơ tiến sát, khiến cho thiên thần cung sức đầu mẻ chán. Trừ những chuyện đó ra, đường kiếp cũng biết một chuyện về tẩy nguyệt phái. Vạn yêu sau khi tấn công núi, tẩy nguyệt phái biết rằng do thú luyện môn gây chuyện, dưới sự tức giận nên trước mắt đang rằng co với thú luyện môn, song phương không giống thất tuyệt môn và thiên thần cung chỉ xung đột ở biên giới, ở giữa bọn họ có vùng đất rộng lớn tây hà giới ngăn cách, bởi vậy không thể phát động chiến tranh quy mô lớn, nhưng quy mô nhỏ chém giết thì là chuyện bình thường. Trung bộ Tây Hà được xưng là thiên đường tự do, hai bên dãy núi hoành đoạn trở thành chiến trường của hai phái. Các tinh anh hai phái chém giết lẫn nhau, Thái Quân Dương, Bành Diệu Long, Thích Thiếu Danh còn có đám người vệ thiên sung hiện giờ đều ở trên chiến trường này, lập công danh. Về phương diện khác, áp lực mà Tẩy Nguyệt tạo cho thiên thần cung cũng không giảm bớt. Ngoại trừ để tiêu biệt hàn kích thiên thần cung không ra tử phủ, còn là một vài động tác khác, trong đó bao gồm cả việc sai khiến đại lượng ám tử tại mạc khâu ám tử đứng lên, gây chuyện đây cũng là nguyên nhân mà mạc khâu gặp phải thiên tai nhân họa đặc biệt nhiều nhóm ám tử tẩy nguyệt nhận được một mệnh lệnh chính là ở mạc khâu gây ra tai họa giảm bớt áp lực cho đường kiếp nghe nói chuyện hoàng tuyền giới rất có thể chính là do một ám tử nào đó của tẩy nguyệt phái gây ra việc này ở mạc khâu tạo thành ảnh hưởng rất lớn bát vương cửu tướng của thiên thần cung đã có năm vị có mặt ở đó đang dốc toàn lực lấp lại cái khe ngăn chặn hoàng tuyền giới thẩm thấu và xâm nhập chuyện được đọc bởi kênh haleji audio Ngoài ra còn có một ít môn phái loại nhỏ đã bị ám tử tẩy nguyệt lôi kéo, vứt bỏ thiên thần cung mà đi. Dưới sự nỗ lực của ám tử tẩy nguyệt phái, bọn họ dựng lên một hình ảnh thiên thần cung bấp bênh, khiến cho nội bộ mạc khâu lòng người bàng hoàng rối ren. Dưới tình huống như vậy, thiên thần cung còn có thể phái ra khuyển vương đến đối phó đường kiếp, cũng thực không dễ dàng. Hơn nữa vì bắt đường kiếp, mà thiên thần cung vẫn còn tiếp tục liên tục không ngừng vận chuyển tài nguyên tới nơi này, đường kiếp có thể nhìn thấy ở phía sau hành cung huyền hoàng, có một cái kho hàng nhỏ nơi đó chất đầy các liệu tài nguyên mà thiên thần cung chuyển tới. Bao gồm đan dược tu luyện, pháp khí dùng cho chiến đấu, bùa chú, một ít bảo vật trung tung lần theo dấu vết. Mấy thứ này đại bộ phận đều là hàng hóa tầm thường, cũng không đáng giá, nhưng số lượng nhiều không kể xiết. Cho nên, ngày thứ tư sau khi đường kiếp dùng thân phận tiền anh thần tiến vào, một hồi đại hỏa đã cuốn sạch cả kho hàng. Mặc dù cứu giúp kịp thời, tiên pháp tạo mưa to mưa tầm tã, nhưng đại hỏa vẫn là đốt mất gần một phần ba vật tư, khiến nam ngưng giang cực kỳ căm tức sau xem xét biết là do một gã võ sĩ chấp dịch xây rượu đánh nghiêng ngọn đèn gây ra hỏa hoạn người võ sĩ chấp dịch này bị xử tử tại chỗ đây là phương thức cử phạt nhất quán ở tây hà giới giống như thị mặc lúc trước bị vệ phủ giết vậy cho nên không ai biết tên võ sĩ chấp dịch kia sở dĩ uống rượu là vì có người tặng hán một bình rượu ngon nếu cẩn thận tra hỏi gã liền sẽ phát hiện người tặng bình rượu chính là tiền anh thần Lần vào thiên thần cung ngày thứ sáu thương thế tiền anh thần đã hoàn toàn bình phục. Trong ngày hôm đó, đường kiếp đã quyết định tấn công thiên tâm. Ngay tại thiên thần cung, dưới mắt nam ngưng giang, chu phương hoa, huyền trung tử bọn họ, tấn công thiên tâm. Phía sau trong hành cung huyền hoàng có một tòa tiểu điện, tên gọi là vân sầu điện. Mở vân tỉnh, thiết pháp trận, có thể cảm nhận thiên địa, đông có gương chấn hồn, có thể chấn định tâm thần. Tây có treo kiếm chảm yêu, có thể diệt ma quỷ. Nam có liễu thanh hà, có thể lọc chọc khí bắc có thương khung bổng có thể phù chính ý nơi này chính là nơi thích hợp nhất để tấn công lên thiên tâm người tu thiên thần cung ngoài việc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nếu gặp được cơ hội đột phá liền có thể tại đó đột phá tất cả mọi thứ ở đây đều đã chuẩn bị đầy đủ đúng là địa điểm lý tưởng để đột phá thiên tâm tiền anh thần là nghĩa tử chân quân của thú luyện môn địa vị tôn quý gã muốn đột phá tất nhiên là phải nhượng lại nơi này cho gã sử dụng rồi mượn cớ oán hận giả vờ báo thù đường kiếp vì chính mình khẩn cấp tìm một lý do đường hoàng cũng thuận lợi tiến vào vân sầu điện bắt đầu công tác chuẩn bị tấn công thiên tâm cái gọi là thiên tâm cảnh chính là lời giải thích đơn giản nhất người tu trong quá trình tấn công cảnh giới cảm thụ thiên ý tìm kiếm được một tia đạo niệm phù hợp với mình nhất sau đó hóa thành linh niệm vẽ đạo vân kết thành thiên tâm đạo quả gọi là thiên tâm kỳ điểm này kỳ thực cũng khá giống khi tấn công thoát phàm dừng lực lượng hùng mạnh xâm nhập vào thiên địa điểm bất đồng chính là Hóa phàm mở cầu tiến vào thiên địa, dựa vào linh khí kết nối, Ngộ đạo thiên ý chỉ là nhân tiện, thành hay không cũng không quan trọng. Thiên tâm thì lại tương phản, nó cần chính là người tu cảm nhận thiên ý, sau đó muốn chính bản thân phải cảm nhận được kết xuất đạo quả, mới gọi là thiên tâm. Bởi vậy đối với lĩnh ngộ là tất nhiên, khác nhau chỉ ở chỗ nhiều hay ít. Theo phương diện này mà nói, quá trình tấn công thiên tâm chính là quá trình tìm kiếm chính mình, đồng thời cũng chính là quá trình ngộ đạo chính vì nguyên nhân này nên bản thân thiên tâm cảnh cũng chính là cảnh giới ngăn cách lớn nhất của người tu chính là cảnh một đường đạo vân ngay cả ý nghĩa chân chính của ngộ đạo cũng không tính gì cả có thể gọi là đạo quả đạo vân dày đặc phản ánh thiên đạo cũng có thể gọi là đạo quả nhưng điểm bất đồng chính là đạo quả thể hiện ra thực lực chính là một trời một vực đối với đường kiếp mà nói hắn ngộ nhiều rồi nhưng hắn vẫn chưa tự mình tìm được cho tới tận ngày hôm đó ở trong lòng ngọn núi hắn hoàn thành ý đạo cuối cùng cảm nhận được đạo của chính mình một tia lực lượng phù hợp với thiên địa hôm nay hắn phải một lần nữa chứng minh điểm này đem chính mình làm trung tâm trong điện vân sầu đường kiếp khoanh chân ngồi thẳng trên mặt đất dày đặc vân trận dùng để phụ trợ đường kiếp giúp hắn hiểu rõ ý nghĩa của trận vân tuy nhiên với năng lực hiện tại của đường kiếp loại trận vân này đối với hắn cũng chẳng có tác dụng gì cả cho ngũ khí triều nguyên đan ngậm vào trong miệng mà không nuốt xuống hai tay đường kiếp huy động lần lượt tạo ra các loại ấn pháp làm ra nhiều loại thủ ấn đánh lên không trung kéo theo từng mảnh quang hoa dần dần những điểm sáng này tụ lại một chỗ ngưng về một điểm bay về phía mi tâm đường kiếp giữa hai hàng lông mày thiên mục mở ra điểm sáng đó hạ xuống thiên mục một đạo quang kiều bay ra thông qua thông qua vân sầu thiên tỉnh bay thẳng vào không trung ngay sau đó cảnh vật trước mắt đường kiếp đột nhiên biến đổi hắn nhìn thấy chính mình đã ở trong một mảnh trời mênh môn hư không cảnh tượng này hắn đã từng thấy qua đó là biển sao vô ngân, hư không mênh mông, tiếp tục vươn ra, chính là 12 đường lớn. Tuy nhiên Đường Kiếp biết rằng, lúc này đây, hắn không phải chỉ đứng nhìn, mà là phải tìm được một con đường phù hợp với một tia vận mệnh. Đó là lực lượng thâm trầm nhất trong linh hồn hắn, ý niệm bản năng nhất nguyên thủy nhất, là cái tôi chân thật nhất của hắn. Tiến vào bên trong hư không, Đường Kiếp tận tình phóng thích ra ý niệm của mình, lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, không ngừng tràn ra, để cảm thụ thiên địa mới đầu, ý niệm chỉ cảm nhận được một mảnh hư không, nhưng dần dần, Đường Kiếp liền cảm nhận được một loại gia tốc cảm không kỳ lạ. Sau đó Đường Kiếp nhìn thấy hình ảnh trước mắt giống như biến hóa, biển sao biến mất, hắn dường như đang ở trong một khe hẹp dài, duy có các đạo ánh sáng xẹt qua bên cạnh người hắn, kéo dài, hình thành một cảnh sao chổi kỳ quan. Khi màu sắc rực rỡ của quang lưu biến mất, hắn nhìn thấy một đứa bé con đang ở trên bãi cỏ, phía là những tòa nhà cao tầng san sát. Nơi này là địa cầu. Đường Kiếp hoảng sợ lại nhìn đứa bé kia mặt mày rõ ràng giống hệt mình trong lúc đó đứa bé kia ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đường kiếp sau đó hắn dường như thấy gì đó kinh hoàng quay đầu chạy mất trong miệng hét lên mẹ ơi mẹ ơi đường kiếp muốn gọi nó lại nhưng phát hiện mình không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào tất cả ảo ảnh giống như kéo dài ra hắn nhìn thấy đứa bé kia chạy trốn lớn lên trở thành thiếu niên thanh niên đi lại giữa thành phố bận rộn trong xã hội ngẫu nhiên hắn sẽ ngẩng đầu nhìn lên trời phát ra tiếng thở dài tiếng thở dài khi lọt vào tay đường kiếp bám vào trong lòng hắn khiến đường kiếp cảm thấy trong lòng như gợn sóng đó chính là mình nếu dựa theo tình huống tiếp tục phát triển vậy thì kế tiếp chính là mình chết đi sau đó xuyên không nhưng đường kiếp không hề thấy cảnh đó hắn nhìn thấy bản thân mình vẫn như cũ qua lại trong đám người không ngừng nghỉ cuộc sống vẫn trôi đi theo thời gian hắn dần dần già đi từ thanh niên biến thành trung niên rồi trở thành ông lão cũng đã kết hôn rồi có con nhỏ thẳng cho tới khi ông lão nằm ở trên giường không thể động đậy, bốn phía là một màu trắng toát, ông ta cứ lẳng lặng nằm như vậy. Đường Kiếp đứng ở trước giường của ông ta. Ông lão mờ mịt nhìn về phía trước. Trong lúc đó, ánh mắt của hai người lại chạm nhau. Một khắc này, ông ta lại dường như nhìn thấy được Đường Kiếp. Ông ta run rẩy, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc khó tin. Một hồi lâu, ông ta mới hét lên một tiếng, "Không!" Sau đó tắt thở. Đường Kiếp dường như thấy chính mình chết đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn ra xung quanh mình. Tất cả mọi thứ đều đang vỡ nát, gian phòng yên lặng biến mất, bóng người cũng không thấy đâu. Đường Kiếp phát hiện mình lại trở về giữa biển sao. Hắn nhìn thấy một đứa trẻ đang đi lại giữa biển sao, mút đầu ngón tay của mình, dường như toàn bộ thiên địa chính là tử trên cung, mà sinh mạng của hắn là do thiên địa sinh thành. Đứa bé kia chính là hắn. Trong lúc đó, đứa bé trợn mắt, bật khóc. Tiếng khóc của nó nỉ non, chấn động thiên địa, khiến cả thế giới bị phá nát. Đây là đường kiếp hoàn toàn chấn kinh hắn chưa từng nghe qua có kiểu tấn công thiên tâm như vậy quá trình tìm kiếm chính mình chẳng lẽ bởi vì bản chất của hắn là kẻ xuyên không hay là còn vì lý do nào khác tại sao lại xuất hiện những cảnh như vậy đây rốt cuộc là nói là về điều gì đường kiếp hoàn toàn không hiểu tất cả người tu đều có chỉ hướng rõ ràng khiến cho mình hiểu thứ mình chân chính cần là gì ví dụ như minh dạ không bản chất chính là thiên tâm không gian đạo quả quanh quẩn trong đạo niệm chính là không gian ví như tạ phong đường ông ta bản chất là thiên tâm tư học không liệt vào đường lớn không nhập vào thiên địa nhưng tạ phong đường coi đó là cơ bản vẫn như cố lấy nó thành đạo nhưng đường kiếp là cái gì hắn hoàn toàn không biết đây là sau khi hắn hiểu rõ thiên ý cảm giác không có trở ngại cũng có thể nói hiện tại thứ mà hắn có khả năng thấy đã là cực hạn đã không có kẻ nào có khả năng thấy được nhiều hơn hắn nhưng khi nhìn được càng nhiều hắn ngược lại càng hồ đồ ngược lại không bằng chưa nhìn bất cứ thứ gì nhưng mà ảo ảnh đột nhiên dừng lại nói đúng hơn là không có về sau nữa hắn nhất định phải lập tức ngưng thần nếu không sẽ bỏ qua cơ hội tấn công thiên tâm thời khắc này nhìn thấy khung cảnh tan vỡ đường kiếp nghiến răng chỉ vào phía chân trời hai tay tạo ra pháp ấn phía chân trời nổi lên một cơn cuồng phong lạnh thấu xương dòng khí xoay tròn xuất hiện lượn theo từng đường đạo vân ở quanh thân thể đường kiếp đây chính là đạo niệm của đường kiếp nhưng thực đáng thương đường kiếp còn không biết nó là cái gì chỉ có điều thấy mật độ nó càng lúc càng dày đặc chạy khắp biển sao khiến hắn cũng a khẩu không hiểu gì nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể tiếp tục đưa tay ấn ra từng đạo từng đạo thủ ấn đồng thời ngửa đầu há miệng ra một cỗ tinh khí tuôn ra bay vòng quanh trên không trung đây là ngũ khí triều nguyên đan tan ra tạo thành một cỗ tinh khí như có thực chất rất lâu không tiêu tan nương theo lấy ấn pháp huy động cỗ tinh khí tập trung tại một chỗ hiện ra một chút ánh sáng màu vàng loang loáng theo sau tất cả đạo vân đều tụ tập về phía điểm màu vàng kim này vì thế kim quang càng lúc càng lớn dần dần ngưng tụ thành hình một trái tim cái này chính là thiên tâm đạo quả ngưng kết thiên tâm là một chuyện vô cùng phức tạp thậm chí còn có mạo hiểm nhất định cần người tu toàn lực ứng phó chỉ cần có chút sai lầm thiên tâm tan vỡ vậy tương đương với một lần thiên tâm tự bạo về phần uy lực thì sẽ được quyết định bởi thiên tâm lúc đó được ngưng kết đến loại trình độ nào chính vì nguyên nhân này nên từ khi bắt đầu tấn công thiên tâm tức là từng bước đều có nguy hiểm đến tính mạng mà tấn công thiên tâm chỉ là quá trình ít nguy hiểm nhất bởi vì chỉ cần mình cẩn thận khả năng thiên tâm tự bạo là rất nhỏ về phần tấn công tâm ma hóa hồn thậm chí tấn công tử phủ không phải chỉ cần cẩn thận là giải quyết được vấn đề ngoại trừ cố gắng còn cần có may mắn nữa ngũ khí triều nguyên đan chính là một loại đan dược quan trọng khiến thiên tâm ổn định lấy này làm hạch tâm thiên tâm hình thành sẽ thuận lợi hơn vững định hơn thời khắc này ở dưới sự thao túng của đường kiếp thiên tâm đạo quả đã từ từ thành hình có thể thấy được lực lượng mà đường kiếp ngưng kết thành thiên tâm cực kỳ hùng mạnh vô số đạo niệm ngang dọc ở trên tạo ra một đạo hào quang hùng mạnh khiến đường kiếp nhìn cũng có chút nhức mắt đây chính là trung tâm đạo niệm đường kiếp còn chưa hề đem đạo niệm mà trước kia hắn lĩnh ngộ được thêm vào trung tâm đạo niệm và đại đạo không có quan hệ nó có thể thuộc vào một trong những con đường bên trong cũng có thể không thuộc về chỉ có điều bởi vì thích hợp người tu mà tự thành đạo niệm là loại tiểu đạo thuộc về bản thân mình, chỉ đối với chính mình mới có tác dụng. Chính vì như vậy, nên đại đa số người tu sau khi ngưng kết thiên tâm, thường thường chỉ có một hai đạo vân, căn bản không tính là ngộ đạo, nhiều nhất coi như tìm được một chút thiên phú, ở phương diện nào đó cũng có một chút am hiểu. Hai chữ thiên tâm nghe có vẻ hay, kỳ thực chủ yếu vẫn là ngưng kết thiên tâm, mà không phải làm cho chiến lực hùng mạnh. Nhưng thiên tâm của đường kiếp lại ngưng kết ra khí thế hoàn toàn bất đồng. Khác biệt không phải chỉ như voi và kiến, mà căn bản chính là sự chênh lệch giữa núi lớn và con kiến. Kim quang vẫn đang tiếp tục ngưng tụ trong biển sao. Lúc này đã không cần Đường Kiếp thao túng, mà là tự thân nó hội tụ. Đường Kiếp như trước vẫn không hiểu đạo niệm dày đặc kia rốt cuộc tồn tại dưới dạng gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được lực lượng mênh mông mãnh liệt của nó. Việc đã đến nước này, Đường Kiếp trực tiếp quyết định mặc kệ nó. Thiên tâm mà, tất nhiên là đạo niệm càng nhiều càng tốt, dù sao cũng chỉ là một phân thân, cùng lắm thì bùng nổ bị phá nát cũng không ảnh hưởng tới bản thể sợ cái đích gì chứ? Đường kiếp không đếm xỉa tới điều gì nữa, mắt thấy vô số đạo vân sắp hoàn thành, hai tay vung lên, cảm nhận được đạo niệm trong những năm qua mình ngộ được tiến vào đạo quả. Đây cũng là quá trình ngưng kết thiên tâm cuối cùng, cũng không thuộc về quá trình bắt buộc mà mỗi người tu đều phải trải qua, nó chính là đưa chút lĩnh ngộ mà bản thân có được, khế nhập vào bên trong đạo quả, khiến cho sự tồn tại cảo đạo quả càng thêm thực chất, đồng thời cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Như vậy đó mới thực sự là đạo quả chân chính cũng chỉ có người tu trước khi tấn công thiên tâm đã ngộ đạo thành công, thì mới có tư cách làm như vậy. Đường kiếp trước khi tấn công đã lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo, thời khắc này đều lần lượt thể hiện ra, đạo trí tuệ, thuyết nhân quả, thuyết thời không, sinh mạng chi đạo, đều được tiến nhập vào, nguyên bản ánh hào quang vàng của đạo quả càng trở nên rực rỡ. Tuy nhiên khiến đường kiếp cảm thấy kỳ quái là, những đạo niệm mà hắn thêm vào, dường như không bám lên đạo quả toàn bộ, mà là phụ ở trên, vây quanh đạo quả không ngừng chuyển động thoạt nhìn càng giống một quầng sáng vây quanh đạo quả hơn nhưng đường kiếp cũng không quản được nhiều như vậy dù sao việc đã đến nước này không lý do không tiếp tục cuối cùng sau khi đường kiếp thả xuống đạo phù cuối cùng trên người thì ánh hào quang của thiên tâm đột giảm đường kiếp phát hiện kia hóa ra vô số đạo niệm vây quanh thiên tâm đã đột nhiên biến mất vô tung đúng vậy cứ như vậy biến mất nguyên bản ánh kim quang rực rỡ của đạo quả trong lúc đó trở nên ảm đạm duy có một con đường ở trên xoay quanh tạo ra một vết hằn Ngược lại là là phủ lên mặt ngoài đấy, những đạo niệm của Đường Kiếp đưa vào, như trí tuệ, nhân quả. Ở trên bề mặt Thiên Tâm lần lượt hình thành các đạo vân phức tạp, lóe ra ánh hào quang, Thiên Tâm một lần nữa sáng lên, chỉ có điều lúc này đây, nó thoạt nhìn có vẻ bình thường hơn nhiều. Đây là một Thiên Tâm hùng mạnh đấy, có rất nhiều đạo niệm phụ ra đạo quả, đại biểu cho người tu đối với thiên địa có năng lực lý giải sâu rộng và khả năng vận dụng vô số đạo vân như dự báo kẻ có được nói nhất định là người cực hùng mạnh nhưng trong đầu của đường kiếp lại thật lâu vẫn không tán được ánh hào quang đi ánh hào quang là do tất cả đạo niệm cộng lại cũng không thể so bằng được thứ đó rốt cuộc là cái gì hắn không biết hắn chỉ thấy sau khi tất cả hào quang biến mất chỉ còn các đạo vân sót lại trên thiên tâm mơ hồ lộ ra ra một chữ phù chữ phù này đường kiếp không hiểu nhưng nó đại biểu lý luận của thiên địa rơi vào trong mắt đường kiếp đường kiếp theo bản năng biết được ý nghĩa của nó hắn thốt lên ly mở mắt ra Đường Kiếp nhìn thấy chính mình vẫn như trước ngồi ở trong vân sầu điện. Tất cả mọi thứ dường như đều là một ảo cảnh. Duy có Đường Kiếp biết rằng những chuyện đó đều chân thật phát sinh. Tất cả những thứ phát sinh trong biển sao, kỳ thật chính là những thứ phát sinh trong thân thể của hắn, ngũ khí triều nguyên đan không thấy nữa, thay thế nó chính là một viên đạo quả trông giống như kim đan, chìm nổi trong cơ thể Đường Kiếp. Trong thân thể là một thế giới, bên ngoài thân thể là một thế giới khác. Lấy lòng ta thể thiên tâm, cái này chính là thiên tâm cảnh. Một khắc này, đường kiếp cảm nhận được một cỗ lực lượng dư thừa quanh quẩn toàn thân. Hắn mãnh liệt ngừng đầu, hô, mang rượu đến. Nghe thấy vậy, ngoài điện lập tức có 8 gã võ sĩ chấp dịch tiến vào, trong tay khiêng theo hũ linh tử lớn. 16 hũ linh tử tràn đầy đặt trước người đường kiếp. Đường kiếp đập tay, đã túm lấy một vò rượu trong số đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vò rượu mở ra, một đạo tử tuyển phóng lên cao, tiến thẳng vào trong cơ thể đường kiếp. Đại lượng linh lực tràn đầy toàn thân của hắn, kích động linh hải, tràn đầy toàn thân của hắn. Tuy nhiên thế này vẫn còn chưa đủ. Đường kiếp đánh ra một trưởng đẩy vò rượu ra, cứ từng dòng linh tử chạy vào trong cơ thể hắn, rượu hóa thành hơi nước theo lỗ chân lông bốc hơi ra, hóa thành làn xương trắng. Linh lực thì lưu lại chạy trong cơ thể của đường kiếp, như sông lớn chảy xiết. Rất nhanh, trong cơ thể đường kiếp tràn đầy từng tảng lớn linh triều dưới tình huống bình thường đây chính là trạng thái tốt nhất của một thoát phàm đỉnh cao nhưng đối với thiên tâm cảnh mà nói đây mới chỉ là bắt đầu càng nhiều lực lượng tràn đầy ra ở quanh người đường kiếp hình thành một mảnh quang hoa linh thức đường kiếp kéo dài quang hoa hình thành một vòng tròn dần dần phóng đại ra khắp bốn hướng linh hoàn cái gọi là linh hoàn chính là sau khi linh khí tràn đầy cũng không tiêu tan mà dưới sự khống chế của linh thức tiếp tục vây quanh người tu do đó hình thành một đạo quầng sáng quầng sáng này có hai ý nghĩa một là hạn mức linh khí cao nhất của người tu nguyên bản linh khí người tu chứa đựng trong linh không dung lượng hữu hạn nhưng hiện tại bởi vì có thiên tâm cho nên bọn họ có thể chứa đựng nó ở bên ngoài cơ thể cảnh giới này khiến bọn họ có thể sử dụng càng nhiều pháp thuật hơn nữa và uy lực cũng lớn hơn nhiều khả năng liên tiếp chiến cũng được nâng cao không nhỏ hai là đã có được khu vực tuyệt đối bên trong linh hoàn đó là khu vực mà người tu có thể khống chế tuyệt đối ở trong khu vực này pháp thuật người tu có thể xuất ra được nhanh hơn, uy lực cũng trở nên lớn hơn. Đây chính là lý do vì sao linh hoàn chân nhân lúc tác chiến sẽ phóng thích linh hoàn. Mà linh hoàn lớn nhỏ thì quyết định bởi chiều dài linh thức. Linh thức dài bao nhiêu, linh hoàn có thể lớn bấy nhiêu, chiều dài linh thức chính là bán kính linh hoàn. Linh hoàn càng lớn, có thể chứa đựng càng nhiều linh khí, khu vực có thể khống chế tuyệt đối cũng lại càng lớn. Linh thức của đường kiếp dài 25,4 mét, đứng trong tóc người của tẩy nguyệt phái, chính tương đương với kiếm nhân tiêu biệt hàn bởi vậy khu vực linh hoàn cũng rất lớn thời khắc này một khi triển khai linh hoàn lan tràn ra xung quanh rất nhanh liền choán cả vân sầu điện tiếp tục khoách trương ra bên ngoài có được linh hoàn tức là tấn công lên thiên tâm đã hoàn toàn thành công ngoài điện cũng chuyển tới một mảnh ồn ào chúc mừng tiền công tử tấn công thiên tâm thành công linh hoàn mới thành lập thiên tâm đại thành chúc mừng công tử chúc mừng công tử tiền công tử không hổ là thiên tài thú luyện môn một khi thành công đã đứng hàng chân nhân, thật đáng mừng. Rất nhiều tiếng chúc mừng truyền đến, những người yên lặng ở ngoài cửa cũng đều lần lượt đi vào. Từ thoát phàm đỉnh cao đến thiên tâm linh hoàn, mặc dù sông một bước nhưng lại là một trời một vực. Đường kiếp có thể cảm nhận được thực lực của mình nâng cao rất lớn. Thiên tâm đạo quả thành lập, khiến cho hắn những thứ hắn từng vất vả thành lập rốt cục có cơ hội phát huy. Một khắc này đường kiếp tin tưởng, hiện tại đừng nói là đám người nam ngưng giang. Cho dù là kim ngân nhị lão, đám người lý tùng, hắn đều nắm chắc khả năng hạ gục họ. Cho dù là chống lại huyền trung tử, tuy không thể thắng, nhưng chạy trốn khỏi ông ta thì hắn cũng thừa sức. Nếu không phải còn có khuyển vương Hà Trường An ở đây, có lẽ hắn đã liên hợp với bản thế, giải quyết sạch sẽ đám người ở đây. Bên người là những khuôn mặt a dua tươi cười còn tại nịnh hót, trong đầu đường kiếp cũng hiện lên ý niệm muốn giết người. Nhìn từng dung nhan quen thuộc, đường kiếp cười nói. Anh thần có thể có được ngày hôm nay, rất nhiều đều dựa vào chư vị dốc lòng tương trợ, Ân tình này anh thần không dám quên, tương lai chắc chắn sẽ hậu tạ. Hắn vừa dứt lời, Đường Kiếp rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài ra tiếng. Âm thanh chấn động trời cao, chấn động tám phương. Ở phía xa, bản thể Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên cũng cùng nhau nhìn về phía âm thanh đó. Nghe được tiếng gầm thét, Hứa Diệu Nhiên kỳ quái nói: "Xảy ra chuyện gì sao?" "Không có gì, chỉ là chân chính bước lên tiên lộ, xong lại tiến thêm một bước mà thôi." Bản thể từ tốn trả lời. "A." À tiếng thét thê lương vang lên một đạo nhân ảnh va mạnh vào vách núi sau đó vô lực trượt xuống chỉ lưu lại trên vách đá một vệt máu hồng uyển tiên đào nhào qua ôm lấy cơ thể của tiểu cô nương quay đầu phẫn nộ gào lên ngươi còn có nhân tính hay không vậy nàng ấy mới lành vết thương ngươi lại hạ thủ nặng tay như vậy cách đó không xa đường kiếp chắp tay sau lưng lạnh lùng nói đã chết rồi sao không chết thì đứng lên tiếp tục huấn luyện vẫn còn tiếp tục ngay cả hứa diệu nhiên cũng kêu lên đường kiếp chàng sẽ không thật sự muốn đánh chết chúng ta chứ giờ phút này hứa diệu nhiên tiên đào hồng uyển trên người ai cũng đều có vết thương trồng chất bắt đầu từ mấy ngày trước đường kiếp đã chính thức bắt đầu huấn luyện đặc biệt cho các nàng mới đầu vẫn chỉ là giảng giải một ít phương pháp chạy trốn kỹ xảo chiến đấu cho ba nữ tử tiếp theo đó mới chính thức bước vào thực hành đặc huấn người tu tiên năng lực chia làm nhiều loại thủ đoạn đa dạng rất nhiều kiến thức cũ của thế giới này cũng không có ý nghĩa chân chính có ý nghĩa vẫn là thói quen trong lối suy nghĩ. Đường kiếp dạy các nàng chính là lối suy nghĩ này, được gọi là mạng sống, có thể không từ thủ đoạn đi đả thương đối thủ. Hắn dạy mấy thứ kia, phần lớn là ý tưởng mở rộng suy nghĩ cho các nàng. Nội dung của Ly Kinh đi ngược lại, lấy tiêu chuẩn đạo đức của Tê Hà Giới, thì đa phần đều không tiếp nhận được. Tỷ như hình phạt hứa diệu nhiên đối với tiền anh thần, kỳ thật chính là một loại đặc huấn tâm lý, bởi vì tiền anh thần là bị lột sạch quần áo mới thực thi hình phạt đấy thời đại này, nữ nhân cố nhiên không thể bị nam nhân nhìn hết, đồng dạng là nam nhân cũng không thể trần chuồng trước mặt nữ nhân đấy. Đường kiếp lại hoàn toàn lơ đễnh, gọi thẳng, coi nam nhân trần chuồng là một chuyện bình thường, ai sinh ra chả bị một đám người nhìn qua, tương lai cũng không phải sẽ nhìn qua một đám người sao. Đứa bé ở quê không mặc quần chạy khắp nơi đầy ra, chẳng lẽ chỉ liếc mắt nhìn là đã muốn tự sát. Nếu thật như thế, đem để chiến đấu khi đối phương cởi quần, đứng cạnh mình cũng không cần đánh nữa nên xem liền xem không cần lảng tránh liếc mắt nhìn di di sẽ không thất trinh huống chi tiểu tử này còn không có di di nữa chứ tiền anh thần trở thành đối tượng bị thí nghiệm phía trước hoàn toàn bị người ta nghiên cứu nếu đổi là người khác loại giáo dục này hơn phân nửa phải phí chút thời gian mới có thể thấy được hiệu quả nhưng thiên nhai hải các cũng không giống những người khác yêu nữ rốt cuộc vẫn là yêu nữ mặc dù nhiều ít còn có chút mâu thuẫn nhưng rất nhanh hứng thú học tập bừng bừng nổi lên các nàng học tập hết thảy bao gồm ở trong thực tế hiến đấu như thế nào để lợi dụng được ưu thế của mình, nghiên cứu các loại thủ pháp giết người, tốc độ tiến bộ cực nhanh. Nhưng vừa đến thực chiến diễn luyện thì phiền toái đã tới rồi. Ba nữ tử đều chưa từng phải chịu khổ bao giờ, hứa Diệu Nhiên xuất thân đại gia thì khỏi nói rồi. Hai nha hoàn nghe thì là hầu hạ đại tiểu thư, nhưng cũng chỉ phải bưng trà rót nước, mấy việc chân tay nặng nhọc đã có tôi tớ, tớ ti tiện hơn làm, không tới phiên các nàng. Sau khi tu tiên lại không cần dùng sức, bởi vậy trên đường chạy trốn nếu có chuyện gì đã có pháp thuật giải quyết vấn đề. Cho nên tuy là nha hoàn, nhưng cũng là người được nuông chiều quen rồi. Mà huấn luyện của đường kiếp, cố tình là áp bức thể lực tiềm lực trong người của các nàng. Huấn luyện không phải là pháp thuật, mà là ý chí chiến đấu của các nàng ở trong hoàn cảnh khó khăn, cũng không buông bỏ tinh thần. Kỳ thật loại này tinh thần hai thị nữ đã từng trải qua, chính là thời điểm đối phó với tiền anh thần. Tuy nhiên các nàng biểu hiện mới chỉ là sơ cấp, đều là rơi vào tay người khác mới chịu cắn ngược lại một cái nên đại cục cũng chẳng thay đổi gì lớn đường kiếp muốn là mặc dù bách chiến mà không nhụt gặp phải cường địch cũng không yếu lòng tử chiến tới cùng tinh thần chiến đấu đến chết điểm này cả ba nữ tử đều quá kém ngay cả hứa diệu nhiên cũng không ổn cho nên huấn luyện cũng rất đơn giản chính là ba nữ tử liên kết đấu với đường kiếp lấy thực lực bản thể đường kiếp đấu với ba người quả thực là một ngón tay có thể nghiền ép các nàng nhưng đường kiếp cũng không bởi vậy lưu thủ giao thủ khi trực tiếp khai hỏa toàn bộ khí thế dưới sự uy áp của cảnh giới hứa diệu nhiên còn tốt chút chứ tiên đào và hồng uyển quả thực là ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có nên đã bị đường kiếp lớn tiếng quát lớn xuất thủ như thế nào chỉ vì đối phương mạnh hơn so với mấy người nên ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có đừng quan tâm tới cảnh giới uy áp bất quá chỉ là dùng nó để ức hiếp kẻ yếu mà thôi dũng sĩ chân chính cho dù là đối mặt với trời xanh cũng dám ngẩng đầu khiêu chiến ngẫm lại Trương Thư Hàn đi, thực lực tranh lệch giữa các ngươi và ta, có thể so với sự tranh lệch thiên đạo giữa ta và gã không? Không, trên đời chưa từng có cái gì gọi là cảnh giới uy áp hết, có cũng chỉ là nội tâm chúng ta khiếp nhược. Xuất ra dũng khí, dũng cảm đối mặt. Chỉ có điều mặc hắn kêu gọi thế nào, hai thị nữ đều không có dũng khí chiến đấu cùng hắn. Duy có hứa diệu nhiên có gan ra tay, lại bị đường kiếp dễ dàng hóa giải đồng thời hô to. Quá yếu. Hắn biết rằng tiên đào hồng uyển sở dĩ không ra tay, là bởi vì trong lòng các nàng tồn tại hy vọng cho là mình sẽ không giết các nàng vì phá giải loại suy nghĩ này nên đường kiếp xuống tay không chút lưu tình chỉ một trưởng đã đánh bay hồng uyển thời khắc này nghe được tiên đào trách cứ đường kiếp lạnh lùng nói các ngươi tới đây là vì giúp ta cùng ta sóng vai chiến đấu hay là tới để cản trở ta lấy thực lực luận ba người các ngươi cộng lại ít nhất mạnh hơn so với y y nhiều nhưng là các ngươi không có khả năng phát huy tác dụng thậm chí không bằng một nửa thực lực của mỗi ấy một chút thương thế đã khiến cho các ngươi lùi bước ăn một chút quả đắng liền khiến các ngươi sợ hãi một chút uy hiếp liền làm cho các ngươi dừng lại các ngươi không phải tới giúp ta đấy mà là con mẹ nó đến để làm nội ứng cho thiên thần cung à hứa diệu nhiên nhìn đường kiếp nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn ánh mắt kia như thể là đang nói muốn cùng với ta sóng vai chiến đấu trước tiên phải có tư cách sóng vai đã vì thế hứa diệu nhiên cười cười chàng nói không sai nàng quay đầu lại nhìn về phía hai nha hoàn của mình dùng hết khí lực hô đứng lên. Đừng quên ta là tiểu thư của các ngươi, ta còn chưa có ngã xuống, tỷ nữ làm gì có tư cách bỏ cuộc chứ. Lúc trước các ngươi sống chết đòi đi theo ta đến, hiện tại muốn buông tay thì cũng phải tự mình đi ra, chứ không phải lưu lại ở nơi này. Tiểu thư, nghe thấy hứa diệu nhiên cũng nói như vậy, tiên đào cũng có chút ngây người. Hồng Uyển tuy nhìn có vẻ tùy hứng, nhưng là cô nương có cổ tính tình quật cường đấy, đẩy tiên đào đứng lên, nói. Không cần phải quản ta, ta có thể làm được. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếp, hai hàm răng nghiến lại, nói: "Khó có cơ hội có thể đi cạnh cô ra, hừ, bà cô còn chưa nghĩ tới buông tay đâu, chỉ xích thiên nhai chỉ." Ngón tay như châm, bắn ra ngọn châm đâm thẳng lên trời cao. Khóe miệng của Đường Kiếp lộ ra một chút ý cười. "Làm tốt lắm." Hắn vẫn không nhúc nhích tùy ý để châm này xuyên qua thân thể. "Có thể ở trên người của ta lưu lại 10 vết thương, vậy trận chiến này coi như các ngươi thắng, nhớ kỹ, là 10 vết thương, nhất định phải thấy máu mới được tính." ba nữ tử nhìn nhau, rốt cục cùng nhau nhào lên, đồng thời đánh ra công kích mạnh nhất của bản thân, dường như đang đối mặt với ác ma khủng bố nhất ngọn núi này. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua mấy tháng. Nhẩm tính thời gian, đường kiếp đến Mạc Khâu đã hơn một năm. Trong đó một nửa thời gian ở Mạc Khâu khiến cảnh nội tán loạn, một nửa khác thời gian thì ở trong núi. Dưới sự huấn luyện của đường kiếp xuống, cảnh giới tu vi của ba nữ tử không có mấy biến hóa, nhưng kỹ năng thực chiến được rèn luyện hàng ngày đã nâng cao không nhỏ, nhất là ý chí cá nhân các phương pháp phối hợp với nhau cũng có tiến bộ cực lớn dưới tình huống đối phó với đường kiếp cũng có thể đánh ra gió bão vô cùng sinh động nhất là dưới sự dung túng của đường kiếp ba nữ tử lại phát huy kỹ xảo âm hiểm giảo quyệt tới mức tận cùng mỗi ngày đều nghĩ biện pháp đánh lén đường kiếp các loại biện pháp đánh lén ngày càng phong phú đi trên đường đường kiếp ở bất cứ nơi nào cũng có khả năng bị đánh lén cho dù đang ngủ hoặc lúc tu luyện đường kiếp cũng phải cẩn thận tập kích đến từ ba nữ tử hoặc giả lúc ăn cơm trực tiếp bị bọn họ hạ độc. Dù sao tên này bị chèn ép thế nào cũng sẽ không chết được, hiểu điểm này ba nữ tử cũng là càng ngày càng lớn mật. Đồng dạng, các nàng cũng phải cẩn thận đường kiếp phản kích, cũng may khi đường kiếp đánh lén cũng chỉ lấy kỹ xảo làm chủ, không dùng lực đè người. Chỉ cần ba nữ tử có thể phát hiện liền được coi là thắng, điều này khiến ba nàng càng hứng thú, mới có thể khiến cho chơi được tiếp tục. Giữa bọn họ ngoại trừ huấn luyện, còn phải đấu trí với thiên thần cung. Nơi này dù sao không phải nơi thực sự an toàn, trên thực tế sự uy hiếp của thiên thần cung trung quy vẫn như như một tòa núi lớn bao phủ ở đỉnh đầu của mọi người gian khổ huấn luyện đồng thời mỗi thời khắc bọn họ đều phải đối mặt với uy hiếp của thiên thần cung rất có thể trước đó một khắc bọn họ còn đang huấn luyện ngay sau đó người của thiên thần cung đã đi qua bọn họ liền lập tức chạy trốn rời trận địa phương pháp chạy trốn vừa mới học được đã phát huy tác dụng mới đầu chạy trốn còn cần đường kiếp giúp đỡ một tay mang theo người chạy là gánh vác chân chính nhưng rất nhanh, ba nàng liền hình thành thói quen với loại thiết tấu này, các nàng học xong phân phối linh khí càng hữu hiệu, học cách làm như thế nào để lợi dụng lực lượng tự thân kết hợp với pháp thuật, khiến cho tiêu hao ít hơn mà tốc độ lại nhanh hơn, học cách kiên trì trong mọi hoàn cảnh. Các nàng học xong chạy trốn, cũng dần dần học xong chiến đấu, mặc dù cảnh giới vẫn hơi thấp, nhưng đã không còn cảm giác bị nghiền ép, mà là đối mặt với thế cục không giống nhau cũng có thể đưa ra lựa chọn chính xác, bảo đảm được mạng sống bản thân mà không phải trở thành kẻ bị địch nhân giết chết một cách vô nghĩa các nàng biết rằng nên làm như thế nào để nhanh chóng phán đoán được kẻ thù nhận thức tình thế đồng thời đưa ra ứng đối chính xác nhất điều này có lẽ không thể khiến cho các nàng thắng lợi nhưng lại có thể làm cho các nàng sống sót cũng ở những thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng trong hoàn cảnh áp lực cao này hoặc là sụp đổ hoặc là trưởng thành may mắn chính là các nàng rốt cuộc không phải người bình thường sau khi trải qua giai đoạn đầu khó khăn các nàng đều tiến bộ thần tốc nhanh chóng trưởng thành Đương nhiên, có thể tới một bước này, cũng có quan hệ lớn tới phân thân đang ở trong thiên thần cung. Rất nhiều lần đuổi bắt, hoàn toàn là dựa vào phân thân kịp thời thông chi, mới có thể kịp thời chạy thoát. Lần nguy hiểm nhất là khuyển vương Hà Trường An rốt cục đã tập trung vào tung tích bản thể, vừa mới ra tay, đã khiến đường kiếp bị thương nặng. Rơi vào đường cùng, đường kiếp chỉ có thể thả ra đại lượng đậu binh chặn đường. Lần đó, đường kiếp tổn thất 1.800 hạt đậu là lần tổn thất lớn nhất kể từ khi đường kiếp xuất đạo tới nay. 1.800 đậu binh, cho dù là dùng để đối phó với tâm ma chân nhân cũng được, nhưng khi đối mặt khuyển vương, chỉ chống đỡ thời gian cực ngắn liền hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên bỏ qua cơ hội này, khuyển vương cũng lại mất đi tung tích của đường kiếp. Mặc dù với chiếc mũi nhạy bén của gã, cũng không thể bắt giữ đường kiếp, ai bảo đường kiếp có lượng lớn mê thất thảo chứ. Vật này là linh dực đối phó với chiếc mũi thính của trường vẫn tế khuyển, sau khi bôi lên sẽ khiến người ta khó phân biệt được mùi. Chính như Nam Ngưng Giang từng nói, có thể đối phó với trường vẫn tế khuyển liền có thể đối phó với khuyển vương nhưng mà sau khi dùng hết mê thất thảo khí thức đường kiếp sẽ bị chú ý không thể có được thêm mê thất thảo một khi mê thất thảo dùng hết tất nhiên sẽ bị phát hiện nguyên nhân là vậy nên thời khắc lúc bản thể bị chú ý thì trận chiến tranh này đã bị đánh thành tiêu hao chiến cũng đã định trước tất nhiên sẽ có một ngày cạn kiệt tài nguyên đây chỉ còn là vấn đề thời gian bất quá đối với đường kiếp mà nói thời gian vội vàng không phải là bản thể mà là phân thân thanh u tiểu trúc trong căn phòng bí mật đường kiếp hóa thành tiền anh thần đang khoanh chân ngồi thẳng lưng chung quanh cơ thể là một đạo quần sáng chậm rãi trải rộng ra không ngừng có duỗi khi thì phóng đại lớn khi thì thu nhỏ lại hào quang biến hóa lúc sáng lúc tối từ mũi đường kiếp thoát ra sợi bạch khí ngấm vào không trung tụ lại mà không tiêu tán tia sương mù màu trắng bạc cho dù có bay thế nào thủy chung đều ở bên trong quần sáng một khi ra ngoài quần sáng liền tự động tiêu tan Thời gian dần qua, khói trắng bên trong quần sáng càng tụ càng nhiều, quần sáng cũng tùy theo đó mà không ngừng mở rộng ra, cho đến linh thức cực hạn mới đình chỉ. Xương trắng còn đang gia tăng, thời gian dần trôi bạch khí mờ mịt, nhốt cả cơ thể Đường Kiếp ở bên trong đó, gần như không còn nhìn được bóng dáng Đường Kiếp trong đó. Đường Kiếp lúc này mới trợn mắt, khi mắt hắn mở ra, chỉ thấy làn xương trắng bên trong linh hoàn đột nhiên bắt đầu chuyển động, như cơn lốc xoáy cuộn lại, ở quanh thân thể Đường Kiếp gào rít, tạo ra tiếng gió hú lạnh thấu xương. Sương tuyết giới quả thực không dễ tu luyện, qua ba tháng mới có chút thành tựu. Sau khi hoàn thành tấn công thiên tâm, Phần thân liền chui vào trong thanh u tiểu trúc, toàn tâm tu luyện sương tuyết giới. Làm như vậy, thứ nhất là vì giảm bớt thời gian tiếp xúc, sợ bị nhìn thấu. Tuy rằng hắn hiện tại đã biết, khuyển vương Hà Trường An bởi vì tự cao tự đại, phía trước vẫn chưa tiếp xúc với tiền anh thần, bởi vậy không có khả năng biết khí tức của tiền anh thần, nói cách khác không cần lo lắng bị nhìn gã thấu. Nhưng hắn vẫn muốn cẩn thận đề phòng hoàng viện ai biết thằng nhãi đó khi nào thì tới đây xem xét chứ khi đó sẽ nhìn thấu bộ mặt của mình thứ hai chính là vì bản thân xương tuyết giới xương tuyết giới cũng không phải là công pháp tẩy nguyệt phái mà là bí pháp của thiên thần cung vì đạt được phương pháp này đường kiếp đã hứa hẹn đợi sau khi việc này kết thúc sẽ đưa tới thiên thần cung thi hài của một con thân quỷ đầu phượng thân quỷ đầu phượng chính là một loại thượng cổ kỳ thú hiện giờ đã gần như tuyệt tích mấy trăm năm trước thú luyện môn từng may mắn có được mộ địa của thân quỷ đầu phượng bên trong hơn 10 bộ di hài của thân quỷ đầu phượng, nghe nói vẫn còn duy trì một chút thần uy thượng cổ, chính là nguyên liệu chế giáp cực tốt. Thiên thần cung chế tạo vũ khí là vô song thiên hạ, quan trọng nhất là nguyên liệu chế giáp, bởi vậy mới có hứng thú với thân quỷ đầu phượng. Sau khi đường kiếp đồng ý, liền đồng ý đưa xương tuyết giới truyền cho đường kiếp. Đương nhiên, cũng bắt đường kiếp thể không được truyền ra ngoài. Đường kiếp lấy danh nghĩa của tiền anh thần lập lời thề có thể chu thần Phật thiên hạ, thiên thần cung thấy hắn thành tâm thành ý, cũng cảm thấy vô cùng vừa lòng, giao dịch cứ như vậy hoàn thành. Dù sao sương tuyết giới loại công pháp này cũng chỉ là bề ngoài, chỉ cần trung tâm không mất, người khác cho dù là học được, cũng chỉ là biết nhưng mà khó có thể tu thành. Liền giống như không có vạn thú đồng tâm quyết, cho dù có được một ít luyện thú, cũng không thể giống như thú luyện môn ngự thú như thần được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, sương tuyết giới là bí pháp của thiên thần cung, đích xác có thể nói là thần hiệu phi thường, điểm trọng yếu nhất chính là, nó là hệ thống pháp thuật phòng ngự tầng thứ tư chính như hiểu biết của hắn phòng ngự của người tu pháp và lồng phòng ngự không thể dùng cùng lúc không hạn chế được những phương pháp phòng ngự giống nhau đều chỉ có thể tồn tại từng loại một nguyên nhân là vậy nên người tu bình thường chỉ có ba loại phòng ngự hệ thống có thể dùng cùng lúc tức cường hóa thân thể hộ giáp và vòng bảo hộ tỷ như vô tướng kim thân là cường hóa thân thể thiên thần giáp là hộ giáp lồng ngưng thủy là vòng bảo hộ chỉ có ba loại bảo hộ đó mới có thể đồng thời tác dụng cùng lúc ở trên một người Thiên thần cung thì không giống với các môn khác, bọn họ có thể có được loại phòng ngự thứ tư, tức là loại quần sáng. Nói trắng ra là nó chính là kéo dài hệ thống phòng ngự ra bên ngoài cơ thể, mượn linh hoàn hình thành một loại hệ thống phòng ngự. Bởi vậy tiêu chuẩn tu luyện phương pháp này thấp nhất cũng phải là chân nhân, chỉ có người tu đã có được linh hoàn mới có tư cách tu luyện. Sương tuyết dưới chính là một cái loại pháp thuật phòng ngự quần sáng. Là một công pháp thuộc tính thủy, tác dụng lớn nhất của nó cũng không phải phòng ngự, mà là suy yếu. Tất cả tiến các pháp thuật công kích, khi tiến vào trong xương tuyết giới đều bị suy yếu đi nhiều bởi vì khu vực linh hoàn là khu vực tuyệt đối năng lực phòng ngự của nó không kém như ba tầng phòng ngự kia không chỉ có như thế cho dù là người tu tiến vào khu vực này cũng sẽ chịu ảnh hưởng tuy nhiên đường kiếp nhìn chúng phương pháp này đến không phải là vì năng lực phòng ngự của nó mà là đặc tính che chắn pháp thuật của nó xương tuyết giới có tác dụng cực lớn trong việc cản trở các loại pháp thuật từ ngoài xâm nhập vào chỉ cần phát động nó sương mù sẽ tràn ngập linh hoàn Trừ người thi thuật thì người bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, lợi nhất là cận chiến quấn giết. Ngoài ra còn có một lợi thứ chính là ở trình độ nhất định có thể làm suy yếu động sát của hoàng viện. Phải biết rằng pháp thuật trong thiên hạ vốn là có tầng cấp cao thấp. Phương pháp dịch dung của Đường Kiếp, sở dĩ hùng mạnh không phải là bởi vì nó có thể biến hóa, mà là dùng các biện pháp bình thường không thể nhìn ra thủ đoạn biến hóa của nó. Trong tu tiên giới những người tu có thể biến thành hình dạng của người khác. Thật ra là nhiều không kể xiết, nhưng pháp thuật có thể nhìn thấu cũng rất nhiều, chỉ có biến hóa không bị nhìn thấu mới có ý nghĩa. Đường Kiếp đạt được pháp thuật này từ ảo ảnh yêu hồ thuật, mấu chốt nó là pháp thuật tầng cấp cao, không dễ dàng bị nhìn thấu. Đồng dạng đạo lý này, khi tạo thêm một tầng bảo hộ cho thuật pháp này, mặc dù là cấp bậc như Hoàng Việt cũng không thể nhìn thấu được, còn muốn nhìn thấu, khả năng phải là Thích Vô Niệm tự thân xuất mã. Trừ đại nguyên thần công của Vô Niệm đại nguyện chủ, chính là cặp thiên mục nổi danh nhất, có xương tuyết giới Đường Kiếp càng nắm chắc có thể đối phó được với Hoàng Viện. Chính vì như vậy, nên một khi Đường Kiếp đột phá, liền đóng cửa khổ tu xương tuyết giới, mỗi ngày vẫn dành chút thời gian ra ngoài, chủ yếu là vì thám thính tin tức. Dù vậy, Đường Kiếp cũng phải dùng 3 tháng mới nắm giữ được, hơn nữa còn do bản thể cũng giúp đỡ nghiên cứu mới thành. Đáng tiếc là do bản thể kiếp này không có khả năng xông lên thiên tâm, bởi vậy nên xương tuyết giới bản thể không thể học được. Trên thực tế theo về sau cảnh giới hai bên tăng lên, loại chuyện như thế này cũng sẽ càng ngày càng nhiều rất nhiều pháp thuật vốn là cần cảnh giới đạt tới trình độ nhất định tài mới có thể tu luyện càng lên cao càng là như thế làm cho người ta tiếc nuối chính là bản thể ngoại trừ khí lực hùng mạnh bên ngoài dường như sẽ không có bộ pháp môn nào có thể sử dụng cả điều này làm cho đường kiếp có vài phần tiếc nuối từ khi tấn công thành công thiên tâm thực lực của phân thân tăng vọt linh hoàn thân của hắn có thể chống đỡ tâm ma nhưng bản thể là kim cương thân thể trung kỳ đối mặt với hóa hồn vẫn khó địch như trước Suy xét đến tài nguyên bản thể chiếm dụng, công pháp tu luyện dường như không xứng với kế thừa. Tranh lệch ở tại bản thể chỉ có cậy mạnh, mà khuyết thiếu bộ pháp thuật vận dụng. Có lẽ phải tới tầng tiếp theo mới có thể giải quyết vấn đề này. Đường Kiếp không khỏi nghĩ vậy. Có lẽ ở tầng thứ 6 có thể tìm được biện pháp giải quyết vấn đề, mà thôi thực lực bản thể bây giờ cũng có thể mở ra tầng thứ 6 rồi. Về phần điểm mấu chốt mở ra tầng thứ 6, bản thể đã sớm tìm được, chính là ở trong thung lũng đó chỉ có điều hấp trải qua giáo huấn lần trước, bản thể vẫn không hề lỗ mãng nữa. Đáng tiếc bây giờ bản thể còn chưa thể quay về Chu Tiên Trận, việc này chỉ có thể chờ một thời gian rồi. Thời khắc này xương tuyết giới của hắn mới được thành lập, đang vui vẻ, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của tỷ nữ. Công tử, có chuyện gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Lúc ta tu luyện đừng tới quấy giày. Vâng, là Kim Công Tử đến đây. Tỷ nữ đứng bên ngoài run rẩy trả lời. Kim Công Tử, đường kiếp ngẩn người, Kim công tử nào cơ? Chính là Kim Ngọc Đường, Kim công tử, bằng hữu của ngài. Nghe thấy như thế, trong lòng Đường Kiếp cả kinh. Hắn cuối cùng nhớ ra Kim Ngọc Kim Đường này là ai rồi. Đi ra cửa, liền thấy trong hành lang có một đám người, cầm đầu một gã công tử trẻ tuổi quần áo hoa lệ, trong tay phe phẩy một chiếc quạt lông, đang ngồi ở vị trí đầu đại sảnh, vị trí của tiền anh thần, bên cạnh còn có lão quản gia, ngoài ra chính là 16 người trang phục đại hán. Nhìn kỹ, quản gia kia không nhìn ra nông sâu. Nhưng chỉ riêng 16 người trang phục đại hán ai, cũng là bậc khai thức cực hạn của con người, trở thành chân nhân, cho dù là tôi tớ cũng sẽ thoát ly thân phận người hầu. Nhìn thấy Đường Kiếp đi ra, công tử ngồi đầu vẫn chưa đứng dậy, ngược lại còn có phần không hài lòng nói: "Anh thần ngươi thật là làm cho ta đợi lâu quá." Đường Kiếp cười chào đón: "Kim thiếu sao lại có thời gian rảnh đến chỗ ta? Vừa rồi đang tu luyện, nhất thời chưa kịp nghênh đón, Kim thiếu chớ trách." Nói xong đã ngồi xuống bên cạnh, cứ như đó là chỗ nên ngồi trong đầu hắn đang không ngừng hiện lên tư liệu của Kim Ngọc Đường. Kim Ngọc Đường, con trai độc nhất của thú luyện môn huyết sát chân quân, linh hoàn chân nhân. Nói đến thân phận địa vị, Kim Ngọc Đường ở thú luyện môn cao hơn nữa tiền anh thần. Dù sao tiền anh thần là nghĩa tử, Kim Ngọc Đường mới thực là hậu nhân chân quân. Tuy nhiên nếu so với các hậu nhâu của các đại năng khác, Kim Ngọc Đường cũng là con ông cháu cha không hơn không kém. Hắn chính là loại người mọi người vẫn nhận thức, dựa vào oai của bậc cha chú mà hoành hành ngang ngược không chuyện ác nào không làm hậu nhân của đại nhân vật luôn được nhận sự giáo dục đẳng cấp nhất ưu tú nhất hưởng thụ hoàn cảnh tối ưu về phương diện khác tất bị khuất trong sự a dua nịnh hót khiến con người trầm mê khó phân biệt thật giả vì vậy hậu duệ của đại gia tộc thường có cá tính cực đoan hoặc là cực xuất sắc hoặc là cực mục nát kim ngọc đường chính là điển hình của mục nát nhân huyết sát chân quân chỉ có một đứa con này từ nhỏ yêu quý thời gian dài dần dưỡng y thành kẻ ngang ngược kiêu ngạo cá tính ương ngạnh sau khi tiền anh thần ở trở thành nghĩa tử của phong mục nguyên cảm giác sâu sắc căn cơ bạc nhược của mình trong đám hậu bối chân quân nên tìm cách lôi kéo xung quanh bao gồm cả kim ngọc đường tựa như hoàng việt hoa tiền anh thần ai cũng phải tự mình chắp nối mặc dù đây là tu tiên giới nhưng mạng lưới quan hệ vẫn có ý nghĩa phi phàm thời gian dài hai người này còn làm hảo hữu kim ngọc đường đột nhiên xuất hiện khiến đường kiếp cảm thấy bất ngờ quan trọng nhất kim ngọc đường là thân nhân của tiền anh thần tuy chưa chứng kiến năng lực nhưng hắn vô cùng hiểu tiền anh thần mỗi lời nói cử chỉ, thật không ai thấy có gì khả nghi. Đối với đường kiếp mà nói, địch nhân sinh nghi chính là lúc hắn bị bại lộ. Vì vậy, đối mặt với Kim Ngọc Đường đến, đường kiếp cũng phải thật cẩn thận, phân thân ở bên đón khách, bản thể liền đi ép hỏi tiền anh thần. Kim Ngọc Đường nói, còn có thể là vì sao? Không phải là vì ngươi yêu cầu trợ giúp sao? Trợ giúp? Đường kiếp ngây người. Ngươi nói ngươi là viện binh môn phái cử tới. Đường kiếp bị thân phận của tiền anh thần lẫn vào, vì để tránh khả nghi, không thể không nhờ thú luyện môn tiếp viện. Tiếp viện bao gồm nhân sự, cũng bao gồm vật tư, trong đó cũng có những người khác hứa hẹn vẫn cần phải thực hiện. Chuyện bút tích không cần lo lắng, bản thể bên kia đã bức tiền anh thần viết ra, sau dùng pháp thuật chuyển cho phân thân bên này là được rồi. Nhưng đường kiếp không ngờ thú luyện môn lại phái tên phá ra kim ngọc đường này tới. Chớ nhìn y là linh hoàn chân nhân, tất cả đều là do cha y không tiếc tiền vốn đắp vào người, chiến lực thực tế cạn bã, đến mức tùy tiện một khai thức trong phái có thể đánh y không dậy nổi. Thú luyện môn phái Kim Ngọc Đường tham dự việc này, cũng không tránh khỏi quá đùa nhau, chuyện này cũng không giống cách làm của thú luyện môn. Đương nhiên, theo góc độ của đường kiếp mà nói đây là chuyện tốt, bất quá hắn cảm giác chuyện không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Kim Ngọc Đường phe phẩy cây quạt nói. Cũng không hẳn. Môn phái đã cử ngạo xí hổ tới, chỉ là vừa lúc gần đây ta cũng không có việc gì. Nghe nói các ngươi ở đây gây bất lợi cho đường kiếp nên ta tới giúp đỡ thôi hóa ra lần này là ngạo sư huynh tiếp viện. Ngạo sĩ hồ này đường kiếp biết, y là nhị đệ tử của huyết sát chân quân, tâm ma chân nhân, là tinh anh chân chính của thú luyện môn, một thân thực lực mạnh hơn kim ngọc đường không biết bao nhiêu lần, phỏng chừng có thể song song cùng huyền trung tử. Rất hiển nhiên, phong bất trí chết đã khiến thú luyện môn tức giận, bởi vậy mới phái một người mạnh hơn tới. Bất quá y gặp phải kim ngọc đường phỏng chừng cũng gọi là bất đắc dĩ, đường kiếp có thể khẳng định, y cũng không phải do thú luyện môn phái ra mà làn nhân lúc ngạo xí hổ không để y lẻn tới. Chỉ không ngờ gã không hảo hảo đi hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt mà còn chạy tới đây, bắt đường kiếp. Đường kiếp cười nói, vậy không biết ngạo sư huynh hiện đang ở đâu? Y à, đang cùng tên nam lão ưng gì đó cùng nhau nói chuyện, nghiên cứu xem bắt giữ đường kiếp thế nào, ta tả hữu vô sự liền trước đến xem anh thần. Đợi khi nào có tin tức của đường kiếp, chúng ta liền đồng loạt ra tay bắt hắn. Nghe gã nói cứ như, bắt đường kiếp là một chuyện chỉ cần ba ngón tay nhón lại rất thoải mái, đơn giản chuyện này đường kiếp nhìn kim ngọc đường rồi ngừng đầu nhìn lão quản gia lão quản gia ho nhẹ một tiếng thiếu gia thông linh sơn phức tạp quỷ dị đường kiếp kia lại giảo hoạt việc này không dễ làm kim ngọc đường không nhịn được nói ta biết ta biết tuy nhiên giảo hoạt hơn nữa không phải còn có các ngươi ở đây sao chỉ cần bắt được đường kiếp đến lúc đó thiên hạ còn ai không biết đến đại danh của kim ngọc đường ta hừ đến lúc đó hồng hà tiên tử sẽ quỳ gối dưới chân ta ta xem nàng còn dám nói ta bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa nữa không? Đường Kiếp nghe mà trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này tới bắt mình vẫn là để nổi danh và tán gái à? lại nói danh tiếng hiện giờ của Đường Kiếp đích xác đáng giá trở thành mục tiêu của tên này, hắn giờ là nhân vật thú luyện môn truy nã, đứng top người trên bảng Tân Tú Vạn Tiên, nổi danh cùng đám vương tuyệt diệt. nếu nói là vì tài nguyên tu tiên để đối phó hắn, hắn thấy nhiều rồi, nhưng là vì nổi danh và tán gái mà đến, đây là lần đầu. Từ khi hắn tu tiên tới nay, tiếp xúc phần lớn là người có lý tưởng có khát vọng, có chí khí có năng lực đầy hứa hẹn, ít tiếp xúc với hạng người vô năng. Giờ gặp phải một tên, thật sự là có vài phần khó thích ứng. Một lúc lâu mới phản ứng lại, gương mặt tươi cười, "Có Kim thiếu ở đây, Đường Kiếp khó mà thoát khỏi." Kim Ngọc Đường bật cười ha ha, cơ bản là tên ngốc này cho tới giờ vẫn chưa nhận ra sự thật, chỉ riêng các tin đồn về Đường Kiếp, cũng có thể xác định đây là đối thủ không dễ đối phó, thế mà Kim Ngọc Đường không hề ngần ngại mà vẫn hợp lý hợp tình cho rằng mình đứng thứ nhất đường kiếp tất nhiên bó tay chịu trói nhìn nụ cười của kim ngọc đường đường kiếp đột nhiên nhận ra việc tên này tới đây đối với mình có lẽ là một cơ hội tốt mình có một đồng đội tốt vẫn hơn đối phương có một đồng đội như heo đây quả thực là ân điển trời ban kim ngọc đường đến trích xác khiến huyền hoàng hành cung gà bay chó sủa đường kiếp rất nhanh ý thức được vị này có thể năng lực gây sức ép thế nào bởi vì ngại huyền hoàng hành cung tiêu điều đơn sơ vị kim thiếu này trực tiếp tìm một hành cung khác rộng rãi hơn gã chém sạch cây cối trong phạm vi trăm trượng tổ hợp nên một cung điện pháp bảo ở trên đất bằng giám tạo ra một tòa cung điện so với hoàng cung còn khí thế hơn vô số lần từ đó về sau này người bạn nhỏ ngày ngày ở trong cung điện hành dâm thủ hạ của gã mỗi ngày đều phải ra vào núi tìm nữ nhân cho gã nam ngưng giang cực khổ thành lập đại trận phong núi vốn khó mà di động giờ vì gã mà gần như mỗi ngày đều phải mở ra một lần việc này gần như làm nam ngưng giang phát điên bởi vì nếu đường kiếp biết việc này hắn chỉ cần nắm chặt cơ hội phát động vận chuyển là có thể dễ dàng rời khỏi. Đến lúc đó không trung biển rộng, sẽ chẳng còn gì cản được đường kiếp nữa. Trên thực tế đường kiếp cũng biết, hắn chưa chạy là bởi vì hắn không muốn đi. Cuối cùng vẫn là khuyển vương Hà Trường An tự thân xuất mã, mới quát, được vị kim thiếu thôi ngay hành động coi khu linh sơn làm hậu hoa viên nhà mình. Chặt đứt nguồn bổ sung bên ngoài, vị kim thiếu liền tự mình ở ngọn núi tìm thú vui. Gã rất nhanh yêu thích mấy hoạt động săn thú. Đúng vậy, giữa bắt đầu săn thú săn yêu vật khi mỗi người trong thiên thần cung đều cẩn thận tận lực không đi thương tổn những tồn tại trong núi vị kim thiếu này lại công khai ở trong núi khai sơn tích thạch xây dựng rầm rộ đi chung quanh du săn không chỉ có thế gã còn lôi kéo đường kiếp đường kiếp sợ bại lộ mới đầu còn tận lực trốn tránh không gặp sau mới ý thức thằng nhãi này căn bản không đầu óc lấy chỉ số thông minh của gã căn bản không có khả năng biết tiền anh thần thật và giả có gì khác biệt cho dù có chú ý cũng sẽ không nghĩ tới đường kiếp thế nên hắn cũng không khách khí cùng vị kim thiếu này cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Người duy nhất phải cẩn thận chính là lão quản gia kia, lấy động sát của đường kiếp không ngờ chẳng nhìn ra cảnh giới của lão. Nhìn không ra nhưng có thể đoán được. Tâm ma kỳ là không thể nào giấu giếm được động sát của đường kiếp, lão quản gia này khẳng định không phải tử phủ, cho nên đường kiếp đoán hơn phân nửa lão là hóa hồn, hơn nữa là cao thủ hóa hồn tinh thông ẩn tàng bản thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính vì có người mạnh như vậy, huyết sát chân quân mới có thể yên tâm cho con mình chơi bời lêu lỏng. Ngoài ra, chính là ngạo Sĩ hổ. Thú luyện môn chân chính phái người giúp đỡ, ngạo Sĩ hổ là một kẻ khôn khéo, có khả năng. Người này thời trẻ xuất thân thợ săn, cực kỳ sở trường về truy bắt. Đây là nguyên nhân chính khiến thú luyện môn phái y tới thay thế phong bất trí. Người này tới đây, tổng cộng dẫn theo 60 danh thủ, trong đó có 5 linh hoàn chân nhân, 20 cuồng thú đường đệ tử, 30 võ giả hóa thú, 5 ngự thú sư, Quồng thú đệ tử tương đương với chiến đường phái Tẩy Nguyệt, thực lực chiến đấu dũng mãnh. Võ giả hóa thú thì là một loại võ sĩ cấp thấp, loại võ sĩ này chiến lực bình thường, tuy nhiên mỗi người đều nắm giữ năng lực hóa thú, một khi sử dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực trên phạm vi lớn, là một vật hy sinh tốt. Võ sĩ hy sinh trong lục đại phái, vật hy sinh của thú luyện môn là thực dụng nhất. Về phần ngự thú sư và vạn thú đồng tâm quyết khác nhau, chủ yếu là thông qua dược vật dụ dỗ và khống chế yêu vật có tác dụng cho mình khác đệ tử chính thức thú luyện môn năng lực ngự thú càng mạnh thì có thể khống chế số lượng càng nhiều không hạn chế tuy nhiên chất lượng lại có hạn đối với yêu vật trên khai trí không mấy tác dụng hóa thú võ giả và ngự thú sư tồn tại nhằm vào đậu binh của đường kiếp mà đến vài lần giao thủ đậu binh đã phát huy tác dụng cực kỳ rõ ràng dù thực lực thân thể vẫn yếu nhưng lợi dụng chúng nó hùng mạnh phối hợp đường kiếp luôn cách ly được đối thủ chế tạo cục diện tiêu diệt từng bộ phận đậu binh giết không nhiều tu giả nhưng cũng đã trở thành binh chủng chiến lược trong tay đường kiếp. Hóa thú võ giả và ngự thú sư dùng để đối phó binh chủng này, nhận nhiệm vụ cùng bọn chúng còn có thiên thần cung chấp dịch võ sĩ và kim giáp khôi lỗi. Đường kiếp một bên tính toán thực lực song phương, một bên lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Hắn cũng không nóng nảy. Bản thể còn đang huấn luyện hứa diệu nhiên tam nữ. Mỗi lần một ngày, thực lực hứa diệu nhiên nâng cao chia ra. Phân thân vẫn tiếp tục chạy qua chạy lại, thu hoạch tin tức, lừa gạt tài nguyên. Kim Ngọc Đường đi vào khiến Đường Kiếp có thêm đối tượng lừa gạt, làm con một của huyết sát chân quân. Tên này có không ít bảo bối. Ngoài ra, thú luyện môn trợ giúp vật tư cũng cho Đường Kiếp lợi ích, lợi dụng quan hệ đặc thù giữa hai môn phái, Đường Kiếp và Nam Ngưng Giang cùng có lợi ích. Trong ngoài cấu kết lặng lẽ tham ô một đám lại một đám vật tư. Thời gian dài Thiên Thần Cung và thú luyện môn chưa bắt được kẻ thù, nhưng người phụ trách bắt giữ lại mập lên trông thấy. Điều này làm cho Đường Kiếp không khỏi nhớ tới Nhiên Đại Lý, Hoàng đế vì xử trị lại bộ rõ ràng hủ bại, phái ra rất nhiều quan viên tuần sát. Kết quả không tra ra hủ bại, ngược lại còn làm tăng sâu mọt cho đế quốc. Tình huống trước mắt chẳng phải cũng đúng là như thế. đương nhiên loại sự tình này trung quy không kéo dài được, nhưng vẫn có thể khoái hoạt vài ngày ngắn ngủi. Hai tháng sau, hôm nay đường kiếp còn đang ở thanh u tiểu trúc tĩnh tu, tịch tàn ngân đến đây. Câu nói đầu tiên của y là: mặt trên phái tăng ba nghìn kim giáp. Ba nghìn kim giáp, đường kiếp giật mình kinh hãi. Khi nào? trong một tháng đường kiếp thở dài bút tích lớn như vậy thiên thần cung đã mất đi kiên nhẫn không thể đợi cho ba nghìn kim giáp đến nếu không ngươi không còn hy vọng tịch tản ngân nói xem ra đã tới lúc phát động kế hoạch đường kiếp nói trong mắt tịch tản ngân lóe lên ngươi xác định ta xác định đường kiếp khẳng định nói thực ra bí mật của đại sơn ta cũng cảm thấy rất hứng thú cứ việc đã lấy được quyền chiếu cố đại sơn nhưng đại sơn rốt cuộc là cái gì ý nghĩa từ đâu mà đến, đường kiếp vẫn như trước hoàn toàn không biết. Nếu có thể, hắn rất muốn hiểu thêm một ít. Chuyện như vậy, chỉ dựa vào mình hắn đương nhiên là không làm được, phải cần địch nhân hỗ trợ. Ba ngày sau, huyền hoàng hành cung, ngươi lặp lại lần nữa. Nam ngưng giang ngẩng đầu, trong mắt bắn ra tinh quang, nhìn thẳng chấp dịch võ sĩ đang quỷ trên đất. Chấp dịch võ sĩ lớn tiếng nói, ở vùng núi phía tây phát hiện có một bí địa, có dã thú tấn thăng làm yêu thú, khiến yêu thú tấn cấp và lại chỉ tại một ngày có thể hoàn thành hoài nghi bên trong có bí bảo có thể nâng cao thực lực yêu vật đã quan sát mấy ngày với gần trăm đối tượng cơ bản có thể xác định là thật hoài nghi yêu thú trong núi giết mãi không hết chính là do nguyên cớ này ánh mắt của nam ngưng giang lập tức co rút lại có thể làm cho dã dạ thú để thăng làm yêu thú khiến thực lực yêu thú tấn cấp bảo bối vậy cũng không phải bình thường ít nhất cũng phải là thần chân nói không chừng lại có liên quan tới bí mật của đại sơn nếu tin tức này để thú luyện môn biết được bọn họ nhất định sẽ phát cuồng từ từ thú luyện môn Nam Ngưng Giang đột nhiên cả kinh. "Thú luyện môn biết tin tức này chưa?" Chấp Dịch Võ Sĩ trả lời, "Lúc quan sát vẫn chưa chú ý phong tỏa tin tức, cũng không cố ý che giấu minh hữu của Thú luyện môn, cho nên bọn họ có phát hiện hay không tạm thời không thể biết, nhưng theo thuộc hạ phỏng đoán, cho dù hiện tại không biết, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra." Nam Ngưng Giang thở phào một cái, "Đã biết, ngươi đi xuống trước đi." Nhìn đó Chấp Dịch Võ Sĩ rời đi, Nam Ngưng Giang không ngừng đi lại trong phòng trong thời khắc mấu chốt này đột nhiên nhảy ra một tin tức như vậy điều này khiến y nhất thời không biết làm sao có thể khẳng định một khi thú luyện môn biết được việc này tuyệt đối sẽ không tiếc cái giá phải trả đi thăm dò nơi đó thú luyện môn thật sự rất cần bảo vật này nhưng thú luyện môn cần chả lẽ thiên thần cung không cần sao phải biết rằng thông khu linh sơn dù khó thế nào vẫn có thể khống chế cũng vẫn còn mạc khâu trên mặt đất nghĩ vậy nam ngưng giang đã vội vã ra khỏi phòng lập tức đi tới chỗ tu luyện khuyển vương sự việc quan trọng nam ngưng giang cũng không dám tự tiện làm chủ sau huyền hoàng hành cung có một gian tĩnh thất nam ngưng giang đi tới trước cửa đứng nghiêm lại không nói lời nào y biết mình đến không thể nào giấu giếm được khuyển vương hà trường an quả nhiên trong tĩnh thất truyền ra một thanh âm hùng hậu chuyện gì quấy dày nam ngưng giang lúc này mới đem chuyện võ sĩ phát hiện báo cho hà trường an trong tĩnh thất trầm mặc một lát mới nói là chỗ nào nam ngưng giang nói ra vị trí trong tĩnh thất lại trầm mặc lần nữa mới nói. Trung bộ à? Vâng. Nam ngưng giang lên tiếng trả lời. Nơi khiến dã thú đề thăng làm yêu thú chính là khu trung bộ khu thông Linh Sơn. Khu thông Linh Sơn, càng đi vào trong càng hung hiểm. Đừng thấy thiên thần cung truy bắt đường kiếp náo nhiệt. Trên thực tế nếu chia thông Linh Sơn thành ba bộ phận, như vậy bọn họ vẫn chưa rời khỏi ngoại bộ, thực chất mới đảo quanh vùng này. Bởi vì nơi này là nơi duy nhất bọn họ có thể xác nhận an toàn. Trung bộ cũng không dễ dàng đặt chân, đó cũng là lý do họ không bắt được Đường Kiếp, bởi vì mỗi lần Đường Kiếp gặp nguy hiểm sẽ chạy vào trung bộ, Thiên Thần cung cũng không dám liều mạng như Đường Kiếp, chỉ có thể ở bên ngoài chậm rãi tìm cơ hội. "Ngưng Giang, ngươi thấy thế nào?" Trong tĩnh thất truyền ra tiếng nói. Nam Ngưng Giang trả lời, "Chuyện bắt giữ Đường Kiếp đã kéo dài, không dám tiến vào trung bộ vẫn luôn là vấn đề của chúng ta. Nhưng nếu muốn bắt được, chúng ta cần phải mạo hiểm. Ta cảm thấy lần này là một cơ hội." Thú luyện môn biết nơi đó có khả năng tồn tại bảo bối bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng làm tiên phong cho chúng ta nhưng dù bọn họ đến bao nhiêu người chỉ cần chúng ta vẫn là chủ thì sẽ được lợi lớn còn đường kiếp thì sao sở dĩ phát hiện ra chỗ kia cũng là do chấp dịch võ sĩ tìm theo hành tung của đường kiếp dựa vào sự giả dối của đường kiếp sớm biết nơi đó kỳ quái nên mới không dễ dàng rời đi hành động lần này vừa lúc một công đôi việc vừa có thể tấn cấp bảo vật vừa có thể lùng bắt mục tiêu để chúng kết hợp một chỗ sẽ sinh ra lực hấp dẫn không thể nghi ngờ tĩnh thất yên lặng thật lâu sau khuyển vương mới lên tiếng nếu như vậy thì thử xem đi màn đêm buông xuống tin tức đến từ huyền hoàng hành cung cũng truyền ra trong thông linh sơn phát hiện tung tích đường kiếp đồng thời phát hiện bí địa có thể tấn cấp mọi người chuẩn bị xuất phát biết được tin tức này tinh thần quần chúng trong thú luyện môn dân cao mãnh liệt nhận được tin tức đường kiếp nói ngày quyết chiến tới rồi quyết sách một khi truyền đạt mệnh lệnh thì phải nhanh gọn dứt khoát, quyết đoán chấp hành. Theo lệnh của Nam Ngưng Giang, công việc của tất cả mọi người lưu bù lên. Trinh sát nhằm vào bí mật thung lũng tăng mạnh, diện tích tuyến phong tỏa lớn hơn trước đẩy, đồng thời toàn bộ vùng núi hoàn toàn bị khóa kín, bảo đảm khi thiên thần cung vào núi, đường kiếp sẽ không trốn ra sau lưng họ chạy. Bốn phía cùng hành động, một đội ngũ được lựa chọn kỹ càng cũng dần dần thành hình. Cầm đầu đúng là khuyển vương Hà Trường An. Chuyện trọng đại như thế, y không có lý do gì mà không tự thân xuất mã đây cũng là lần đầu đường kiếp nhìn thấy bản nhân của hà trường an đó là một đại hán có diện mạo xa lạ thân hình cao lớn hai mắt hơi lõm thoạt nhìn không có gì uy thế ngược lại giống như anh nông dân trung thực nếu không phải huyền trung tử đứng ở bên cạnh y không dám thở mạnh đường kiếp còn thực không dám xác định đây là khuyển vương hà trường an luận cảnh giới huyền trung tử và hà trường an không có gì khác nhau đều là hóa hồn cảnh đỉnh cao nhưng luận thực lực một hà trường an nhưng có thể đánh bại vô số huyền trung tử người đứng đầu là biểu hiện cho thực lực, đại biểu cho cảnh giới cực hạn, tranh lệch đó giống như vương tuyệt diệt chưa lên thiên tâm với đường kiếp ở vẫn đang thoát phàm. Kế sau Hà Trường An là huyền trung tử và nam ngưng giang chia làm hai bên. Bên huyền trung tử là ba vị tâm ma chân nhân kim ngân nhị lão, Lý Tùng cùng với Hoàng Việt, Minh Dạ Trân, Hư Minh Nguyệt, Lương chân Nhân, Lăng Thiên. Bên nam ngưng giang là lão tam chu phương hoa, lão thất, lão cửu và lão thập. Ngoài ra còn có hai gã chiến tướng điệp huyết đường, và 50 tên điệp huyết đường tinh nhuệ. Bên kia còn lại là thú luyện môn ngạo xí hổ, tiền anh thần, bọn họ gần như tất cả mọi người cùng xuất động. Lúc này Nam Ngưng Giang đang nói chuyện với tịch tàn ngân. Tiểu thập nhị, lần thám hiểm này ý nghĩa trọng đại, nếu có chút thành tựu, cũng có thể để thú luyện môn tìm kiếm trọng bảo, bù lại cho bọn họ vạn thú viên đã mất. Nhưng phải đề phòng đường kiếp, ngươi và thập nhất đệ ở đây, mặt khác còn có phương an kỳ chân nhân, 200 đệ tử bách điệp huyết, 500 chấp dịch võ sĩ, tám trăm kim giáp đều giao cho ngươi chỉ huy ta không cầu ngươi bắt được đường kiếp chỉ cần ngươi cam đoan trong khoảng thời gian này sẽ không để cho hắn chạy ra khỏi núi là được tịch tàn ngân từ hư vô hiện hình lộ ra một gương mặt thanh xuân y cười nhìn nam ngưng giang yên tâm đi đại ca đường kiếp tuyệt đối không chạy ra khỏi núi lớn nhìn tịch tàn ngân nghiêm túc nam ngưng giang gật gật đầu thiên biến khi tịch tàn ngân đâm ra một kiếm kia đã đâm tới rất nhiều nghi ngờ trong lòng nam ngưng giang nhưng chẳng biết tại sao về tịch tàn ngân y vẫn thấy lo lắng như cũ. Mỗi khi nhìn thấy tịch tàn ngân, trong nội tâm y sẽ có một chút cảm giác không thoải mái, giống như người có thể nhận ra một thích khách đứng sau lưng, bởi vì ý nghĩa an toàn của người đã bị uy hiếp. Cho nên y lựa chọn để tịch tàn ngân ở bên ngoài, vào thời khắc có giá trị trọng đại này, y không hy vọng xảy ra chuyện bất ngờ. Vậy là tốt rồi. Nam ngưng giang vỗ vỗ bờ vai y. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu. Này, này, các ngươi muốn đi đâu vậy? vì sao không mang ta theo? Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Kim Ngọc Đường đang đi tới, theo sau còn có lão quản gia, 16 tu giả thủ hộ cùng một đoàn gia tộc võ sĩ. Nhìn thấy Kim Ngọc Đường xuất hiện, gương mặt ngạo Sĩ hồ lập tức đen lại, y trầm giọng nói. Sao tên đó lại nhận được tin tức? Chuyện thăm dò bí địa quá quan trọng nên khi ngạo Sĩ hồ biết được, mệnh lệnh đầu tiên là phong tỏa tin tức với Kim Ngọc Đường. Y cũng không hy vọng tên Kim Ngọc Đường ngu xuẩn đi ra phá hoại chuyện quan trọng này. Nhưng ngoài dự đoán, Kim Ngọc Đường lại nhận được tin tức chạy tới. Ngạo sĩ hồ nhìn quanh, mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không phải mình. Duy có đường kiếp ở một bên vụng trộm mỉm cười. Kim Ngọc Đường đã chạy tới, vừa chạy vừa mắng. Hay lắm ngạo sĩ hồ, đi bí địa tầm bảo không gọi ta, muốn một người độc chiếm đại công sao. Ngạo sĩ hồ tức muốn hộc máu, ngoài mặt lại chỉ có thể cười cười nói. Kim Thiếu nói vậy là sao? Bí địa có trọng bảo không còn chưa xác định, chúng ta chỉ là đi thăm dò trước, nếu chẳng may bên trong không có gì, chẳng phải ngươi đi phí công sao. Ngươi đừng có lừa ta. Kim Ngọc Đường nói. Nếu như chưa xác định, cần người nhiều đi như vậy sao? Ta mặc kệ, việc này ta cũng muốn tham gia. Ngạo sĩ hồ biết một khi thằng nhãi này hứng chí thì chín con rồng, cũng chẳng kéo lại được, chỉ có thể cười khổ nói. Chuyện này ta cũng không làm chủ được. Nói xong ánh mắt quét về phía Hà Trường An cách đó không xa. Y hy vọng Hà Trường An cự tuyệt. Không ngờ Hà Trường An nhìn qua, ánh mắt dừng trên người lão quản gia một lúc mới nói. Có thêm mấy người trợ giúp cũng tốt. Xong đời. Ngạo sĩ hồ hoàn toàn tuyệt vọng. Dù sao Hà Trường An cũng là đại nhân vật, lão cho rằng mình có thể khống chế ở Kim Ngọc Đường. Bởi vậy vị Kim Thiếu này cũng không thể tạo thành phiền toái gì, nhưng lão nhìn thấy người bên Kim Ngọc Đường là người giỏi. Nhưng ngạo sĩ hồ biết, chuyện này có thể hỏng bét tới mức nào. Người này đáng sợ nhất không phải vũ lực của gã, mà là bọn họ không biết khi nào những ý tưởng khủng bố của gã đột phát. Nhưng những lời này y không thể nói với Hà Trường An, chỉ có thể phẫn nộ gật đầu, đồng thời nhìn trời mong Kim Ngọc Đường sẽ không lôi mình ra làm trò cười. Về phần phân công cho Kim Ngọc Đường, y cũng không ngại gã chỉ là con trích trẻ thổi ba hoa, thú luyện môn cũng không ai tin thằng nhãi này có thể làm được chuyện gì đứng đắn. Gã không cản trở người khác đã là cống hiến lớn nhất. Nhìn ngạo xí hồ tuyệt vọng, đường kiếp nói. Nếu không, ta đi bảo hộ Kim Thiếu. Như thế phải kính nhờ tiền công tử rồi. Nhìn đường kiếp, Ngạo xí hổ lộ vẻ cảm kích. Đây là một vùng núi cố u tĩnh. Nó tồn tại ở thế giới này kỳ thật không quá nửa năm, là sau lần thiên biến đó mới xuất hiện. Hai bên là núi cao vút trong mây, thẳng đứng ngàn mét, hùng vĩ hiểm trở, trong thung lũng cỏ xanh che phủ, thoạt nhìn phong cảnh không tồi. Một con chuồn bạc từ trong thung lũng chậm rãi bước ra, ánh mắt rảo hoạt chuyển động xung quanh, trong lúc sông ra ngoài, tứ chảo mang theo phong vân, đạp trên cỏ xanh bay vút mà đi, trong nháy mắt biến mất vô tung. Nó cũng không phát hiện, ở cách đó không xa, có một đám người đang chú ý nó. Chân chuồn bạc có cành tơ hồng, là người của chúng ta buộc lên. Ba ngày trước nó vẫn chỉ là một con hồ ly bình thường, nhưng bây giờ đã là thông linh trung phẩm. Nam Ngưng Giang nói. Ánh mắt đang nhìn theo chuồn bạc thu hồi lại, một lần nữa dừng ở trong thung lũng, gương mặt Hà Trường An không còn tới nửa điểm giản dị. Nếu như thế, vậy còn chờ gì nữa? Nhập cốc. Đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng vào trong cốc, thú luyện môn tu giả hóa thú đi đầu. Thung lũng rất lớn đi thẳng một đường trước mắt là một khoảng rộng bừng sáng trước mắt là một biển hoa bốn phía nở đầy loài hoa dại không rõ tên trong không khí chuyển tới thơm hương biển hoa kéo dài vô biên vô hạn như kéo tận vào sâu trong thung lũng để tiện đi tới phía trước mọi người đều treo mình lên không trung thong thả bay trên biển hoa bọn họ không dám bay quá cao nhưng tà tà lướt qua vẫn không có vấn đề gì một đường đang bay đột nhiên trong biển hoa bùng lên một đạo hắc ảnh đâm vào một gã tu giả hóa thú tu giả kia lập tức phát ra một tiếng ngao thống khổ đã xảy ra chuyện gì kim ngọc đường đang mải ngắm hoa nhất thời không chú ý hỏi không có gì chỉ là đột nhiên có một con rắn chạy đến đường kiếp trả lời hắn và kim ngọc đường bay sau thú luyện môn nên thấy rõ ràng chiêu tập kích vừa rồi chỉ do một con rắn hoa gây nên nó chỉ cắn một chút tu giả hóa thú đã đứt hơi nhưng ngay sau đó chỉ thấy tu giả kia sưng phồng lên trở thành dữ tợn khủng bố mấy tu giả bị dọa lớn tiếng kêu to Ngạo sĩ hồ hai mắt lóe điện quang bay vút tới đưa một viên thuốc cho tu giả kia. Y không để ý tính mạng của gã, y chỉ muốn biết rắn độc này có bao nhiêu lợi hại. Chỉ thấy người kia nuốt giải độc hoàn vào, mà tổn thương ở chân vẫn sưng to không thể khống chế. Dưới độc khí công tâm, cả khuôn mặt bắt đầu phủ thủng, toàn thân nổi gân xanh như có thứ gì đang vặn vẹo dưới da khiến người xem hoảng sợ. Ngạo sư cứu ta, tu giả kia thê thanh hô. Ngạo sĩ hồ không hề để ý, chỉ lui ra sau vài bước đạp lên vùng không trung phía sau như đất bằng tu giả kia kêu thảm đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụ máu độc không thể tiếp tục duy trì tư thế bay mà rơi vào biển hoa ngay sau đó không biết từ đâu xuất hiện một kiến đàn đỏ trong nháy mắt cắn nuốt tu giả kia chúng nó hoàn toàn không quan tâm tới kịch độc khiến ra đầu mọi người tê dại trong tiếng gặm nuốt chỉ còn lại một cỗ hài cốt chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn hài cốt đã lộ màu xám đen có thể thấy độc tính vô cùng mãnh liệt ngạo Sĩ hồ hít một hơi lạnh y quay đầu lại quát cẩn thận nơi đây rất quỷ dị quỷ dị đường kiếp và hà trường an lúc này lại đồng thời gật đầu nói ra cùng một câu quỷ dị là tốt rồi trọng bảo trong trốn phàm trần sao lại không có phòng hộ chứ có quỷ dị có phục kích có nghĩa nơi đây không hề tầm thường lúc này hà trường an đã hơi ngẩng đầu lên nói tiếp tục đi chớ để chỉ hoãn tốc độ đột nhiên nhanh hơn thung lũng này làm người ta quá kinh ngạc một đường bay mãi chưa thấy điểm cuối nhưng càng đi vào trong, nguy hiểm càng nhiều. Mới đầu là rắn độc, sau đó là vô số độc trùng từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Đám độc trùng này không rõ tên, chỉ thấy một đám to như nắm tay, cái miệng sắc bén như dao găm, mang theo lam quang lấp lánh. Một gã tu giả hóa thú không cẩn thận bị độc trùng trích, đã rất nhanh hóa thành nước mù, cho dù ngạo sĩ hồ dùng thuốc giải độc tốt nhất cũng không thể cứu sống mạng của gã. Điều này làm mọi người kinh hãi, cả đám đều mở vòng bảo hộ ra bay mùi hoa cũng càng ngày càng đậm mọi người dần cảm giác trong biển hoa này bọn họ dần lạc mất phương hướng có cảm giác lạc đường thiên vương chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio nam ngưng giang kêu lên ta biết hà trường an ngẩng đầu nhìn không trung đây là một trận pháp có thể thác loạn thời không trận pháp có thể thác loạn thời không nam ngưng giang cả kinh thế nào lại là trận pháp núi lớn thông linh có thể lý giải núi lớn có ý chí cũng không thành vấn đề nhưng khi nào thì núi lớn có thể tự mình bày trận rồi chẳng lẽ nơi này không có quan hệ với núi lớn là có người khác sắp đặt chẳng lẽ là đường kiếp ngay lúc nam ngưng giang khiếp sợ tự hỏi hà trường an lại nói một trận pháp tồn tại cực kỳ lâu đời mang theo mãng hoang và hơi thở tang thương từ thời xa xưa cái gì nam ngưng giang ngạc nhiên hà trường an nói vậy hoàn toàn hủy bỏ đây là âm mưu của đường kiếp hà trường an lại nói không cần lo lắng nó tồn tại quá lâu hiện giờ cơ bản đã hoang phế còn sót lại một chút uy năng đó là thác loạn thời không chỉ cần chúng ta bay thẳng rất nhanh có thể phá vỡ trận này ta nói có sai không lăng đại sư hư cô nương trận đạo đại sư lăng thiên bắt đầu cười ha hà không hổ là hà thiên vương không thể tưởng được lại có lý giải sâu sắc như vậy với trận đạo đúng vậy trận này đích xác là thượng cổ đại trận chỉ có điều niên đại đã quá lâu sớm mất đi hiệu lực chẳng lẽ trong núi lớn này vẫn tồn tại bí cảnh mọi người nghe xong trong mắt xuất hiện sự hưng phấn tê hà giới như một cái mỏ bị khai thác bất kể gì chỉ thái cổ thượng cổ hay cận cổ đã sớm bị nhóm hậu nhân tham lam điên cuồng đào bới tận cùng không còn tìm nổi chút lợi ích nào thế nên mọi người mới coi trọng như vậy một binh chủ bí cảnh cũng làm thiên thần cung trên đuổi tận còn xuống bích lạc hoàng tuyền để tìm không ngờ hôm nay lại đột nhiên có tin tức về bí cảnh khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc làm sao lại như vậy nam ngưng giang nói trong cùng trước kia không phải đã điều tra nơi đây sao không phát hiện ra điều gì lần đó nói là tìm kiếm thực chất là bị vây có thể phát hiện cái gì hà trường an nói lần này có lẽ là do thiên biến thiên biến nghe từ này mọi người cùng dùng mình trận kịch biến nửa năm trước khiến thiên thần cung hoàn toàn mất đi cơ hội bắt giữ đường kiếp cũng làm cho bọn họ chân chính thấy được uy lực của thiên địa lĩnh giáo sự khủng bố của núi lớn thế cho một thời gian rất lâu bọn họ cũng không nguyện hồi tưởng lại trận chiến ấy nhưng hôm nay hà trường an lại lần nữa nhắc tới cho mọi người một đáp án mới chẳng lẽ nói bí cảnh từng nằm trong lòng đất lại vì thiên địa kịch biến mà dâng lên minh dạ chân nói nhỏ có lẽ núi lớn thay đổi cũng do liên quan tới chuyện này lại có người nói thật sự là rất thú vị chúng ta truy tìm đường kiếp không phải vì mong đạt được bí cảnh sao không ngờ ngay dưới mắt chúng ta cũng có một hư minh nguyệt cười lạnh nói mọi người nhất thời không nói gì. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến thông linh sơn vẫn còn bí mật như vậy. Tuy nhiên năm đó thiên thần cung tụ tập vô số tử phủ đại năng và chân nhân, cũng không đào được một góc bí mật, giờ góc nhỏ lại tự động lộ ra, mọi người đồng thời phấn chấn hẳn lên. Đây chính là kỳ duyên có một không hai. Còn chờ cái gì? Sông lên. Có người khẽ nói. Biển hoa tập kích không ngăn được lòng người tham lam, mọi người đã ra tốc bay về phía trước. Như Hà Trường An nói, thượng cổ đại trận đã sắp tan, ngoại trừ khả năng điên đảo thời không khiến phương vị của mọi người chịu ảnh hưởng cảm giác về thời gian hơi mơ hồ thì không còn tác dụng gì mà độc trùng trong biển hoa độc tính dù mãnh liệt nhưng công kích lại bình thường mọi người dơ cao vòng bảo hộ tuyệt đại đa số độc trùng không thể tiếp tục uy hiếp được bọn họ duy có số ít tu giả hóa thú không vòng bảo hộ bị tập kích đều tử mệnh tại chỗ khi thật những người kia mà có tâm bảo hộ số tu giả hóa thú sẽ không chết nhiều tới vậy chỉ có điều tu giả hóa thú vốn làm vật hy sinh để dò đường mọi người sao chịu vì bọn họ mà mạo hiểm. Mạng người lúc này không còn đáng giá, trong mắt chỉ có dục vọng và tài nguyên. Rốt cục, bay không biết bao lâu, bọn họ ra khỏi phạm vi đại trận bao phủ. Biển hoa biến mất, trước mắt rõ ràng là một cung điện khổng lồ. Đúng vậy, cung điện. Một nửa cung điện khổng lồ chôn dưới đất. Năm tháng che khuất địa cung thành màu xám xịt, nhưng không thể che hết thương cảm từ thời thái cổ mênh mông. Cửa cung bị sập, cột cung điện bị gãy chỉ che lại có một nửa thành cung khắp nơi đều tràn ngập khí tức cổ xưa. Phù văn tinh mỹ dày đặc mỗi ngõ ngách cung điện, chỗ trụ vách tường bị gãy thì lóe ra màu vàng kỳ dị. Tinh ngân thạch, tử diệu kim, lan thương ngọc. Ôi trời ơi! Người có kiến thức rộng rãi đã kinh hô lên. Tất cả đều là tài liệu hy hữu. Toàn bộ địa cung không ngờ đều dùng tài liệu hy hữu tạo ra, có những tài liệu bọn họ từng gặp qua, có những thứ thậm chí còn chưa bao giờ thấy qua. Có người hưng phấn đến quên hết tất cả, xông lên lao tới vách tường cung điện như khối sao Xa mắt hà trường an lóe thần quang nhưng cuối cùng không hề nói gì ngược lại là nam ngưng giang ý thức không ổn quát lên cẩn thận ngay sau đó chỉ thấy người kia nổ ầm một tiếng vỡ vụn thành vô số khối thịt hà trường an lúc này mới gửi nhẹ một tiếng tự tìm đường chết địa cung tít mãi bên ngoài cũng có đại trận bên trong sao có thể không có phòng ngự hơn nữa càng là trung tâm càng trọng yếu bên ngoài đại trận đã không bỏ qua pháp trận bên trong còn phải hoàn hảo hơn nhiều người này có khi nào đi thử phá hủy thành cung cái này gọi là công kích phải không không gặp phản kích là mới có quỷ không phải tự tìm đường chết vậy là cái gì vừa nhìn ánh mắt của hà trường an đã dừng ở góc thành cung nơi đó có một tòa lầu nhỏ nửa thân lầu sáp nhập vào trong vách núi duy chỉ có cửa chính lầu nhỏ lộ ra ngoài ngoài cửa có một hắc ngọc vòi rồng đang phun ra dòng nước suối màu trắng nước rơi xuống dưới tạo thành một đầm nước nhỏ trong đầm nước không có chỗ để đi, nhưng bất kể nước bên trên đổ xuống bao nhiêu, bên dưới cũng sẽ không đầy. Một con gấu nhỏ ghé vào đầm uống nước. Rất nhanh, cơ thể nó tỏa ra hào quang. Tia sáng này không lớn, nhưng rơi vào mắt mọi người lại gây xôn xao. Thành yêu, con gấu con kia thành yêu rồi. Cái vòi rồng kia, là cái vòi rồng, nó phun ra nước có thể để thăng dã thú thành yêu thú. Có đệ tử của thú luyện môn hưng phấn chỉ vào hắc ngọc vòi rồng. Dừng lại. Ngạo sĩ hổ quát: các ngươi đã quên vừa rồi người nọ chết như thế nào sao? Đệ tử thú luyện môn đang hưng phấn tỉnh táo lại, chỉ là vẫn tham lam nhìn chằm chằm vào hắc ngọc vòi rồng. Không phải đầu rồng. Lúc đó, đường kiếp đột nhiên nói. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Tiền huynh có ý gì? Ngạo xí hổ hỏi. Đường kiếp cũng không để ý đến y, chỉ là tiếp tục xem địa cung. Một hồi lâu, hắn mới nói. Đi tiểu cần dùng đến lão nhị, nhưng nó là duy nhất sao? so sánh mặc dù thô tục đạo lý lại rất đơn giản mọi người đều hiểu ra rất hiển nhiên này chất lỏng không phải vòi rồng hắc ngọc không phải lực lượng đầu rồng mà là của cả địa cung kia rốt cuộc là cái gì có người khó hiểu tuần hoàn lần này là lăng thiên bắt đầu trả lời vị này là lão nhân từng xông vào nhiều trận đạo trong mắt lóe ra thần thái khác thường tuần hoàn tẩm bổ năng lượng nguồn suối giống như máu trong cơ thể con người chảy xuôi để cung ứng lực lượng cho toàn bộ pháp trận giữ gìn pháp trận vận chuyển địa cung tồn tại ngươi nói thứ để thăng giã thành yêu thú chỉ là một loại tài liệu dùng để duy trì pháp trận có người quả thực không thể tin được lỗ tai mình đúng vậy lăng thiên bắt đầu giống to cái linh dịch chó má kia căn bản không quan trọng thậm chí ngay cả cung điện này cũng không quan trọng các ngươi vẫn chưa rõ sao trong cung điện mới là bảo bối thần chân thậm chí còn có đạo binh chân chính tất cả mọi người rung động Nam Ngưng Giang thì thào tự nói. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Rốt cuộc phải là dạng gì mới phô trương một cách rung động? Mặc dù là tiên cảnh, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua có tiên cảnh nào phô trương kinh người như thế. Hà Trường An gắt gao nhìn chăm chú vào địa cung khổng lồ trước mắt, một lúc lâu sau mới thì thào. Vạn giới vương đình. Đây là mảnh vỡ vạn giới vương đình. Mảnh vỡ vạn giới vương đình. Nghe thấy, chúng nhân đều kinh hãi. Có người nói, vạn giới vương đình có thật sự tồn tại không? nó đương nhiên tồn tại trước mắt chúng ta không phải sao đường kiếp không kìm nổi lớn tiếng nói một khắc này trong đầu xuất hiện một bức họa diện đó là trong biển sao có một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất đang cầm búa giống to một điện ngọc tinh xảo treo trên không trung phóng ra vô số thiên binh thiên tướng hắn nhìn thấy người khổng lồ huy động dìu chiến đánh xuống nhìn thấy một búa oai hùng đánh sập tòa nhà quỳnh các vỡ vụn trong công kích cuồng bạo khu kiến trúc lớn hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về các nơi bay đi trong không gian mờ ảo, hắn nhìn thấy một góc kiến trúc hoàn toàn tương tự cảnh mình chứng kiến lúc này. Binh chủ. Mọi thứ ở đây tuyệt đối có mối liên hệ lớn với binh chủ, đường kiếp gần như có thể xác định. Những thứ đã phát sinh không thể kiểm chứng, nhưng hiện tại, qua thời gian đống hoang tàn lại lộ ra cho họ thấy một góc thần bí. Ngay cả huyền trung tử cũng không nhịn được nói. Đây là mảnh vỡ vạn giới vương đình. Thật không ngờ cuộc đời này ta vẫn có thể chờ được kỳ ngộ này. Ngạo sĩ hồ sắc mặt biến hóa nói, nơi đây ứng với thiên thần cung, tất cả mọi thứ đều thuộc về thiên thần cung. Thú luyện môn chỉ có lấy bảo vật nâng cao thực lực yêu thú, những thứ khác tuyệt không mơ ước. Đường kiếp có chút thưởng thức nhìn ngạo xí hồ. Người này có phần thức thời, vừa nghe là mảnh vỡ vạn giới vương đình liền tỏ thái độ không cần đồ vật bên trong. Nếu không cho dù hai phái đã đồng minh, chỉ sợ Hà Trường An, vì bảo đảm độc chiếm sẽ nổi sát ý giết chết từng tên thú luyện môn. Anh em ruột còn vì tài sản tự giết lẫn nhau, huống chi là đồng minh. Nếu y nói dài dòng gì đó, Hà Trường An chưa chắc đã tin, bởi vậy cứ từ thủ ước nguyện ban đầu, chỉ cần có bảo vật có thể nâng cao thực lực yêu vật là được rồi. Nếu Hà Trường An được lợi lớn mà nói, cũng chưa chắc đã sau đó chút lợi nhỏ đó với y, Kim Ngọc Đường cảm thấy bất mãn. Như vậy sao được, tốt xấu gì cũng là cùng nhau thăm dò, dựa vào cái gì chúng ta không lấy. Đường kiếp đẩy y một cái. Hà Thiên Vương sẽ tự biết xử lý, tín nhiệm Thiên Vương là được. Hơn nữa, có bảo bối gì cũng phải vào địa cung mới biết vạn giới vương đình tuy chỉ là mảnh vỡ nhưng trận pháp vẫn bảo tồn như cũ bởi vậy có thể thấy được trong cung còn có cơ quan hiểm yếu cần từng bước lưu tâm dù là bảo bối gì cũng phải còn sống mới có thể hưởng thụ lời này cũng là nhắc nhở mọi người bây giờ vẫn chưa tới lúc đắc ý hà trường an cũng không do dự gật đầu nói anh thần nói không sai rốt cuộc nên xử lý như thế nào cuối cùng phải đợi hoàn toàn khai quật hết mới quyết định được mặc kệ trong đó có bao nhiêu bảo vật thì cũng phải đợi sau khi tiến vào mới có thể định đoạt địa cung có một cái cửa chính, phía sau cửa có thể nhìn thấy một cầu thang dẫn xuống dưới. Lăng Thiên Khải đặc biệt thử qua, xác nhận cửa cung không có cơ quan, chỉ cần men theo cầu thang đi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mảnh vỡ vương đình khác với binh chủ bí cảnh, binh chủ bí cảnh là binh chủ trước khi qua đời tự tay bố trí, vì vậy các mặt suy xét chu đáo, vạn năm qua mà không ai có thể phá. Mảnh vỡ vương đình cũng do binh chủ năm đó dùng một búa đạp nát, tất cả pháp trận cũng theo đó vỡ vụn, uy lực giảm đi nhiều, bởi vậy không tồn tại đầy đủ hệ thống phòng ngự, thế nên thành cung không thể chạm tới nhưng cửa cung lại có thể ra vào dễ dàng. Xét bản chất, mảnh vỡ vương đình là một nơi không có phòng bị, nếu không phải chôn sâu trong đất và núi lớn thủ hộ, thì chỉ e đã sớm bị người phát hiện. Vẫn là vũ giả làm vật hy sinh mở đường, đoàn người nối đuôi nhau tiến vào. Cầu thang rất dài, có lẽ do chôn trong đất nhiều năm, bên trong bám đầy bụi bẩn. Khi người cuối cùng tiến vào, cửa cung kéo kẹt đóng lại, trong không gian u ám chợt truyền đến một tiếng vang lớn dọa mọi người nhảy dựng đi qua cầu thang hiện lên trước mắt rõ ràng là một mê cung bốn phương là những nhánh đường khiến người ta không rõ phương hướng kỳ quái đây là chỗ nào có người gãy đầu nói vạn giới vương đỉnh rốt cuộc là cái dạng gì ai cũng chưa từng thấy qua mà ngay cả Hà Trường An cũng nhờ từng đọc qua sách cổ xem qua một ít về vạn giới vương đỉnh mới đoán được nhận nơi đây là vạn giới vương đỉnh còn tình huống bên trong thì hoàn toàn không biết gì cả vì sao vạn giới vương đình lại có mê cung, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Hà Trường An nói, mọi người cẩn thận, nơi đây chôn sâu vạn năm, ai cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống gì, đi đường không được sơ xuất. Nói xong đã cho vũ giả hóa thú tiếp tục dò đường. Vài tên hóa thú đi trước đội ngũ, dọc theo đường đi chỉ nghe thấy tiếng bước chân sàn sạt. Trong lúc đó, phía trước có vài tên hóa thú dừng bước lại. Đã xảy ra chuyện gì? Ngạo sĩ hổ hỏi. Phía trước dường như có thứ gì đó. Một gã hóa thú nơm nớp lo sợ trả lời. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy khu vực hắc ám cách đó không xa mơ hồ có một màn xương đen phập phồng. Trong màn xương đen như còn có đồ vật gì đó đang bắt đầu khởi động, nhưng Thủy chung không ra khỏi phạm vi màn xương đen. Ngạo sĩ hổ nhíu mày, chỉ vào một gã hóa thú nói. Ngươi, đi xem thế nào? Vũ giả hóa thú bị hù mặt như màu đất, tuy nhiên y cũng biết đây chính là vận mệnh của họ. Thời khắc này chỉ có thể kiên trì, gầm nhẹ một tiếng, phát động toàn bộ năng lực hóa thú toàn thân phủ thêm từng tầng lân giáp màu đen lúc này mới nhanh hướng sương mù màu đen đi tới lúc sắp tiếp cận màn xương đen trong lúc đó thân thể cứng đờ như có đồ vật gì đó kéo y bắn về phía màn xương đen nháy mắt bị màn xương đen nuốt hết ngay sau đó trong sương mù truyền ra tiếng vũ giả kinh hãi gào rú cứu ta chỉ giống lên hai tiếng thanh âm này đã hoàn toàn biến mất mọi người đồng thời kinh hãi ngay sau đó chỉ thấy hà trường an đột ngột hiện ra trước đội ngũ tiện tay bắt lấy vỗ vào một gã vũ giả hóa thú khiến người y hiện lên một quầng sáng kim hoàn thủ hộ đại uy đức phương pháp này khả năng thủ hộ rất mạnh không kém thiên thần bất diệt thể hà trường an cũng tiện tay thi triển nhẹ nhàng xử lý hơn nữa còn tác động tới một tên vô danh tiểu tốt ngay sau y đã tung tên vũ giả hóa thú kia ra vũ giả lại lần nữa bị màn xương đen cắn nuốt lần này y hôi nhiều thêm mấy tiếng nhưng cũng không thoát nạn tử vong sắc mặt của hà trường an trở nên khó coi là hắc sát ma Thông qua thủ hộ Kim Hoàn, ý đã xác nhận đồ vật bên trong. Sát ma. Nghe thế tất cả mọi người giật mình. Sát ma chính là yêu ma sinh ra từ sát khí, rất khủng bố. Tây Hà giới lần đầu tiếp xúc sát ma chính là lần Hồng Mông giới xâm lấn, đó là nơi yêu ma tập trung, các loại ma vật nhiều đếm không xuể, sát ma chính là một trong số đó. Sát ma ham mê máu thịt, là ma vật hung ác tàn bạo nhất, khi gặp sát ma đều là chiến đấu ngươi chết ta sống, hoàn toàn không có khả năng thỏa hiệp chỉ có điều trong vạn giới vương đình sao lại có có sát ma. Hư Minh Nguyệt sắc mặt âm trầm nói, nơi này nhất định đã chết rất nhiều người. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hiểu. Sát khí không phải tự nhiên sinh ra, có những người lòng mang oán khí, rất dễ ngưng tụ thành sát khí. Không có ai biết vạn giới vương đình năm đó bị giết như thế nào, nhưng là có thể khẳng định nó quyết không biến mất, mảnh vỡ chính là bằng chứng tốt nhất. Mà khối mảnh vỡ vương đình đã trôn theo, không biết bao nhiêu người khiến oán khí không thể tiêu tan, hình thành sát khí tạo ra sát ma tự nhiên hơn nữa hà trường an đột nhiên ý thức được chuyện gì quát nói cẩn thận nơi đây chỉ sợ đã thành ma vực có sát ma chỉ sợ không tránh được có yêu ma khác lúc lời lão nói sát ma trong màn xương đen đã lao tới hà trường an hà trường an hắc một tiếng tiện tay đánh ra một trưởng theo trưởng này nhìn lại chỉ thấy kim quang bùng nổ màn xương đen chịu ảnh hưởng của kim quang phát ra một tiếng rít gào thê lương màn xương đen tiêu tan, lộ ra một quái vật sâu và đen, bộ mặt dữ tợn, thân cao chừng 2 mét, vung về phía Hà Trường An năm cái móng vuốt màu đen. Hà Trường An tiện tay nhấc lên, năm cái móng vuốt sắc bén đánh vào bàn tay lão phát ra tiếng leng keng như kim loại, đồng thời bàn tay của Hà Trường An cũng đẩy ngược lại, một trưởng vỗ vào người sát ma, trong tay toát lên quang hoa màu trắng, sát ma tựa như tuyết gặp mặt trời mà tan rã. Nó phát ra tiếng kêu thê lương đau nhưng Hà Trường An chỉ lạnh lùng nhìn trong chớp mắt đám sát ma hoàn toàn bị hà trường an hòa tan cuối cùng hóa thành một đám khí đen tiêu tan lúc này hà trường an mới thu tay chỉ là sắc mặt không tốt lắm lão diệt sát ma nhìn như giơ tay nhấc chân nhưng thủ pháp sử dụng lại không đơn giản thời khắc này quay lại một kích giết chết rồi nói mọi người cẩn thận nơi này chôn sâu vạn năm sát ma thành hình không biết đã bao lâu vừa rồi chí ít cũng có mấy trăm năm hỏa hậu phía sau chỉ sợ còn lợi hại hơn ngay lúc hắn nói những lời này chợt nghe bốn phương tám hướng đồng thời vang lên tiếng kêu thê lương mà bén nhọn càng nhiều ma vật cảm nhận được nhân loại xâm lấn liền phát ra tiếng kêu khóc tức giận chuẩn bị chiến đấu nam ngưng giang lớn tiếng hô lúc này đã không còn cần tu giả làm vật hy sinh tất cả mọi người đồng thời tiến lên kết thành trận hình thi triển ra các loại phòng ngự cùng lúc đó chỉ thấy xa xa từng đám khói đen từ bốn phương tám hướng sông tới chợt nhìn thì thấy màn xương đen tràn ngập khắp mê cung khắp nơi đều là màn xương đen ngay cả Hà Trường An cũng không khỏi biến sắc, quát nói. Không cần chú ý tới chúng, không cần quần chiến, một đường đi thẳng. Ngay sau đó tất cả tu giả đồng thời tế lên pháp bảo, một bên đánh tới sát ma, một bên đi lên phía trước. Huyền Trung Tử Kim Ngân Nhị Lão và Tâm Ma chân Nhân xông vào đội ngũ phía trước phụ trách mở đường. Ngạo Xí Hồ và đám người Nam Ngưng Giang thì phụ trách hai cánh. Hà Trường An ở giữa phối hợp tác chiến, cuối cùng là đệ tử Điệp Huyết Đường và Hư Lương Hoàng Cản phía sau, phòng bị mặt sau công kích ba vị hóa hồn bốn vị tâm ma, hơn nữa gần 20 vị linh hoàn chân nhân, hàng trăm. Tinh nhuệ linh sư, phải nói đây là một thực lực tương đương với đội ngũ hùng mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từng nhóm lớn sát ma như điên sông lên, đánh vào đại trận thủ vững như tường sắt, kích động ra lượng lớn linh chiều. Lúc này đường kiếp chân chính thấy được thứ thiên thần cung am hiểu nhất là thiết bích đại trận. Dưới sự chỉ huy của Hà Trường An, dưới chân mỗi người sinh ra một quầng sáng liên tiếp cuối cùng hội tụ thành một cỗ lực lượng cùng chống chọi với cường địch đường kiếp may mắn là đi giả mạo thú luyện môn tiền anh thần nếu không chỉ riêng chiêu thức ấy có thể khiến hắn bại lộ không có ai dám so phương diện phòng thủ với thiên thần cung bọn họ như một khối đá ngầm sinh sôi ngăn chặn sát ma công kích còn thú luyện môn phụ trách việc tiến công rất nhiều luyện thú đều được tế ra bọn họ là lực lượng công kích bổ sung của thiên thần cung dưới sự bảo vệ của thiết bích đại trận của thiên thần cung mà tận tình phóng thích pháp thuật. Toàn bộ mê cung như thái quang lửa cháy, lực lượng như nước lũ va chạm vào tường, phát ra tiếng rầm 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 vang dội. Nếu không phải toàn bộ địa cung đều sử dụng tài liệu chân hữu kiên cố, nhất để chế tạo, thì trước đợt tấn công này đã sớm thành bột mịn. Nhưng hiện giờ mặc cho bọn họ gây sức ép thế nào, thành cung vẫn không nhúc nhích, có thể thấy được độ vững chắc, khó trách có thể trải qua vạn năm mà không hủ bại. Chiến đấu ban đầu nghiêng về thiên thần cung, mọi người như trong trận chiến, tận tình tàn sát những sát ma xông lên thậm chí còn không để chúng trong lòng nhưng càng ngày càng nhiều sát ma xuất hiện mọi người rốt cục chịu không chịu nổi lão tam chu phương hoa đầu tiên kêu lên sát ma này là thế nào nếu không thể giết chết mà sao trong cung có nhiều sát ma như vậy đường kiếp hử nói còn chưa nhìn ra sao sát ma này có thể tái sinh chúng nó dựa vào sát khí mà sinh chỉ cần sát khí bất diệt thì có thể sống lại phương pháp duy nhất có thể tiêu diệt chúng là thứ giống như thiên vương lấy nguyên dương lực hoàn toàn phá hủy chúng, cho nên thiên vương mới bắt chúng ta đánh đi đánh lại, không muốn tử chiến. Hà Trường An nhìn Đường Kiếp, ánh mắt lộ vẻ thưởng thức và bất mãn. Lúc trước lão cố ý không nói, chủ yếu là vì không muốn ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của mọi người, dù sao ai cũng không thích đánh một hồi không dứt, với lão mà nói, chỉ cần có thể xông qua cửa ải này là được, tiêu diệt sát ma không quan trọng, ngược lại có thể ở chỗ này phòng ngừa chuyện bất ngờ phía sau, thế nhưng lại bị Tiền Anh Thần nhìn thấy rồi nói toạc ra là người thông minh, lại thiếu chút trí tuệ, Hà Trường An nghĩ. Quả nhiên, nghe đường kiếp nói như vậy, ý chí chiến đấu của mọi người đồng thời suy giảm. Cũng có người nghe nói nguyên dương lực có thể diệt sát ma, không quan tâm sử dụng nguyên dương lực giết chết sát ma. Nguyên dương lực chính là lực lượng căn nguyên của tu giả lúc tu luyện, sử dụng nó tuy không làm suốt thực lực nhưng tới một mức nào đó cũng sẽ suy yếu, cần một thời gian dài mới có thể khôi phục. Hà Trường An không nói vì muốn giữ lại thực lực, dù sao ai cũng không biết kế tiếp còn gặp phải chuyện gì đối mặt với công kích như thủy triều của sát ma và mê cung khúc chết khó phân biệt, không phải ai cũng có thể kháng trụ. Một đạo nguyên dương quang hoa đánh ra, dừng trên người sát ma làm nó bốc lên khói nhẹ. Từng con sát ma một bị giết, sát ma tấn công quả nhiên giảm bớt, cũng có người bắt đầu dùng ánh mắt cảm kích nhìn đường kiếp, cảm thấy nếu không có vị tiền thiếu này nhắc nhở, không biết bọn họ phải khổ chiến bao lâu. Còn Hà Trường An thì khó tránh khỏi oán hận, nghĩ thầm hắn biết nhưng lại không nói sớm, làm mọi người phải khổ chiến đến nay đường kiếp giả vờ không biết nói gì chỉ có điều yên lặng nhớ kỹ đường đi đường chết huyền trung tử dẫn đầu hô một tiếng chặn trước mặt mọi người là một bức tường cao vách tường dùng hắc rượu thạch và kim loại hiếm tạo ra ngay cả hà trường an cũng không thể công phá mẹ nó mọi người mắng một tiếng chỉ có thể lại lần nữa đi vòng vèo di chuyển trong mê cung là điều bắt buộc phải làm chỉ có vô số lần đầu rơi máu chảy và chạm lẫn nhau mới tìm được đường chính xác không có ai biết ngay khi bọn họ như ruồi không đầu bay loạn, bên ngoài địa cung, bản thể đường kiếp đang vẽ một tấm trận đồ, hình dạng mê cung dần dần bày ra. Trận đồ không chỉ không chỉnh tề, cũng rất chính xác. Trong mê cung giải gạch thanh ngọc, mỗi khối gạch xanh đều có diện tích lớn như nhau, lấy loại gạch xanh này làm căn cứ, đường kiếp có thể dễ dàng tính chiều dài mỗi lối đi. Vì vậy, lúc thiên thần cung còn đang xông loạn trong mê cung, đường kiếp đã cơ bản nắm giữ hình dáng mê cung này. Ngón tay chỉ vào một chỗ trống ở mê cung gật đầu nói, thế cục toàn bộ mê cung có chỗ giống như bàn trận gặp ba đi thẳng gặp sáu thì vòng nếu vậy cửa ra mê cung hẳn là nơi này hứa diệu nhiên có chút tò mò đơn giản như vậy đây vốn không phải mê cung là mệt mỏi còn có thể dùng để học tập trận đạo trong mê cung này thành cung có thể di động chỉ có điều thời gian quá lâu tất cả bố trí đều hỏng rồi lăng thiên khải và hư minh nguyệt cũng không ở bên trong sao bọn họ không nhìn ra cái này gọi là thân ở trong cục đường kiếp cười đáp lúc đó hắn biến sắc không tốt bọn họ sắp đi đến cửa ra không thể để cho bọn họ đi ra ngoài vì sao y y tò mò hỏi không để bọn họ thanh trừ sạch sẽ sát ma chúng ta đi tiếp thế nào đường kiếp trả lời hơn nữa bọn họ còn chưa có ai chết tứ nữ nhìn nhau cùng không nói gì trong mê cung huyền trung tử mang người đi tới một cái ngã ba ánh mắt đường kiếp lóe sáng tay phải vẽ một cái một đạo chỉ phong sát qua thành cung sau đó hắn gọi nói thượng nhân nơi này đi qua cái gì huyền trung tử ngẩn người quay đầu lại nhìn đường kiếp đường kiếp chỉ thành cung mỗi lần đến một chỗ ta đều để lại ký hiệu ngài xem nơi này có ký hiệu của ta chứng minh chúng ta từng tới nơi này phía trước là đường chết huyền trung tử dậm chân chỉ có thể quay đầu lại song phương vượt qua tiếp tục đi trước chặng đường tiến lên dài rằng giặc khiến ai cũng mất đi kiên nhẫn thỉnh thoảng lại có người hùng hùng hổ hổ nguyền rủa mê cung chết tiệt này nhưng ngoài dự đoán của đường kiếp bọn họ kiên trì đi ra không có người chết theo số lượng nguyên dương lực sử dụng nhiều lên số lượng sát ma nhanh chóng giảm bớt cũng không còn gây uy hiếp cho mọi người cứ cho họ mệt nhọc không chịu nổi nhưng vẫn xông thẳng xuống ngoài địa cung đường kiếp nhăn mày sao rồi hứa diệu nhiên hỏi đường kiếp lắc đầu trung quy không phải binh chủ bí cảnh trong vương đình tuy có hung hiểm nhưng không chủ tâm bố trí không đối phó được hà trường an nói vậy là độ khó quá thấp đường kiếp trả lời mảnh vỡ vạn giới vương đình không được bố trí, không đạt tính nguy hiểm mà đường kiếp mong muốn, càng không thể đối phó với Hà Trường An. Cho bọn họ chút khó khăn. Đường kiếp lầm bẩm nói. Chia cách bọn họ. Làm sao chia được. Đường kiếp không có trả lời. Một khắc này, tất cả tâm thần đều đặt trên phân thân. Hai đầu mày phân thân hiện lên một tia sáng, đôi mắt mở lớn. Nguyên bản mê cung đang tối tăm trượt bừng sáng, tất cả tầm nhìn thu hết vào mắt. Đây là cách làm cực kỳ nguy hiểm nhưng đường kiếp không thể không mạo hiểm chiến đấu đã tản mắt sự chú ý của rất nhiều người đường kiếp có thể toàn lực sưu tầm mục tiêu của mình rốt cục hắn nhìn thấy thành cung cách đó không xa có một khối gạch xanh hơi nhô lên chỗ nhô lên rất nhỏ nếu không phải đã mở ra thiên mục đường kiếp tuyệt đối không phát hiện được hắn đi tới thành cung lúc tới gần viên gạch màu xanh liền dùng sức nhấn một cái chợt nghe trong mê cung đột nhiên phát ra một tiếng ầm vang dội tất cả vách tường đồng thời chuyển động có chuyện gì vậy một gã tu giả kêu to lên sau đó hắn nhìn thấy bức tường bích bắt đầu di động, cứng rắn chèn tới đám người, trong nháy mắt cắt người ta thành vô số khối nhỏ. Đám người bị chấn động không tiếp tục pháp duy trì thiết bích đại trận, quần sáng dưới chân biến mất, thay thế vào một nhóm sát ma điên cuồng tiến công. Lúc này bọn họ không thể ngăn cản sát ma giống như lúc trước rồi. Một con sát ma dễ dàng xông qua tuyến phong tỏa, dùng móng vuốt dài đâm vào ngực một tu giả. Móng vuốt sắc bén không hề để ý tới tầng lớp 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 cháo phòng ngự, dễ dàng đâm vào tim tu giả tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên lập tức kéo thành một tràng giết ra ngoài nam ngưng răng lớn tiếng hô thấy tình huống này đường kiếp khẽ mỉm cười chuyển hướng sang một chỗ khác mê cung biến hóa nhưng phương hướng tổng thể vẫn như cũ không thay đổi hắn dựa vào trí nhớ đi tới cửa ra ngựa quen đường cũ rất nhanh tới gần hắn cũng không có lập tức đi ra ngoài mà đứng ở gần đó chờ cũng không biết trải qua bao lâu tính thời gian không sai biệt lắm đường kiếp lúc này mới hô to một tiếng bên này ta tìm được cửa ra rồi địa cung rất lớn mê cung bất quá chỉ là một phần nhỏ trong đó suy xét đến phía sau có khả năng còn nhiều nguy hiểm hơn đường kiếp vẫn cần phải nhờ vào lực lượng của thiên thần cung vì vậy hắn cần người của thiên thần cung chết nhưng không thể để bọn họ chết hết hắn cần phải khống chế từng bước một làm suy yếu lời này làm mọi người phấn chấn đều theo tiếng đường kiếp chạy tới đầu tiên là lăng thiên khải khi tới bên đường kiếp nhìn phiến cửa nhỏ kia lăng thiên khải hưng phấn nói đúng vậy, nơi này là cửa ra. Mà nơi này dường như đã đi qua. Lăng Thiên Khải đưa mắt đánh giá. Đường kiếp khẽ cao mày, mê cung biến hóa, tất cả vị trí theo lý đều đã xuất hiện biến hóa. Mọi người hẳn là không nhận ra nơi này từng là nơi đường kiếp bảo dừng lại. Nhưng Lăng Thiên Khải thì sao? Cao nhân mà khâu trận đạo, am hiểu nhất chính là biến hóa tổ hợp. Nếu không phải đường kiếp một phân thành hai phần trí nhớ và tổ hợp, Lăng Thiên Khải tự mình cũng có thể chậm rãi tìm ra quy tắc mê cung. Lúc này định thần nhìn lại, mơ hồ nhìn ra chút vấn đề. Ánh mắt dừng ở vách tường, nơi đó có dấu vết đường kiếp để lại. Ánh mắt lão sáng ngời. Đây là... Sau đó toàn thân lão run lên bẩn bật, không dám tin cúi đầu nhìn một lưỡi dao xuyên thấu cơ thể. Lão run rẩy vài cái, cố gắng quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt đường kiếp lạnh như băng. Lão giơ tay lên. Ngươi, thật có lỗi, ngươi biết quá nhiều. Đường kiếp thuận miệng nói. Ngay sau đó lăng thiên khải nổ tung thành vô số mảnh thịt vụn đường kiếp chỉ nhẹ nhàng ra tay thế gian đã không còn người nào là lăng thiên khải khẽ thở dài thu đao vào túi xa xa là mấy người khác chạy tới chính là hư minh nguyệt minh dạ chân tiền công tử hư minh nguyệt chắp tay với đường kiếp đường kiếp chỉ cửa ra nói đã tìm được cửa các ngươi mau ra ngoài ta thụ ở đây tiếp ứng những người còn lại được hư minh nguyệt cũng không khách khí cùng minh dạ chân bước ra dù chỉ một khắc họ cũng không muốn ở lại địa phương quỷ quái này lần lượt từng người theo tiếng đường kiếp tìm tới, ra ngoài. Đường Kiếp lạnh lùng nhìn bọn họ chạy qua, yên lặng tính toán nhân số đối phương. Trừ Lăng Thiên Khải, chân nhân hai phái không hư hại mấy, người chết phần lớn là tu giả cấp thấp, đệ tử điệp huyết đường tổn thất khá thê thảm và nghiêm trọng, thực lực cá nhân của họ không mạnh, chủ yếu dựa vào tổ hợp. Mê cùng biến hóa đã chia nhỏ họ khiến họ bị ảnh hưởng lớn nhất, 50 người tinh nhuệ tử vong gần nửa. Chết vẫn quá ít. Đường Kiếp rất không hài lòng với kết quả này. Âm thanh chiến đấu trong mê cung càng ngày càng nhỏ, mắt thấy đại bộ phận đã thoát ly, Đường Kiếp đang định xoay người rời đi thì nghe phía sau có một người la lên: "Tiền huynh, tiền huynh, chờ ta một chút." Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một người đang chạy tới. "Lương chân nhân." Đường Kiếp bật thốt lên. Người tới đúng là bạn thân của quỷ hắc sát Lương Xuân Sinh. Lúc này y đang toàn lực chạy tới, phía sau còn có một con sát ma cao lớn bám theo. Đường Kiếp thấy thế liền rút đao ra. Lương Xuân Sinh mừng rỡ: đa tạ tiền huynh viện thủ. Chậm đã. Sao huynh lại dùng đao? Lương Xuân Sinh ngẩn người, trong trí nhớ của y tiền anh thần không phải người dùng đao. Đường kiếp khẽ ngẩng đầu. Lương chân Nhân, ta nhớ ngươi am hiểu di thần đoạt phách, có thể đoạt hồn. Lương Xuân Sinh kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng đã thấy đường kiếp giơ tay đánh ra một vật. Đoạt thần sát. Không. Lương Xuân Sinh hoảng sợ kêu to lên sau đó bất động. Ngay tại lúc đó, linh hoàn dưới chân đường kiếp trỗi dậy, một đạo tuyết luyện giống như ánh đao từ trên bổ xuống. Nương theo ánh đao kia, Lương Xuân Sinh chia làm hai nửa, đao thế không giảm mà rơi vào người sát ma, một đạo liệt dương đao khí đã hoàn toàn giết chết nó. Linh chiều ngút trời nổi lên, đó là dấu hiệu linh lực của Lương Xuân Sinh sau khi chết quay trở về thiên địa. Đường kiếp giơ tay lên, Sơn Hà xã tắc đồ bay ra thu Lương Xuân vào trong, đến khi thu hồi lại, đường kiếp mới thầm thở ra. Một đao vừa rồi khiến hắn tiêu hao không nhỏ, linh hoàn mở rộng dưới một kích toàn lực, chỉ một đao giết chết một chân nhân đồng cấp trong nháy mắt lúc xuất thủ đường kiếp chỉ biết không tu giả đồng cấp nào có thể kháng cự hắn mê cung vẫn lưu lại tiếng quát hét dãy ruộng đường kiếp không nhìn thêm quay người rời đi một bước bước ra trước mắt là một hồi phong biến sắc đường kiếp phát hiện mình đã ở trong một lâm viên quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía sau rỗng tuếch nhưng lại không thấy cửa nhỏ quả nhiên mê cung kia chính là một cái cổng vận chuyển may mắn mình cẩn thận không có bước ra nếu không còn phải bận giải thích với thiên thần cung rồi Giờ phút này chỗ đường kiếp đứng là một vùng thanh u, bốn phía đều là hoa cỏ, thoạt nhìn giống như trong ngự hoa viên. Đỉnh đầu rõ ràng là một vùng trời xanh mây trắng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trời xanh do người làm ra, không phải là trời xanh chân chính. Trong vườn còn vương sương mù màu trắng khiến nơi này thoạt nhìn tựa như bầu trời tiên cảnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong tiên cảnh lộ vẻ hoang vắng. Bốn phía hoa cỏ tươi tốt rậm rạp nhưng không thấy dấu vết cắt xén, thảm cỏ xanh nhưng không có đường ngắm hoa có cầu nhỏ nhưng không thấy dấu vết của con người, có nước chảy dốc rách, nhưng không thấy con cá nào. Pháp trận giúp tiên cảnh được bảo tồn hoàn hảo, ngay cỏ dại cũng không mất một cây, nhưng lại không thể che hết vẻ này hoang vắng. Thân thể ở trong đó, người dường như thấy được cảnh đẹp thời thịnh thế, đồng dạng cũng cảm nhận được tịch liêu và hoang vu. Làm đường kiếp kinh ngạc là hắn không nhìn thấy những người khác. Cửa ra mê cung dường như có chưa tính cơ hội, khiến đường kiếp và những người khác không cùng một chỗ. So với mê cung u ám, Hoa viên trước mắt càng làm cho lòng an tĩnh hơn, mặc dù như thế, Đường Kiếp vẫn phải cẩn thận. Một vạn năm đủ để nơi này sinh ra nhiều biến hóa, sát ma trong mê cung mới chỉ là bắt đầu. Đi trong sương mù, Đường Kiếp vẫn cẩn thận quan sát, càng đi vào trong, sương trắng lại càng nồng. Nếu như nói mê cung là màu đen đưa tay không thấy được năm ngón, như vậy hoa viên trước mắt đúng là một màu trắng toàn sương. Trong sương mù, Đường Kiếp mơ hồ nghe được âm thanh như có người đang khóc. Điều này làm cho Đường Kiếp càng phải cẩn thận người của thiên thần cung và thú luyện môn không dễ khóc như vậy tiếng khóc như kiểu nữ tử này chỉ chứng minh một điều đó chính là yêu tả cụ thể là cái gì chưa nói rõ được nhưng càng là như thế thì càng cần phải cẩn thận ngay trên đường đi phía xa đột nhiên đi tới một người nhìn kỹ chính là lão thất hai người đối mặt lão thất đầu tiên khẩn trương đợi thấy rõ là tiền anh thần trên mặt thả lỏng tươi cười hóa ra là tiền huynh rồi đi về phía đường kiếp đường kiếp nói hóa ra là lâm huynh lâm huynh cẩn thận hoa cỏ trong vườn quỷ dị hình như có vật không tinh khiết ưm ừ, ta cũng cảm giác được ta và ngươi liên thủ không ngại nói xong đã đứng cùng chỗ với đường kiếp vai sóng vai tiến lên có đồng bọn hai người đều yên tâm hơn nhiều giao phía sau lưng mình cho đồng đội đồng thời nhìn về hướng khác nhưng ngay lúc quay đầu trong mắt lão thất đột nhiên hiện lên một tia giả dối khuôn mặt xuất hiện biến hóa nơi này làm gì còn tiểu thất nào rõ ràng là một gương mặt trắng bệch dữ tợn như quỷ thắt cổ cứ như vậy treo ở không trung. Hắn vừa nói ta phụ trách bên này, ngươi phụ trách bên kia, hai tay cũng chậm rãi nâng lên. Nhân lúc xoay mình, hai chảo quỷ đã sở ra phía sau cổ đường kiếp. Ngay lúc sắp bắt lấy đường kiếp, hào quang hiện lên. Ác quỷ đầu tiên ngây ra một chút, lập tức liền phát ra tiếng khàn khàn thê lương. Thân thể của nó gào thét vạn vẹo phóng thích bạch quang, một gương mặt quỷ vô cùng kinh khủng giống lớn nói. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao phát hiện được ta? đường kiếp lạnh lùng nhìn y, kim nhận trong tay khẽ run lên một chút. Ta không cần phát hiện, dù sao mặc kệ ngươi là người hay quỷ thì cũng phải giết. Người ngươi giả trang không phải bằng hữu của ta. Đường kiếp thay đổi về gương mặt trước đây, sau đó mới biến trở về bộ dáng của tiền anh thần. Cái? Cái gì? Ác quỷ không dám tin nhìn đường kiếp, nó không thể ngờ đường kiếp lại cho nó đáp án như vậy. Không, ta không cam lòng. Ác quỷ lớn tiếng gào thét, nháy mắt hóa thành khói trắng tiêu tan ở nơi ác quỷ biến mất, một điểm sáng màu hồng chợt lóe lên, ngay lúc muốn chạy trốn đã bị đường kiếp bắt trong lòng bàn tay. Kia rõ ràng là một viên châu màu đỏ như máu, lại không ngừng mãnh liệt co giãn, không ngừng biến hóa hình dạng. Đường kiếp cười ha hả Đúng là may, là một viên quỷ nguyên hoàn chỉnh. Tiểu châu màu đỏ trong tay đường kiếp là một trong những bảo vật tu giả thèm muốn nhất. Quỷ nguyên. Năm đó đường kiếp từng phù dư đạo nhân, chính là vì có được quỷ nguyên mà bắt người chăn nuôi quỷ vật, sát hại người vô tội bất quá quỷ nguyên lấy được chỉ là cấp thấp nhất. Thứ đường kiếp lấy được là một viên ác quỷ tinh nguyên chân chính. Nhìn thì ác quỷ bị đường kiếp giết rất thoải mái, kỳ thật thực lực tương đương không tầm thường. Căn cứ theo quỷ kinh, loại quỷ này tên bạch mị, tinh thông biến hóa, thủ đoạn giết người vô hình, chính là thích khách quỷ. Trong quỷ kinh xếp hạng 112, coi như là quỷ vậy cực kỳ quý hiếm rồi. Bạch mị có thể ngưng kết ra đầy đủ quỷ nguyên tinh túy ít nhất, cũng phải tồn tại mấy ngàn năm, thực lực tuyệt đối không dưới linh hoàn chân nhân. Nếu không phải do nó sơ suất, Đường Kiếp muốn giết nó chỉ sợ phải tốn chút quyền cước. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Quỷ Nguyên là tinh thần bảo vật, đơn giản một câu, chính là chuẩn bị cho tu thần. Bất kể là tấn công tâm ma kỳ hay nâng cao đúng thần niệm đều không thể thiếu loại bảo vật này. Chỉ có điều những năm gần đây, quỷ vật hiếm thấy, nếu muốn tìm đến Quỷ Nguyên đã là rất khó. Mảnh vỡ Vương đỉnh ở trong núi lớn yên lặng vạn năm, tích lũy vô số tử khí, âm khí, sát khí, khí hậu từng khu vực khác nhau dưới tác dụng đó tồn tại sát ma bạch mị và tà ma cũng không quá ngạc nhiên nơi từng là vô thượng tiên đình giờ đã sớm thành nơi bách quỷ hoành hành xuống nữa thực không biết còn gặp được cái dạng gì nhưng càng như thế đường kiếp càng cao hứng dựa vào kế mượn đao giết người đường kiếp đã dẫn mọi người tới đây một mặt là muốn mượn lực lượng của địch nhân để tầm bảo về phương diện khác cũng là muốn mượn bí cảnh làm suy yếu kẻ thù thế nên tà ma nơi này càng mạnh thì đối với hắn càng có lợi nơi này tà ma là tài nguyên chỉ cần lợi dụng tốt chúng nó cho dù hà trường an ở đây thì sao thời khắc này nhìn bạch mị tiêu tan đường kiếp thu hồi quỷ nguyên tiếp tục đi hoa viên rất lớn địa cung khác với động thiên không chỉ có trời xanh mây trắng mà riêng một hoa viên đã có diện tích lớn hơn khu kiến trúc bên ngoài không biết bao nhiêu lần bởi vậy cũng có thể nhìn ra vạn giới vương đình từng xa hoa lãng phi thế nào tùy tiện nhìn một ngóc ngách cũng sánh ngang động thiên phồn hoa thịnh cảnh đang đi đường kiếp đột nhiên nhìn thấy trong vườn hoa cách đó không xa đang có một cây hoa nhỏ nở rộ. Gốc hoa nhỏ sinh trưởng trong đám hoa cỏ, cô linh không có điểm nào thu hút, lại cũng không có màu sắc tươi đẹp hay phương hướng mê người, duy chỉ có một nụ hoa duyên dáng yêu kiều, nâng cánh hoa là chín chiếc lá con. Mỗi cánh hoa, lá cây đều như con rắn đang vặn vẹo, cả đám gai sắc và hoa nhỏ đều đang theo gió lắc lư. Nhìn thấy vật này, Đường Kiếp kinh hãi chấn động toàn thân. Cửu Thiên Loan thảo, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt mình không ngờ nơi này lại xuất hiện thần vật cửu thiên loan thảo. Cửu thiên loan thảo là tài nguyên phong phú thời kỳ thượng cổ, cũng được xưng là thần dược. Cỏ này diệu dụng vô cùng, ưu điểm lớn nhất chính là nâng cao cảnh giới. Nghe nói tu giả ăn thần vật này, xác suất sung cảnh thành công rất cao. Phải biết rằng đó là tất cả cảnh giới, chứ không chỉ có một cảnh giới. Năm đó Minh Dạ không thăng lên tử phủ, riêng một gốc chu khắp huyết yêu liên đã mấy không biết bao nhiêu tâm huyết, nhưng so với cửu thiên loan thảo thì có thể trực tiếp ném đi. Đường Kiếp nhất thời không dám tin một gốc Cửu Thiên Loan Thảo đang xuất hiện trước mắt mình, hơn nữa còn đang trong giai đoạn thành thục. Hắn đang muốn đi hái thì đột nhiên dừng bước. Chẳng biết từ lúc nào, bên Cửu Thiên Loan Thảo lại xuất hiện một một nữ tử mặc y phục rực rỡ. Y phục của nữ tử không thuộc về thiên thần hay thú luyện, nàng cứ như vậy để lộ đôi chân trần đứng trong hoa viên, trong tay còn cầm cái rổ, rổ kia dùng tới trăm loại hoa cỏ chế thành, nhìn kỹ thấy mỗi loại đều là vật hi hữu nàng cứ như vậy đứng nhìn cửu thiên loan thảo, giống như là đang suy nghĩ gì đó, thấp giọng tự thì thảo. Sau đó cúi người, nhẹ nhàng nhặt lên cửu thiên loan thảo. Tiên thảo có linh, như biết đại họa sắp buông xuống liền cuộn mình lại. Tay ngọc thon thả vì thế ngưng lại, trên mặt nữ tự y phục rực rỡ hiện ra nét sầu khổ, hạ giọng nói gì đó rồi lấy tay vỗ nhẹ vào mặt đất. Không ngờ cửu thiên loan thảo lại ngẩng đầu lên. Vì thế nữ tự y phục rực rỡ nhẹ nhàng mở lớp bùn đất bên cửu thiên loan thảo, kéo rễ cây ra, gốc loan thảo cũng không động đậy, chỉ có điều đó hoa trên đỉnh hiện hình như một con phượng hoàng nhỏ. Sau đó nàng kia lấy ra một đỉnh mộc thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, đem chút bùn đất cho vào trong đỉnh rồi đặt cửu thiên loan thảo vào. Trong suốt quá trình này, nữ tự y phục rực rỡ hoàn toàn không hề nhìn đường kiếp một cái, đường kiếp cũng để mặc nàng hành động mà không nhúc nhích. Đến khi làm xong tất cả, nữ tự y phục rực rỡ mới đứng lên. Sau đó thân ảnh của nàng dần dần nhạt đi, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại trên đất bằng một lỗ thủng do bị đào nhưng theo thời gian dần dần bình phục đường kiếp há miệng thở lúc này hắn nhận ra mình đã nhìn thấy gì lịch sử những chuyện vừa rồi không phải mới phát sinh mà đã xảy ra cách đây một vạn năm trước lúc vương đình bị phá nát không biết do duyên cớ gì cảnh tượng này được giữ lại vì thế chỗ đường kiếp đứng từng có một gốc cửu thiên loan thảo sinh trưởng như thế kỳ thật vương trong đình không hề tịch mịch các loại yêu tả kéo tới ùn ùn bảo vật thực sự đã sớm bị ăn tận, đâu đến lượt tu giả tới đào. Ví như, hoa viên này từng có rất nhiều tiên thảo, phồn hoa tự cẩm, nhưng qua vạn năm chỉ còn khung cảnh rách nát, ngoại trừ yêu tà thì không còn gì khác. Cũng có thể vẫn còn bảo bối, nhưng phải đi vào sâu hơn nữa. Lúc phải bước đi, trong lòng đường kiếp rung động. Sau đó đường kiếp lắc mình đi tới bên chỗ cửu thiên loan thảo từng sinh trưởng. Hắn vươn tay đè lên mặt đất. Thật cứng. Đường kiếp cũng không khách khí, ở chỗ đó đào móc, đào được mấy cái, chợt nghe một tiếng giòn vang. Trong lòng đường kiếp vui vẻ, rút tay lại, vung cánh tay còn lại ra. Một chiếc vòng tay qua vạn năm có vẻ sức nát, ở ngoài còn bị bịt kín bằng một tầng dỉ. Nhưng khi đường kiếp bóc lớp dỉ xét đi, hắn nhìn thấy một vòng xương mở bao quanh vòng tay. Đúng rồi, đây là vòng ngọc đeo trên tay nữ tự y phục rực rỡ kia. Dù cho đường kiếp không nhìn thấy nữ tự y phục rực rỡ chôn vòng tay xuống đất, nhưng chỉ cần dựa vào khả năng quan sát, Hắn vẫn chú ý ban đầu nữ tử đó đeo vòng ngọc, đến khi biến mất lại không thấy gì nữa. Cũng nhờ phát hiện đó, Đường Kiếp không bỏ lỡ cơ hội. Đường Kiếp cầm vòng ngọc xem xét, chỉ thấy quang hoa xoay quanh vòng tay nhưng lại không biết nên vận dụng thế nào, đưa linh khí vào thì không có phản ứng. Thử không ra cái gì, Đường Kiếp chỉ có thể thu vòng tay lại trước. Quay đầu nhìn mảnh đất trống kia, không biết cảnh tượng mình vừa thấy người khác có thể thấy không, vì thế liền điểm chỉ liên tiếp lên mặt đất chỉ nghe thanh âm ù ù vang lên dù cho mảnh đất này từng gặp kỳ ngộ nào bị đường kiếp thao túng thì mọi nhân quả đều bị chặt đứt sẽ không còn ảo giác tái hiện làm xong mọi chuyện đường kiếp mới tiếp tục đi về phía trước trong lòng thầm chờ mong lần thu hoạch này chỉ sợ còn vượt xa mong muốn cùng lúc đó ở ngoài địa cung bản thể hưng phấn xoa tay bọn họ tiến vào hoa viên rồi chúng ta cũng vào đi thôi huyền hoàng hành cung thập nhất ưng an khánh nằm trên tảng cây ngửa đầu nhìn lên khoảng không thực nhàm chán. Y thuận miệng nói, dựa vào cái gì bọn họ có thể đi thám hiểm, ta cùng thập nhị chỉ có thể ở đây trông coi. Ít nói lời vô nghĩa, tịch tàn ngân đứng dưới tàng cây trả lời. Lệnh của lão đại, ngươi nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe. Hôm nay hắn không sử dụng ẩn thân pháp mà để hiện thân hình, vào lúc này đang dùng một khối vải trắng làm sạch vô lượng kiếm trong tay. An Khánh ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên nhảy xuống ngồi bên tịch tàn ngân. Không bằng chúng ta cùng nhau vụng trộm theo sau xem thử. Tịch Tàn ngân lườm gã một cái, chớ nói nhảm, chuyện này có thể làm sằng làm bậy hay sao? Thật vô vị." Thập Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, "Trước kia không phải ngươi cũng khá náo loạn đấy sao? Thế nào, gần đây đổi tính rồi?" Tịch Tàn ngân ngây người, ngẫm lại cũng đúng như vậy, trước kia mình là một người yêu náo nhiệt, trước lúc trước quen đường kiếp đã làm đủ chuyện kỳ quái, mặc dù gặp phải nhiệm vụ sinh tử cũng không để trong lòng. Nhưng hiện giờ đang ở địch doanh, trong lòng có áp lực, tính cách cũng thu liễm đi nhiều rất nhiều lúc muốn nghịch ngợm cũng không nghịch nổi nghĩ một lát cuối cùng y nói con người rồi sẽ trưởng thành đang lúc nói chuyện vô lượng kiếm trong tay tịch tàn ngân đột nhiên giật giật động tĩnh rất nhỏ nhưng vẫn bị tịch tàn ngân biết được y nhìn đoàn kiếm chỉ thấy đoàn kiếm giật giật giống như con cá rơi trên đất bằng đang cố gắng xoay người rung rung thân thể càng động càng nhanh sắc mặt của tịch tàn ngân biến thành trắng bệch an khánh thấy tịch tàn ngân đột nhiên cứng đờ vội lại gần nói đã xảy ra chuyện gì đừng đến tịch tàn ngân đột nhiên quát to chỉ thấy trong tay tịch tàn ngân có quang hoa lóe lên vô lượng kiếm kề sát cổ của y bay ra ngoài lao thẳng vào không trung điều này làm an khánh hoảng sợ ngươi làm gì vậy gã cực rõ uy lực của vô lượng kiếm tịch tàn ngân trắng bệch nhưng vẫn nghiêm mặt trả lời không phải ta khống chế cái gì an khánh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy vô lượng kiếm di động trên không trung thân kiếm run rẩy càng run càng lợi hại rất nhanh phóng ra quang ảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì an khánh hỏi nó đang hưng phấn tịch tàn ngân thì thào trả lời hưng phấn hưng phấn cái gì an khánh lại nhìn tịch tàn ngân ánh mắt của tịch tàn ngân càng lúc càng lạnh y lẩm bẩm nói không biết ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ta chỉ có thể cảm giác được nó rất hưng phấn một thanh kiếm cũng biết hưng phấn bảo kiếm có linh sẽ có nhận thức người trả lời không phải tịch tàn ngân một thanh âm phiêu đãng từ không trung chuyển đến hai người ngẩng đầu chỉ thấy một đạo nhân áo xanh đang đứng trên ngọn cây đạo nhân kia tướng mạo cổ kỳ thân hình cao lớn cứ như vậy khoanh tay đứng trên tảng cây nhưng lại không một ai phát hiện gã đi vào như thế nào là ngươi lúc nhìn thấy đạo nhân tịch tàn ngân bật thốt lên đạo nhân này chính là người năm đó tặng sách tặng kiếm cho y hiện giờ tịch tàn ngân đã không còn là ngây thơ thiếu niên năm đó sẽ không cho là có nhiều kỳ ngộ vô duyên vô cớ rơi xuống trước mặt mình vài lần tỉnh mộng hắn biết đó không phải kỳ ngộ mà là do lão già kia biến hóa, tự nhắc nhở bản thân mình bị lợi dụng rồi. Cảm giác khủng hoảng từng giây dưa quấn lấy y rất lâu, nhưng qua thời gian dài đã dần buông xuống. Mãi đến khi gặp gỡ đường kiếp, sau khi quen biết hắn đã tỏ vẻ lo lắng. Đường kiếp thậm chí còn đưa ra đề nghị, bảo y bỏ vô lượng kiếm đi. Nhưng tịch tàn ngân không thể bỏ nó như vậy. Trong lòng y còn đang chờ đợi, có lẽ tất cả chỉ do mình khẩn trương quá độ, có lẽ lão nhân kia thật sự nhìn chúng mình, muốn để lại duyên phận nhưng từ nơi của đường kiếp biết đó là người của tàng thanh phong y biết tỷ lệ chờ đợi quá thấp điều này khiến y mâu thuẫn vô cùng cũng khắc sâu lo lắng chỉ hy vọng ngày đó tới càng muộn càng tốt nhưng sự thật chứng minh một khi sự việc xảy ra bất kể ngươi có chuẩn bị tâm lý tốt tới đâu cũng đều cảm thấy nó tới quá nhanh còn mình chưa kịp chuẩn bị gì cho thời khắc này lúc thấy lão đạo xuất hiện thân hình tịch tản ngân biến mất đồng thời âm thầm khống chế vô lượng kiếm trở về lão đạo thở dài một tiếng phương pháp ẩn nấp của ngươi cũng là ta truyền cho sử dụng trước mặt ta thì có ý nghĩa gì thiếu niên cũng chớ kinh hoảng những năm gần đây mặc dù ta mượn tay ngươi dựng dục vô lượng kiếm nhưng ngươi cũng nhờ vậy mà bước vào tiên môn dựa vào kiếm này lập vô số đại công hiện giờ thời cơ đã tới vô lượng kiếm rốt cuộc tìm được chủ cũ ngày xưa ngươi cần gì phải cường lưu nói xong lão vung tay lên tịch tàn ngân chỉ cảm thấy vô lượng kiếm không chịu để mình nắm trong tay mà bay vào không trung đồng thời thân hình vừa mới ẩn nấp xuất hiện lại Ngươi! Tịch tàn ngân kêu to. Kiếm kia không phải bay về phía lão đạo mà bay vào sâu trong núi lớn. Tịch tàn ngân ngẩn ngơ, lập tức tỉnh ngộ lại. Chủ cũ không phải ngươi. Lão đạo từ điểm một cái, kiếm kia cũng không tiếp tục bay mà rung động trên không. Sau đó lão đạo mới cười hắc hắc nói. Lão phu nói mình là chủ cũ khi nào. Vô lượng kiếm là thanh kiếm thí chủ. Người phàm trần cầm kiếm này không ai sống quá 10 năm. Ta mặc dù không sợ chết, nhưng chỉ sợ một khi vô lượng kiếm chủ chết, tất cả tinh hoa sẽ trôi sạch, mọi thứ phải trọng sinh lại, có kiếm cũng không thể dùng. May mà thiên mệnh có tương khắc, vô lượng kiếm tuy hung nhưng cũng tìm được người khắc chế nó. Nếu có người sinh âm niềm âm nguyệt âm nhật, số mệnh cứng rắn thì qua trăm cũng khó mà chết, đúng là người thích hợp cầm kiếm. Ngàn năm qua lão phu tìm hết những người mang mệnh cứng trong thiên hạ, tiếc là đại bộ phận vẫn không thể ngăn cản kiếm này. Mãi cho đến khi gặp ngươi, rốt cục trở thành người đầu tiên sống sót trong 15 người, quả nhiên là thật đáng mừng. Lão đạo nói xong mặt mày hớn hở, lộ vẻ hưng phấn cùng cực. Tịch Tàn ngân theo dõi lão. Cho nên lúc trước ngươi tặng kiếm ta chính là muốn mượn ta tay dục kiếm. Lão đạo liên tục xua tay, cũng không phải, cũng không phải, dục kiếm chỉ là một việc. Mặc dù ngươi cầm kiếm 10 năm nhưng giết chóc quá nhẹ, vô lượng kiếm vẫn chưa đến đỉnh cao, không có thể chân chính giải trừ phong ấn, cũng không đảm đương nổi trọng dụng. Vốn lão phu có kiên nhẫn chờ đợi nhưng không ngờ vương đỉnh lại mở ra, cái này chính là cơ duyên, là thiên ý. Nếu thời cơ đã đến, Lão Phu không ra tay cũng không được. Vương Đình. Tịch tàn ngân ngạc nhiên khó hiểu. Thập nhất Lang An Khánh như hiểu ra điều gì, chỉ vào Lão Đạo kêu lên. Ngươi là Phong Lão Đạo lần trước nói. Lần trước hứa diệu nhiên đột nhiên đến tìm Phong Lão Đạo nói chuyện, sau đó thiên thần cung tìm đủ cách, cũng không tra ra Phong Lão Đạo kia rốt cuộc là ai. Thập nhất Lang từng cùng Phong Lão Đạo giao thủ, bởi vậy ngay từ đầu không nhận ra, mãi đến khi nghe giọng điệu này mới ý thức được Lão Đạo này, chính đạo nhân điên lần trước hiển nhiên điên chỉ là làm bộ, người này rõ ràng là hạng người tâm cơ thâm trầm. Lão đạo ngẩng đầu mỉm cười. Nha đầu hứa diệu nhiên không biết tốt xấu, lại dám xông vào thông linh sơn. Vốn lão phu không thèm để ý tới sinh tử của nàng ta, nhưng nếu nàng ta gặp phiền toái, đường kiếp tất nhiên phát cuồng. Đường kiếp mà phát cuồng, tiểu tử này hơn phân nửa cũng phải bại lộ. Vốn ta là không muốn ra tay, nhưng vì không thể để kế hoạch bị phá hư, cuối cùng cũng chỉ có thể giúp đỡ một phen. Ngươi nói cái gì? an khánh hít một hơi gã mãnh liệt quay lại nhìn tịch tàn ngân thập nhị đệ nói cho ta biết lời lão nhân kia nói là sự thật sao ngươi và đường kiếp hóa ra ngươi chính là người nằm vùng kia gã rút kiếm nhắm vào tịch tàn ngân tịch tàn ngân trầm mặc không để ý tới an khánh mà nhìn lão đạo ngươi tên tàng thanh phong lão đạo nghiêng đầu cười nói đúng là tên lão phu từng dùng qua bên này an khánh dùng hai mắt phóng hỏa nhìn tịch tàn ngân tịch tàn ngân như không có cảm giác chỉ nói người đã có được kiếm lại không chịu rời đi ngược lại còn ở đây nói chuyện với ta thậm chí còn bóc trần thân phận của ta chỉ sợ ngoài kiếm ra thì còn có âm mưu gì khác tàng thanh phong mỉm cười vẫn là tiểu quỷ thông minh ngươi hẳn vẫn nhớ ta vừa mới nói kiếm này chưa đại thành bởi vì ngươi giết người quá ít tịch tàn ngân biến sắc chỉ thấy an khánh đã xông tới quát lớn bắt ngươi xem ngươi ăn nói với đại ca thế nào thập nhất ca không cần tịch tàn ngân kêu lên cùng lúc đó Tàng Thanh Phong vung tay lên, vô lượng kiếm trên không bất ngờ đảo ngược về, rơi vào trong tay Tịch Tàn Ngân. Hoàn toàn theo bản năng, nhìn An Khánh đánh về phía mình, kiếm trong tay Y liền trách lên. Truy cập halaji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Theo Y thấy, một kiếm này có rất nhiều sơ hở, An Khánh có thể ứng đối. Nhưng vào lúc đó, An Khánh đứng yên bất động, vô lượng kiếm đâm thủng cổ gã, máu tươi từ trong cơ thể gã phun ra lao thẳng tới vô lượng kiếm thập nhất ca. Tịch tàn ngân hô lên. Dù y ngầm giúp đường kiếp, nhưng mấy năm nay cùng mọi người ở chung, nói không có cảm tình là giả dối. Nếu có thể, y hy vọng bọn họ không chết, càng không hy vọng bọn họ chết trong tay mình. Thập nhất lang an khánh cùng y quan hệ rất tốt, y biết dù thập nhất có biết mình là kẻ nằm vùng thì cũng không giết mình. Gã chỉ muốn bắt mình lại, nhưng giờ gã lại đã bị chết dưới kiếm mình. Y kinh ngạc nhìn thập nhất lang, thập nhất lang cũng nhìn hắn, trên cổ của gã có một lỗ hổng lớn máu loãng không ngừng phun ra ngoài lấy thực lực của gã cho dù chịu một kích này cũng không dễ chết đi nhưng thời khắc này gã lại như trẻ con vô lực chậm rãi quỳ xuống gã muốn cử động nhưng lại không nhúc nhích được pháp thuật cũng không phát ra được chỉ biết chừng mắt nhìn tịch tàn ngân cổ họng phát ra những tiếng khào khào sau đó nghiêng đầu chết đi tịch tàn ngân vội lui ra sau vài bước ngẩng đầu nhìn lão đạo tàng thanh phong vẫn đứng trên tảng cây ha hả mà cười là ngươi Tịch tàn ngân kêu lên. Là người giết hắn. Tàng thanh phong cười đến vui vẻ. Không, lão phu chỉ khống chế hắn, kẻ giết người là ngươi. Vì sao? Tịch tàn ngân cắn răng hỏi. Ta đã nói rồi. Sắc mặt của tàng thanh phong đột nhiên âm trầm. Người giết người quá ít, vô lượng kiếm chưa ăn no uống no. Tuy nhiên không sao, chỉ cần giết hết ngàn tu giả thiên thần cung ở đây cũng gần đủ rồi. Tịch tàn ngân nghe mà dùng mình. Không, điều đó không có khả năng, ta sẽ không làm ngươi sẽ tàng thanh phong chỉ phía sau y ngươi xem quay đầu nhìn lại chỉ thấy rất nhiều chấp dịch võ sĩ đã nghe được động tĩnh đang xông tới sau đó bọn họ nhìn thấy thập nhất lang trong vũng máu rồi tới huyết sắc trường kiếm trên tay tịch tản ngân mọi người đồng thời ngạc nhiên một người còn kêu lên thập nhị thiếu ngươi tàng thanh phong nói ngươi không giết bọn chúng bọn chúng sẽ giết ngươi đã giết một người rồi thì cứ đại khai sát dưới đi chớ lo lắng người đông thế mạnh có lão phu ở đây mọi chuyện đều không thành vấn đề. Nói xong lão vung tay áo lên, chỉ thấy những người vừa tới hoàn toàn bất động. Ngươi! Tịch tàn ngân quay đầu lại căm tức nhìn tàng thanh phong. Tàng thanh phong thở dài. Cũng được, ta giúp ngươi một phen. Nói xong lão vung ống tay áo lần nữa, tịch tàn ngân lập tức cảm thấy thân thể của mình mất khống chế bay đi. Vô lượng kiếm tỏa ra huyết sắc quang, tịch tàn ngân liều mạng hô. Không! Y hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình, kiếm quang bay lên, suối máu ngút trời, động tĩnh lớn khiến càng nhiều người đến hơn nữa tàng thanh phong không thèm để ý ngửa mặt lên trời lên tiếng giận dữ hét uống thoải mái đi vô lượng kiếm hôm nay là lễ trưởng thành của ngươi thanh phong thôi ẩn giấu vạn năm rồi sẽ về trong tiếng cười điên dại biển máu hiện ra tịch tàn ngân không tiếp tục khống chế thân thể của mình được nữa hắn liều mạng sông tới trước chém giết phía trước là một biển máu đang nhấn chìm y cũng không biết trải qua bao lâu tịch tàn ngân khôi phục sự tỉnh táo mở mắt nhìn quanh y thấy người chết đầy núi. Khắp nơi đều là thi thể, vắt ngang trong núi. Thập nhất lang, mấy vị chân nhân, 200 đệ tử điệp huyết đường, 500 chấp dịch võ sĩ, còn có này kim giáp chiến tốt nằm bừa bộn khắp núi. Những người này liên hợp lại cũng có thể đối phó với hóa hồn chân nhân, vậy mà cứ thế bị một người một kiếm của y giết đi. Mọi người, không một ai may mắn sống sót. Vô lượng kiếm phát ra tiếng ngân dài hưng phấn, bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ có một lần sảng khoái ăn no máu tươi như thế đây là đại đồ sát khủng bố hơn ngàn người cứ như vậy chết đi trước đó tịch tàn ngân còn chưa bao giờ trải qua huyết sát điên cuồng như thế đây là ta làm sao tịch tàn ngân quả thực không dám tin vào hai mắt mình dù biết do bản thân không tự chủ được nhưng y vẫn thấy căm hận bản thân mình có lẽ từ lúc mới bắt đầu y không nên tin cái gọi là kỳ duyên kia đường kiếp nói không sai không có cái bánh nào rơi từ trên trời xuống trên thân kiếm có một đạo hồng sắc quang hoa giống như có thứ gì đó đang thức tỉnh thậm chí tịch tàn ngân có thể cảm nhận được lực lượng ẩn giấu bên trong. Quay đầu nhìn lại, tàng thanh phong vẫn lẳng lặng yên đứng ở đó, chỉ có điều sắc mặt hơi trắng. Thoạt nhìn giúp tịch tàn ngân giết chết nhiều người đơn giản như vậy, nhưng cái giá lão phải trả cũng không nhỏ. Tuy nhiên phần nhiều vẫn là hưng phấn. Đại công khiến lão hưng phấn. Lão cười to nói, huyết quang tái hiện, huyết hồn sống lại, vô lượng kiếm rốt cục đã thứ tỉnh. Tuy nhiên thoạt nhìn còn thiếu chút nữa. Cái này cũng khó trách, dù sao cũng là tu giả cấp thấp, giết thêm vài tên lợi hại nữa là đủ rồi. Nói xong lão vung tay áo lên, vươn tay giữ tịch tàn ngân lại, tịch tàn ngân muốn phản kháng, lại phát hiện mình trong tay lão nhân này thì không động đậy được. Y cắn răng muốn phát động tâm đầu ý hợp báo tin cho đường kiếp, lại phát hiện bị tàng thanh phong khống chế, đến cả linh khí cũng không thể vận chuyển, chứ đừng nói đến chuyện thi pháp. Tàng thanh phong giữ y bay qua bên kia thung lũng, cất giọng nói, nếu như ngươi ngoan ngoãn, sau khi chuyện thành công, ta sẽ chân chính thu ngươi làm đồ đệ. Nếu còn dám làm trái, đến lúc đó đừng trách lão phu vô tình. Ngoài Thông Linh Sơn chìm trong chém giết, bản thể Đường Kiếp cũng mang theo Hứa Diệu Nhiên, Tiên Đào Hồng Uyển y quỷ vệ cùng với Tiền Anh thần tiến nhập Mê Cung. Trong Mê Cung hoàn toàn yên tĩnh, không còn ồn ào náo động, duy chỉ có thi thể ngang dọc và máu nhắc nhở mọi người, nơi này từng phát sinh một cuộc chiến. Cẩn thận chút, nơi này hẳn là còn sót sát ma chưa bị giết chết, thấy thì không cần vội vã giết, chỉ cần tiến lên, tìm được cửa ra là được. Đường Kiếp nhắc nhở, biết rồi. Ta nói này, ngươi còn giữ người kia làm gì? Theo ý của ta, một đao giết chết là được. Hồng Uyển chỉ chỉ tiền anh thần nói. Giữ lại, vũ giả hóa thú dùng làm vật hy sinh cũng tốt. Còn đường phía trước gian nan, cũng không ai biết sẽ có nguy hiểm gì. Đường kiếp thản nhiên nói. Ý nghĩa của vật hy sinh không phải chịu đựng công kích mà là thí nghiệm thuộc tính công kích. Không ai biết nguy hiểm phía trước có tính chất thế nào, có lẽ tu giả có thể kháng trụ, nhưng chỉ cần có một loại không đỡ được thì bằng nghĩa với mất mạng bởi vậy trong tu giới vật hy sinh có ý nghĩa ở chỗ làm thí nghiệm công kích chứ không phải là hấp thu hỏa lực đáng thương tiền anh thần một thế hệ thiên kiêu không ngờ lại rơi vào vận mệnh làm vật hy sinh một đường đi rất kỳ quái là không có đụng phải sát ma nào mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần mọi người nghĩ chuyến đi này đã an toàn thì đột nhiên mơ hồ nghe được tiếng chém giết xa xa vẫn còn người chưa rời khỏi mê cung đường kiếp cảm thấy kinh ngạc hắn ở cửa ra gào thét bao lâu cho dù là người ngu ngốc đến đâu cũng tìm được đường ra thế sao vẫn còn có người ở lại khó trách bọn họ đi mãi mà không gặp được sát ma phòng chừng chúng đã bị bên kia hấp dẫn đường kiếp và hứa diệu nhiên nhìn nhau tất cả đồng thanh nói đi xem dù sao cũng sắp tới cửa đường kiếp không quá vội vã không bằng nhìn xem là ai châu bò đến giờ chưa rời khỏi mê cung nếu là đối thủ có thực lực dũng mãnh thì không ngại để y vĩnh cửu lưu lại nơi đây đang tưởng tượng Đường Kiếp hy vọng là Kim Ngân Nhị lão lý tùng thực lực vừa lúc có thể đánh bại. Đương nhiên đánh tâm lý hắn cũng biết chuyện này gần như không có khả năng. Hai người cùng nhau đi tới chỗ đánh nhau, gần tới khu trung tâm, mơ hồ còn thấy quang hoa pháp thuật và tiếng người hô quát. Tiếng quát có phần quen thuộc, Đường Kiếp nhất thời không nhớ ra. Đợi tới gần, mượn dùng ánh sáng pháp thuật, Đường Kiếp rốt cục thấy rõ diện mạo người đang chiến đấu, không kìm nổi lên tiếng kinh hô. Tại sao là các ngươi? Xuất hiện trước mặt Đường Kiếp chính là Thạch Tịnh trai và Đồ Đồ. Lúc trước đường kiếp bị vận chuyển, y y cũng bị lôi đi cùng hắn, thạch tịnh trai và đồ đồ lại chưa kịp thời đi theo, không ngờ ở nơi này lại thấy bọn họ. Lúc này thỏ yêu đồ đồ ngồi trên vai thạch tịnh trai, lớn tiếng thét lên, hai chiếc tay dài che khuất ánh mắt rét lạnh. Thạch tịnh trai vì quát một tiếng, đánh ra một quyền vào sát ma. Gã ta thần chí mơ hò, không biết cách đánh trẻ sát ma, chỉ biết đánh bừa, cũng may là sát ma trước đó bị thiên thần cung đuổi giết, nên số lượng cũng không còn nhiều, bởi vậy mà bị gã ngăn trở, nhưng ở trong mê cung gã không biết chạy trốn nếu không gặp phải đường kiếp đa phần cũng là sẽ bị chết vì mệt lúc này đường kiếp nhìn thấy hai người bọn họ không nhịn được vội vàng xông lại cũng không cần lực nguyên dương đánh ra một quyền tiêu diệt toàn bộ sát ma thạch tịnh trai vừa nhìn thấy hắn hưng phấn nhào về phía trước đường kiếp đang muốn đỡ gã không ngờ thạch tịnh trai lại xông qua bên cạnh hắn căn bản không thèm để ý tới hắn bổ nhào sang bên cạnh ôm lấy y khóc giống lên tên ngốc này không nói được nhìn thấy y y cũng chỉ biết khóc ngược lại đồ đồ nhảy từ trên vai thạch tịnh trai xuống nhào vào ngực đường kiếp hô to công tử ta cuối cùng cũng gặp được ngài ý hình như ngài không giống với trước kia lắm thì phải đường kiếp cầm tai của đồ đồ nói bớt nhảm nhí đi tại sao các ngươi lại ở đây vậy đồ đồ lúc này mới lắp bắp kể lại hóa ra sau khi đường kiếp rời đi không lâu tẩy nguyệt phái chỉ còn lại đồ đồ và thạch tịnh trai bọn họ không có chủ nhân cũng mất chỗ dựa vào, may mà có mấy người thích thiếu danh tới, bọn họ mới không bị bắt nạt. Nhưng do thú luyện môn tấn công núi, hai phái trở mặt, trước mắt đã triển khai chém giết ở dãy núi hoành đoạn. Thái quân Dương, Bành Diệu Long, thích thiếu danh, còn cả mấy người vệ thiên sung hiện giờ đều đang quyết đấu với đám người thú luyện môn, nơi đó hiện đã là chiến trường. Không có mấy người bạn của đường kiếp tương trợ, thì đồ đồ thực sự gặp phiền phức. Tẩy nguyệt phái đại bộ phần người tu trong phái đều đồng khí liên kết, canh gác hỗ trợ, nhưng cũng không thiếu những kẻ khốn khiếp dù nghiêm chính là một kẻ như vậy mà lần này thì lại có một kẻ là trường khanh cũng đánh chủ ý lên người đồ đồ người này dường như nhìn ra thân phận của đồ đồ mê thiên thỏ tộc lai lịch bất phàm bởi vậy có tâm thu phục có lẽ cảm thấy đường kiếp nhất định không có khả năng sống sót quay về cho nên làm việc không hề cố kỵ đồ đồ bị ép buộc nên chỉ có thể cùng thạch tịnh trai trốn ra ngoài bọn họ không có chỗ để đi ra ngoài chạy lung tung một kẻ có thực lực không đầu óc một có đầu óc không thực lực đến là vừa hợp xứng thành một đôi bởi vậy nửa năm ngao du nguy hiểm khôn lường ngày đó đồ đồ và thạch tịnh trai trong lúc cuống cuồng đã vô ý đi lạc vào vùng núi vĩnh tuế trạch môn phái năm đó chính ở núi vĩnh tuế sau khi tới đây thạch tịnh trai tức cảnh sinh tình không ngờ khôi phục được một chút trí nhớ vì thế gã mang theo đồ đồ đi về phía hầm mỏ một đường xâm nhập tới khu vực từng khai thác quặng dưới lòng đất hiện tại ngài độc ở đây đã bị tiêu diệt sạch sẽ nước độc cũng được vệ sinh sạch sẽ tất cả nguy hiểm đều không còn tồn tại càng không có bảo vật cất giấu chỉ là một khu hầm mỏ trống rỗng nhưng mấy năm đào bới ở trong lòng thạch tịnh trai lại có dấu ấn khắc sâu không thể xóa nhòa vì thế gã lại đi về phía mạch nước ngầm trong động đá không còn nước độc thạch tịnh trai không cần cởi toàn bộ quần áo để tiến vào nữa gã cứ như vậy cùng đồ đồ bò dọc theo đường hầm đi vào động đá đã bị đào rỗng kia gã tự mình đào đường tiến thẳng tới trước khe núi màu đen khe núi màu đen ánh mắt của đường kiếp có rút lại. Hắn tất nhiên biết đó là gì. Khe nứt không gian. Lúc trước hắn thăm dò vào trong hang đá, từng thấy qua vết nứt không gian, biết rằng dưới đáy hang đá có hàn thạch, kim tinh thạch tồn tại, đều có quan hệ rất lớn với khe nứt này. Thậm chí những đậu binh có thể là từ trong khe nứt không gian chui tới, là do thạch tịnh trai dùng bỏ bối bí mất cất giấu đi. Tuy nhiên khi đó, đường kiếp cũng không quá chú ý tới khe nứt này. Nhưng hắn không ngờ tới, có một ngày khe nứt này lại lần nữa phát huy tác dụng nhìn đồ đồ trong đầu đường kiếp đột nhiên hiện lên bốn chữ mê thiên thỏ tộc một khắc này hắn đã hiểu ra hắn nói các ngươi tiến vào trong khe nứt không gian đồ đồ rụt cổ lại ta lúc đó cũng không ngờ tiểu tử đó điên cuồng như vậy mặc dù có được năng lực định vị hư không nhưng nếu muốn sinh tồn và phiêu lưu trong hư không thì cũng không phải chuyện dễ dàng đồ đồ lúc ấy căn bản không ngờ ở đây có khe nứt không gian cũng càng không ngờ thạch tịnh trai sẽ nổi điên như vậy cái tên điên này nhìn thấy khe nứt không gian không ngờ hưng phấn hô một tiếng trực tiếp nhảy vào trong đó điều đó khiến đồ đồ kinh hãi nó biết rõ với thực lực của nó và của thạch tịnh trai căn bản không có một chút khả năng tồn tại trường kỳ trong vô tận hư không bởi vậy trước tiên phát động năng lực của mình tìm đường trở về vận khí của nó thực không tồi vừa mới phát động liền phát hiện một lối đi không gian tồn tại hơn nữa khoảng cách cũng không xa chỉ cần theo lối đi kia trở về bọn họ liền còn có thể trở lại tây hà giới chẳng qua chưa chắc ở văn tâm mà thôi sau đó đồ đồ khống chế thạch tịnh trai bay về phía khe nứt đó cuối cùng đúng lúc bọn họ thoát ra vừa xuất hiện ở địa cung liền gặp ngay một đám ma sát đang xông tới người nói là trong mê cung này có một khe nứt không gian ánh mắt của đường kiếp lóe lên không không phải khe nứt đồ đồ bất ngờ trả lời đó chính là một cánh cửa thời gian một cánh cửa ngầm càng đi vào trong sương mù liền càng trở nên dày đặc tiến sâu tới nỗi còn không nhìn thấy năm ngón tay tầm nhìn còn kém hơn trong thiền lý mê cung đường kiếp đi trong sương mù tìm kiếm đường đi đột nhiên một tiếng cười ha hả lạnh lẽo vang lên bên tai quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong sương mù có một bóng dáng màu đen bay tà tà trên không trung du hồn đường kiếp nheo mắt lại du hồn cũng là một loại quỷ vật nó xếp hạng bên dưới bạch mị thực tế là còn khó chơi hơn so với bạch mị bởi vì loại quỷ vật này thân là hư thể đa phần các loại công kích đều không có tác dụng đồng thời thân mình nó còn có thể vận dụng một ít pháp thuật chiến đấu quan trọng nhất là nó không tồn tại đơn lê lúc này sau khi du hồn xuất hiện chỉ thấy bốn phương tám hướng lần lượt xuất hiện các bóng đen vây quanh người đường kiếp phát ra tiếng cười ha hả quái dị số lượng không ít đường kiếp lạnh lẽo nói trên mặt không lộ ra một tia sợ hãi ngược lại tươi cười hắn nói các ngươi càng mạnh ta càng vui vẻ đáp lại câu nói của hắn là tiếng gào rít của đám quỷ vật vô dụng thôi đường kiếp lắc lắc đầu lật ngược tay trong lòng bàn tay hiện ra một vật luyện hồn châu đám quỷ vật vừa nhìn thấy luyện hồn châu vẻ mặt vừa rồi còn hung ác giờ lại đồng loạt lộ ra sự sợ hãi luyện hồn châu chuyên dùng để nhiếp hồn mà quỷ vật chính là hồn phách mượn âm khí mà ngưng kết thành nếu chúng là loại quỷ vật như bạch mị thực lực thân thể tương đối mạnh dùng luyện hồn châu với nó cũng khó khăn vì dù sao luyện hồn châu không phải thứ chuyên dùng để nhiếp quỷ nhưng mà đối phó với đám du hồn này thì thừa sức luyện hồn châu vốn là khắc tinh của đám du hồn lúc này chúng phát ra tiếng rít gào sợ hãi cùng nhau thối lui đường kiếp hừ một tiếng ai cho các ngươi lui lại chứ đúng lúc ta đang cần gom hồn phách lấy tạm các ngươi cho đủ số lượng từ lúc quyết định đối phó với thiên thần cung đường kiếp đã không từ bất cứ thủ đoạn nào cả bởi vì những quân bài bí mật của hắn phần lớn đều đã lộ nên đường kiếp tận sức nghĩ ra thủ đoạn mới luyện hồn châu không nên dễ dàng lấy ra cũng đã được sử dụng tuy nhiên không chỉ có nó thời khắc này luyện hồn châu được phát động, không một du hồn trốn thoát, toàn bộ bị hút vào bên trong hạt châu. Tuy nhiên, ngay tại khi chúng nó bay vào trong hạt châu, đồng thời đường kiếp đã điểm ra mấy phát trên không trung. Từ đầu ngón tay hắn, hiện ta một mảnh linh quang, một lồng giam mơ hồ xuất hiện. Lồng giam linh quang. Lồng giam linh quang này là một pháp thuật được ghi lại trong quỷ kinh, nói trắng ra là chiếc cũi giam quỷ. Tuy nhiên chiếc cũi này chỉ có tác dụng giam giữ, chứ không có tác dụng bắt giữ, muốn quỷ vào trong lồng giam thì phải dựa vào bản thân mình đường kiếp lại không thèm để ý hắn chỉ vào lồng giam nói đi phần lớn du hồn chỉ hơi do dự một chút sau đó nhất loạt lao về phía lồng giam giữa giam giữ và cái chết ai cũng biết phải lựa chọn điều gì ngay sau đó chỉ thấy lồng giam linh quang tỏa ánh hào quang trong nháy mắt đã đẩy du hồn bên trong đám du hồn này nếu bắt từng con cũng không biết phải tốn bao nhiêu sức lực hiện tại chỉ dùng luyện hồn châu uy hiếp đám du hồn này vài du hồn bị luyện hồn châu hút vào đang ở trong hạt châu bị luyện hóa phát ra tiếng rít lớn khiến đám quỷ vật bên ngoài sợ hãi run rẩy đường kiếp khẽ vẫy tay lồng giam linh quang không ngừng nhỏ đi cuối cùng chỉ nhỏ như một quả cầu nằm vừa trong lòng bàn tay đường kiếp đường kiếp thuận tay thu lại sau đó tiếp tục tiến về phía trước đối với hắn mà nói đám quỷ vật này còn có tác dụng lớn khác đi được một đoạn không xa chợt nghe thấy một tiếng gầm nhẹ trong sương mù đột nhiên có một người đi tới chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio nói là người kỳ thật lại là một loại quỷ vật mà thôi chỉ thấy thịt mặt trên mặt người đó đều đã cứng đờ giống như thịt khô thân thể cứng còng khiến nó đi đứng lên có chút khó khăn toàn thân còn mặc khôi giáp rách nát trong tay nắm một thanh trường mâu cương thi đường kiếp lẩm bẩm nói xuất hiện trước mắt hắn chính là một khối cương thi trong hoa viên này có không ít các loại quỷ vật có bạch mị có du hồn hiện tại ngay cả cương thi cũng xuất hiện Cương Thi trong đám quỷ vật thuộc vào loại cấp thấp nhất, theo lý không có thành tựu, nhưng thời khắc này nét mặt của Đường Kiếp lại cực kỳ thận trọng. Không giống như những quỷ vật khác, Cương Thi là thi thể sau khi thay đổi mà thành, trời sinh thực thể, cấp bậc tuy thấp, kỳ thật thực lực cũng quyết định bởi lực lượng của thi thể khi còn sống. Mà khối Cương Thi trước mắt, rõ ràng chính là binh lính thủ vệ của Vạn Giới Vương Đình, sau khi chết biến thành. Thực lực của thủ vệ không phải quá mạnh, nhưng thực lực của thủ vệ Vạn Giới Vương Đình thì rất khó nói dù sao cũng từng là kẻ thống trị toàn bộ sự hiện hữu của tinh la đại thiên giới dù chỉ là một gã thủ vệ bình thường cũng không thể xem nhẹ quả nhiên lúc này khi cương thi ầm ẩm, ẩm đi tới cách đường kiếp một khoảng không xa liền nhấc tay đâm một thương tới cú tấn công này nhìn có vẻ bình thường nhưng đường kiếp lại không dám xem nhẹ thân hình lóe lên đồng thời bổ ra một trưởng long nhược thủ được đánh ra một trưởng này đánh thẳng lên thân thể cương thi nghe thấy một tiếng ầm vang dội thân thể cương thi chỉ hơi lảo đảo sau đó như không có chuyện lại đâm tiếp một thương về phía đường kiếp sắc mặt đường kiếp khẽ biến từ sau khi hắn thăng cấp lên thiên tâm thực lực tăng vọt rất nhiều thức ban đầu chịu sự trói buộc của cảnh giới không phát huy được đầy đủ thực lực long nhược thủy này của hắn nhìn như đơn giản kỳ thật cũng là thành lập trên cơ sở cửu lê tâm kinh và tử ngọc tâm pháp thực lực so với bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu lần hiện giờ lại không có tác dụng với cương thi kia mắt thấy trường mâu đâm tới nhìn chậm nhưng thực mau đường kiếp chỉ có thể nhấc tay bổ xuống trưởng thương chạm vào nhau, đường kiếp liền cảm thấy có một cỗ cổ lực mãnh liệt tràn đến, nhất thời không thể khống chế thân mình, lui mạnh về phía sau. Đồng thời kia nhìn như rất chậm nhất thương đã tựa như tia chớp đâm ra, trực chỉ đường kiếp cái cổ. Mẹ nó, đường kiếp chỉ kịp mắng một tiếng, vội vàng phát động loạn phong bộ, một lóe ra biến mất, hiện ra ở phía bên kia, giơ tay lên, một đạo kim quang nổi lên, bổ về hướng cương thi, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một chiếc đầu lâu đã bay lên không trung cương thi không đầu xoay người một cái trường thương lại lần nữa đâm về phía đường kiếp mất đi đầu không ảnh hưởng một chút nào tới hành động của nó thậm chí ngay cả phương hướng đều không bị ảnh hưởng không biết xác chết này dựa vào cái gì để phân biệt vị trí phương hướng nữa đường kiếp bất đắc dĩ tiếp tục bổ kim đao xuống xoẹt 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 liên tiếp ba đao hạ xuống một đao chặt đứt trường mâu một đao cắt đứt cánh tay đao cuối cùng cắt đứt chân sau ba đao cương thi chỉ còn một tay một chân vẫn bỏ trên mặt đất có chém giết thế nào cũng không chết đường kiếp bất đắc dĩ, giờ chân dẫm lên người cương thi. Một bàn tay liền túm lấy cổ chân hắn. Đường kiếp lạnh lùng nói, ta cũng không tin, bầm thay vạn đoạn, ngươi vẫn còn có thể cử động. Ánh đao trượt khởi, tạo thành một mảnh hoa tuyết. Cương thi thực sự bị hắn chém thành vô số mảnh. Lúc này đây, nó không thể tiếp tục cử động được nữa. Phù, đường kiếp thở dài một hơi. Vật này quấn lấy khó dứt, thật là có chút ngoài dự liệu của hắn. Rất hiển nhiên, chỉ một thủ vệ cương thi liền giống như người luyện thể vậy, không có pháp thuật hùng mạnh, nhưng lại có thân thể dũng mãnh siêu cấp, không sợ các loại công kích, lực lượng cũng thật lớn. Nếu không phải mình có kim đao khắc chế, muốn giải quyết nó thực không dễ dàng. Nghĩ vậy, hắn nhấc ống quần lên, chỉ thấy chỗ bị cương thi nắm, hiện lên một mảng xanh tím đang mau chóng nhạt bớt. Hắn đường đường thiên linh pháp thể, nhưng lại bị một cương thi nắm chặt đến nỗi bầm tím, nhất thời cũng á khẩu. Đáng tiếc, cương thi vô linh, nếu không nếu có thể bắt được thì tốt rồi. Đợi đã. Trong lòng đường kiếp vừa động. Cương thi vô linh, vậy có thể cho chúng nó linh hồn chứ? Tâm niệm thay đổi thực nhanh, đường kiếp lấy luyện hồn châu ra. Dụng ý ban đầu của luyện hồn châu, chính là đoạt xá. Chẳng qua linh hồn sẽ sinh ra phản kháng, đa phần đoạt xá đều bị thất bại. Cuối cùng chính là lợi dụng quá trình đoạt xá tạo thành kết quả thất hồn, khi nó sẽ trở thành một lợi khí định thân. Nhưng nếu mục tiêu không có hồn phách thì sao? nghĩ vậy đường kiếp đột nhiên trong nội tâm rung động nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha